Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 961, nhìn trời, rốt cuộc là nam nhân họ Diệp nào trâu bò như thế. Lá măng sống lại đổi lấy cách chữa hàn bệnh, cũng không rõ là lời hay lỗ to nữa. Nhưng đối với bản thân Tống Thư Hàng mà nói thì Lý Âm Trúc quan trọng hơn lá măng kia. Sau khi nhập mộng trải nghiệm cuộc đời của Lý Thiên Tố đạo trưởng xong, khi đối mặt với Lý Âm Trúc hắn luôn có cảm giác như đối mặt với con gái của mình. Chứng hàn bệnh mà ngươi nói cũng không khó chữa. Cách tốt nhất là để cô truyền thụ cho người đó một bộ công pháp phụ trợ. Nhưng bộ công pháp phụ trợ mà cô truyền thụ hơi khó luyện, con gái của người bạn cũ mà ngươi nói lại sống không đến một năm. E rằng còn chưa học được thì đã chết rồi. Bắc Phương Đại Đế xoa cằm nói. Tống Thư Hàng cười khổ, tuổi thọ còn lại của Lý Âm Trúc đúng là một vấn đề lớn. Cho nên, nếu muốn chữa hết cho con gái của bạn ngươi thì tốt nhất là để cô ra tay trước, luyện chế một viên băng phách đan để thay đổi thể chất của con bé. Sau đó phối hợp với công pháp phụ trợ mà cô truyền thụ, hai cái bù đắp cho nhau, đến lúc đó hàn độc trong cơ thể con bé cũng sẽ được hóa giải hoàn toàn, thậm chí còn có thể hấp thu nó. Nói không chừng con bé còn có thể mượn cơ hội này ngưng tụ được đạo thể đặc thù. Bắc Phương Đại Đế nói. Tiền bối, ngài có thể ra tay cứu Âm Trúc ư? Tống Thư Hàng hỏi với vẻ mong chờ. Đương nhiên, cô là người có ân tất báo. Tiểu đạo hữu người giúp cô sống lại, ân tình này rất lớn. Cô ra tay cứu con gái của bạn ngươi, coi như trả lại một phần ân tình. Bắc Phương Đại Đế cười nói. Tống Thư Hàng nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có lời đảm bảo từ vị Bắc Phương Đại Đế của Thiên Đình Viễn Cổ này thì coi như có hy vọng chữa khỏi hàn bệnh của Lý Âm Trúc rồi. Nhưng cô không thể lập tức ra tay luyện đan được. Bắc Phương Đại Đế lại nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chẳng lẽ vị Bắc Phương Đại Đế này vừa sống lại, thực lực còn chưa khôi phục ư? Cần phải có thời gian để khôi phục năng lượng à? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong đầu. Có vẻ như nhìn ra những gì Tống Thư Hàng đang suy nghĩ nên Bắc Phương Đại Đế mới giải thích. Không phải là thực lực của cô chưa khôi phục, mà là cô không chắc hiện tại mình có dược liệu luyện đan hay không. Lần trước cô chết, bảo vật trên người đều rơi hết cả rồi. Giờ cô cũng không chắc mình còn đủ tài liệu để luyện một lò băng phách đan không nữa. Tuy rằng hắn vẫn còn nhiều bảo tàng giấu kín, nhưng biết bao nhiêu năm rồi, có trời mới biết đám bảo tàng đó có còn nguyên vẹn hay không. Cần phải có thời gian đi xác minh mới được. Tiền bối, băng phách đan cần những tài liệu gì thế? Tống Thư Hàng hỏi dò, nếu như là siêu tầm dược liệu thì hắn cũng có thể tìm giúp. Trước tiên đừng vội, đến điện Hàn Đông của cô xem trước cái đã, trước kia cô có giấu một số dược liệu ở đó. Đến lúc đó xem còn thiếu thứ gì nữa. Bắc Phương Đại Đế nói. Tống Thư Hàng. Giờ thì xấu hổ rồi, điện Hàn Đông đã bị bọn họ hốt rồi. Bây giờ đang nằm ở trong thế giới hạch tâm kia kìa. Điện Hàn Đông của cô đâu? Sao lại không cảm ứng được thế này? Lúc này Bắc Phương Đại Đế nghiêng đầu nhìn rùa biển màu xanh ngọc rồi hỏi. Nhìn trời chủ của ta ơi, điện Hàn Đông của ngươi đâu mất tiêu rồi? Rùa biển màu xanh ngọc cũng giật mình. Cô đang hỏi ngươi đấy, ngươi còn hỏi ngược lại cô là sao? Động não của ngươi mà nghĩ cho kỹ đi, điện Hàn Đông của cô đâu? Bắc Phương Đại Đế xách rùa biển màu xanh ngọc lên lắc. Nhìn trời, chủ của ta, đừng có lắc mà, trứng rùa sắp phọt ra rồi này. Rùa biển màu xanh ngọc khổ não nói. Hơn nữa chủ của ta ơi, ta vẫn luôn trông coi đại trận sống lại, điện Hàn Đông không thuộc phạm vi quản hạt của ta. Bắc Phương Đại Đế tức giận nói. Điện Hàn Đông của cô là ai trông coi? Rùa biển màu xanh ngọc ra vẻ suy tư, sau khi ngẫm nghĩ thì nói. Nếu như ta nhớ không lầm thì hẳn là do một thuộc hạ chính của ngài, thành viên nhất hệ của Xương Hàn Tử trông coi. Vậy Xương Hàn Tử đâu? Bắc Phương Đại Đế hỏi lại. Chết rồi. Rùa biển màu xanh ngọc đáp. Bắc Phương Đại Đế ngẩn ra. Chết ư, sao lại chết? Nhìn trời, chủ của ta. Khi Xương Hàn Tử còn sống chỉ là một tu sĩ ngũ phẩm, tư chất rất bình thường, sau này cả đời cũng không thể đột phá ngũ phẩm nên chết vì già. Ta nhớ sau khi chết thì hắn đã giao điện Hàn Đông lại cho con cháu của hắn trông coi. Nhưng tư chất tu luyện của con cháu hắn còn kém hơn cả hắn, ngay cả linh hoàng ngũ phẩm cũng không có một tên. Kết quả trước khi ta đi ngủ thì người trông coi điện Hàn Đông đã đổi qua mấy chục đời rồi, chuyện sau đó thì ta cũng không ngớ nữa. Rùa biển màu xanh ngọc nói. Bắc Phương Đại Đế đứng im, thầm thở dài. Chết rồi ư. Cho dù là kiếp tiên cửu phẩm thì vẫn bị hạn chế thọ nguyên.
cho dù là trường sinh giả thì cũng có nguy cơ bỏ mạng. Không chứng thiên đạo thì vẫn có thể sẽ chết. Một lát sau, Bắc Phương Đại Đế khẽ lắc đầu. Nếu đã vậy thì chỉ có thể thi triển bí pháp để tìm vị trí của Điện Hàn Đông mà thôi. Điện Hàn Đông là một pháp bảo của Bắc Phương Đại Đế, hắn đương nhiên có cách tìm ra nó. Nói xong Bắc Phương Đại Đế đưa tay ra bấm đốt, ngón giữa có một tia hàn khí biến thành tơ. Tống Thư Hàng cảm giác được Điện Hàn Đông trong thế giới hạch tâm của mình bắt đầu phát ra tiếng cộng minh. Bắc Phương Đại Đế không hổ là trường sinh giả, cho dù bị thế giới hạch tâm chia cách thì cũng không thể ngăn cản liên hệ giữa hắn và Điện Hàn Đông được. Cái này, tiền bối, hiện giờ bên trong Điện Hàn Đông ngoại trừ một số dược liệu ngũ phẩm bình thường ra thì không còn gì đâu. Tống Thư Hàng thở dài, đứt ruột đáp lại. Điện Hàn Đông, xe AV của giới tu sĩ ơi. Vất vả lắm mới đưa được vào thế giới hạch tâm của mình, nào ngờ chưa để ấm đã gặp phải chủ của nó rồi. Hửm, sao ngươi biết thế? Bắc Phương Đại Đế hỏi. Bởi vì Điện Hàn Đông, ở chỗ của ta. Bắc Phương Đại Đế đau lòng nói lại. Bắc Phương Đại Đế, rùa biển màu xanh ngọc. Xấu hổ quá, hoàn cảnh xấu hổ quá, ai tới làm giảm không khí xấu hổ này đi. Một lát sau, đợi đã, tiểu hữu, khi nãy ngươi nói Điện Hàn Đông đang ở chỗ ngươi, lẽ nào ngươi có thể khống chế biến hóa thể tích của Điện Hàn Đông ư? Bắc Phương Đại Đế đột nhiên lên tiếng hỏi. Điện Hàn Đông là một món pháp bảo khổng lồ, lại có thể biến to biến nhỏ. Nhưng mệnh lệnh thay đổi kích thước này chỉ có hắn mới dùng được thôi mà. À thì có lẽ còn cả kẻ nắm giữ cửa sau nữa, dù sao thì Điện Hàn Đông cũng là do tên kia giúp đỡ tạo nên. Ừ, Tống Thư Hàng đáp. Bắc Phương Đại Đế lại nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng một lúc. Tống Thư Hàng bị nhìn tới mức nổi hết da gà, tựa như mình bị biến thành trần chuồng trong mắt Bắc Phương Đại Đế, toàn bộ bí mật đều bị nhìn thấu. Một lát sau, Bắc Phương Đại Đế khóe mắt Bắc Phương Đại Đế co giật, chỉ vào Tống Thư Hàng rồi ré lên. Trình Lâm, là kẻ khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi bị hâm à, giả làm tống đầu gỗ làm gì thế? Hả? Tống Thư Hàng ngu người, lắc đầu đáp. Tiền bối. Ta không phải Trình Lâm. Ngươi cho rằng ngươi qua mắt cô được ư? Ngươi ngây thơ quá rồi đấy. Ở trong mắt cô thì sẽ không có bất kỳ bí mật nào tồn tại hết. Trình Lâm, ngươi tự mình đi ra hay là chờ cô kéo ngươi ra hả? Bắc Phương Đại Đế cười lạnh nói. Dường như bị tâm trạng của Bắc Phương Đại Đế ảnh hưởng, nhiệt độ xung quanh Tống Thư Hàng đột nhiên giảm mạnh, loại hàn ý rét buốt có thể tổn thương linh hồn cũng tràn ra. Vậy nên mỹ nhân rắn công đức xuất hiện bên cạnh Tống Thư Hàng, chủ động hộ chủ. Cô lơ lửng trên đầu Tống Thư Hàng, đuôi rắn bên dưới bao bọc Tống Thư Hàng, bảo vệ hắn không bị hàn ý xâm nhập. Sau khi mỹ nhân rắn công đức xuất hiện, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Bắc Phương Đại Đế. A còng thăng phần trăm nhân, sao cô cũng ở đây thế? Bắc Phương Đại Đế lại ngẩn ra, nụ cười lạnh trên mặt lập tức trở nên dịu dàng. Rõ ràng, dù là Trình Lâm hay là mỹ nhân có nốt ruồi lệ tên A còng thăng phần trăm nhân. Tiền thân của mỹ nhân rắn công đức đều là thành viên của thiên đình viễn cổ và có quen biết với Bắc Phương Đại Đế. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Bắc Phương Đại Đế thay đổi nhanh như thế thì rõ ràng quan hệ của A còng thăng phần trăm nhân tiên tử với Bắc Phương Đại Đế hẳn là không tồi. Tống Thư Hàng. Nhìn trời, chủ của ta, chuyện gì thế này? Vừa giao trì nữ đế, vừa A còng thăng phần trăm nhân tiên tử. Rùa biển màu xanh ngọc lắc đầu mình nguầy nguậy. Lúc này Bắc Phương Đại Đế lại quan sát mỹ nhân rắn công đức thật kỹ, dường như đã phát hiện ra gì đó. Tiểu hữu, tại sao hình thái ánh sáng công đức của A còng thăng phần trăm nhân lại bám lên người ngươi thế? Trong mắt Bắc Phương Đại Đế lại ánh lên vẻ tò mò. Hắn nhìn ra trên người Tống Thư Hàng không phải bản thân A còng thăng phần trăm nhân mà là một loại hình thái của ánh sáng công đức. Ta cũng không rõ lắm, ta đã từng tiếp xúc với cô ấy. Sau này ánh sáng công đức của ta cụ thể hóa cũng biến thành thế này luôn. Tống Thư Hàng đáp, hắn cảm thấy, nếu như nói ra chuyện có thể là do ta đã siêu độ cô ấy, thì có đến 70% Bắc Phương Đại Đế sẽ nổi bão với hắn. Bắc Phương Đại Đế suy tư một lúc rồi nói. Thế khí tức của Trình Lâm trên người ngươi là sao đây? Việc này nói ra dài lắm. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, sau đó để Diệp Tư hiện thân. Diệp Tư ngóc đầu và bàn tay ra từ ngực của Tống Thư Hàng. Vẫy tay với Bắc Phương Đại Đế. Cô ta là ai? Bắc Phương Đại Đế nhìn chằm chằm vào Diệp Tư, hắn có chắc rằng đây không phải Trình Lâm, nhưng trên người tiểu cô nương này lại có khí tức của Trình Lâm. Nói ra thì Diệp Tư xem như con gái của Trình Lâm tiên tử. Tống Thư Hàng đáp. Nhìn trời.
Rùa biển màu xanh ngọc giật mình hét lên. Nhìn trời. Bắc Phương Đại Đế cũng nói ngay. Là ai lợi hại đến mức khiến cho Trình Lâm cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn thế này? Đúng là không tin nổi. Trình Lâm lại sinh con. Nhìn trời, nếu không tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ này, ai nói với cô rằng Trình Lâm sinh con thì cô sẽ chửi nát mặt hắn. Đây đúng là một tin động trời. Cái loại lý luận Trình Lâm tiên tử nhất định sẽ FA cả đời của ngài là từ đâu mà ra thế? Hài tử, người tên Diệp Tư đúng không? Đừng sợ, cô sẽ không làm hại ngươi. Tuy rằng cô và mẹ ngươi là Trình Lâm không cùng đường, nhưng cũng coi như từng là bạn. Tuy rằng một vài hành vi của cô ta khiến cô rất bực mình, nhưng cô và cô ta không phải kẻ thù đâu. Bắc Phương Đại Đế nói với giọng điệu dịu dàng. Diệp Tư mở to hai mắt. Hài tử, có thể nói cho cô biết, cha của ngươi là ai không? Bắc Phương Đại Đế tò mò hỏi. Con gái của Trình Lâm họ Diệp, ắt hẳn là theo họ của cha nhỉ. Trong đám cường giả viễn cổ thì có ai họ Diệp không? Bắc Phương Đại Đế nghĩ cả buổi trời cũng không nhớ nổi, chủ yếu là mọi người toàn tu sĩ cả, lúc trao đổi toàn báo đạo hiệu ra thôi, rất ít khi dùng tên tục ra. Cho nên, rốt cuộc là vị cường giả họ Diệp nào lại có thể khiến Trình Lâm cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn thế? Đúng là lợi hại mà. Chương 962, công kích thốn bim đến từ lòng đất. Cha của ta ư, Diệp Tư mở to hai mắt, cô bắt đầu nhớ tới song thân của mình. Trí nhớ thật sự quá lâu rồi, lâu đến mức chính cô cũng quên mất bộ dạng của cha mẹ mình. Hơn nữa Diệp Tư đã từng chết một lần, tuy rằng được Trình Lâm dùng bí pháp thai nghén sinh ra lần nữa, nhưng trí nhớ của cô vẫn bị ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra cha của cô chỉ là một tu sĩ có thực lực bình thường. Từ đó đến nay, e rằng cha của cô đã thi cốt vô tồn rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Tư bắt đầu có chút thương cảm. Bởi vì cô thương cảm nên kích phát cây cây, vậy là Diệp Tư bất giác rơi lệ. Cây cây chính là như thế, một khi đã khóc là không sao ngăn được. Diệp Tư lã chã rơi lệ, bàn tay nhỏ bé liên tục lau nước mắt, nhưng lại có thêm nhiều nước mắt tuôn ra, trông vô cùng đáng yêu. Bắc Phương Đại Đế, nhìn trời, chuyện gì thế này? Tại sao nha đầu này lại khóc thế, lại còn khóc đứt ruột đứt gan như vậy? Lẽ nào cô đã hỏi phải chuyện không nên hỏi ư? Chủ của ta ơi, ta cảm giác ngươi hỏi cái khác cho ta rồi, ta nhìn không nổi luôn rồi đấy. Con rùa biển màu xanh ngọc nói. Bắc Phương Đại Đế, rốt cuộc cô đã nói sai cái gì hả? Xin lỗi, chỉ là ta đột nhiên hơi đau lòng. Hu hu, tiền bối ngài đừng để ý, ta khóc một hồi là thôi ấy mà. Hu hu. Diệp Tư phất tay nói với Bắc Phương Đại Đế, sau đó cô ôm mặt chui lại vào trong thân thể Tống Thư Hàng, biến mất tăm. Bắc Phương Đại Đế, thế rốt cuộc là cô đã làm sai cái gì hả? Quả nhiên, dù là Trình Lâm hay con gái của Trình Lâm thì kiểu tư duy đều không cùng sóng với cô, căn bản không thể trao đổi bình thường được. Thôi bỏ đi, việc này tạm gác qua một bên vậy. Bắc Phương Đại Đế thở dài rồi nói. Tiểu Hữu, đưa điện hàn băng của cô lại cho cô đi. Tiền bối chờ một chút nhé. Tống Thư Hàng đáp. Ta nhặt được tiền ở ngoài đường mà còn phải giao nó lại cho chú cảnh sát nữa là một cái xe AV hạng sang của tu chân giới chứ. Tuy rằng tiếc thật, nếu như lá măng không kích hoạt đại trận, Bắc Phương Đại Đế không sống lại thì Tống Thư Hàng có thể cuống cái điện hàn băng này rồi. Vài giây sau, Diệp Tư khóc tỉ tê lại xuất hiện, lần này cô xuất hiện ngay bên cạnh Tống Thư Hàng, tay ôm một cái điện hàn băng phiên bản thu nhỏ. Tiền bối. Hu hu hu, đây là điện hàn băng của ngài, hu hu hu, giờ trả lại cho ngài này. Diệp Tư đưa điện hàn băng lên. Bắc Phương Đại Đế nhận lấy điện hàn băng, nhìn Diệp Tư khóc đến xé lòng kia. Toàn thân đều lấy ngượng nghịu. Chủ của ta ơi, ta không nhìn nổi nữa rồi, bắt nạt hậu bối là thói xấu, chủ của ta, ngài nhất định phải sửa ngay đi nhé. Con rùa biển màu xanh ngọc nghĩa tránh ngôn từ đứng ra chỉ trích. Khóe miệng của Bắc Phương Đại Đế co giật. Hắn xách đuôi của con rùa biển màu xanh ngọc lên, quay một vòng rồi ném thật xa. Rùa ngu si, ngươi lượn đi. Con rùa biển màu xanh ngọc bị ném lên một ngọn núi băng ở tít đằng xa, đâm thủng luôn ngọn núi. Nhìn qua có vẻ đau lắm đây. Bắc Phương Đại Đế nhận lấy điện hàn băng, giơ tay quét một cái ở bên trên. Quả nhiên, toàn bộ dược liệu quý giá mà hắn từng giấu ở bên trong điện hàn băng đã biến mất hết, chỉ còn lại một số dược liệu vừa được hái cách đây không lâu. Bắc Phương Đại Đế thở dài, sau đó hắn nhìn Tống Thư Hàng rồi chợt hỏi. Tiểu Hữu, người có thích điện hàn băng này không? Ừm, ta thích lắm. Tống Thư Hàng đáp ngay,
thế giới hạch tâm của hắn còn thiếu một tòa điện hàn băng đây này. Nếu ngươi đã thích thì cô sẽ tặng nó cho ngươi. Sau khi cô sống lại thì đã cắt đứt hết liên hệ với thiên đình viễn cổ. Điện hàn băng này cũng là thứ thuộc về thiên đình viễn cổ, nói thật. Cô vốn cũng muốn xử lý nó đây. Bắc Phương Đại Đế nói. Xin tiền bối hãy đưa nó cho ta đi. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói. Bắc Phương Đại Đế mỉm cười, nói tiếp. Nếu như ngươi là con rể của Trình Lâm, lại là người A còng thăng phần trăm tiên tử coi trọng thì cô sẽ không lừa ngươi. Nói thật cho ngươi biết, điện hàn băng này vốn là một phần của thiên đình viễn cổ. Nó và thiên đình viễn cổ có nhân quả rất sâu. Nếu như ngươi nhận lấy điện hàn băng này thì đại biểu cho việc ngươi thay cô gánh lấy đoạn nhân quả với thiên đình viễn cổ này. Cho nên ngươi hãy nghĩ kỹ rồi nói tiếp. Tống Thư Hàng dừng lại một chút. Tiền bối, cụ thể là nhân quả gì thế? Nói đến gút mắc với thiên đình viễn cổ thì Tống Thư Hàng đã hãm sâu vào đó từ lâu rồi. Công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công mà hắn tu luyện là của thần thú bộ thuộc thiên đình viễn cổ. Linh quỷ Diệp Tư của hắn là con gái của giao trì nữ đế Trình Lâm của thiên đình viễn cổ. Ánh sáng công đức của hắn lại có liên quan tới A còng thăng phần trăm tiên tử của thiên đình viễn cổ. Theo hắn nhớ, mình đã từng vào hòn đảo thần bí, mà hình như hòn đảo kia lại có vô số quan hệ với thiên đình viễn cổ. Nhưng trí nhớ đó bị phong ấn, bây giờ chỉ mới nhớ lại được một phần nhỏ mà thôi. Hắn còn từng cùng Bạch Tiền Bối tham quan thiên giới giao trì. Giờ hắn còn lấy được quyền tự do ra vào thiên giới giao trì nữa đây. Ngoài ra Nho gia còn muốn tặng hắn rất nhiều bất động sản là động phủ tu chân, theo lời Hằng Hỏa Chân Quân giới thiệu thì thật ra những động phủ này đều là một số mảnh vỡ của thiên đình viễn cổ. Vài ngày nữa Hằng Hỏa Chân Quân sẽ chuyển hết cho hắn. Cuối cùng còn có thứ gọi là đế châu trong tay của rất nhiều thành viên của thiên đình viễn cổ, nghe nói có liên quan tới thiên đế. Nhưng đám đế châu kia mà thấy hắn là lại vỡ nát ngay. Nếu như nói thiên đình viễn cổ là một vũng bùn thì Tống Thư Hàng đã bước vào giữ vũng bùn đó rồi. Cụ thể là loại nhân quả nào thì vài lời khó nói hết. Cô chỉ có thể nói, điện hàn băng có thể là đại cơ duyên, cũng có thể là đại họa đối với ngươi. Nhân quả lâu dài thì khó mà nói trước, cứ nói về nhân quả trước mắt đi. Ngươi biết không, từ sau khi thiên đình viễn cổ bị hủy, vẫn luôn có vài thế lực nhằm vào những người còn sót lại của thiên đình viễn cổ. Người nhận lấy điện hàn băng thì nói không chừng sẽ bị những thế lực này theo dõi đấy. Bắc Phương Đại Đế nói. Ta hiểu rồi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vậy nên ngươi có muốn nhận lấy điện hàn băng không? Cô sẽ không bắt buộc, ngươi tự chọn đi. Vậy thì tương lai ngươi sẽ không hối hận. Bắc Phương Đại Đế lại nói. Xin tiền bối cứ giao điện hàn băng cho ta. Tống Thư Hàng đáp lại ngay. Hắn đã bị dính vào thiên đình viễn cổ từ lâu rồi. Có thêm một cái điện hàn băng cũng không sao hết. Gan lì lắm, cô thích người trẻ tuổi như thế đấy, đầy nhiệt huyết, lại dễ lừa. Bắc Phương Đại Đế nói. Tống Thư Hàng. Dễ lừa là có ý gì hả? Bắc Phương Đại Đế cười lớn, hắn lại vỗ nhẹ lên điện hàn băng lần nữa. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được, ấn ký thuộc về Bắc Phương Đại Đế trên điện hàn băng đã bị xóa đi. Sau đó Bắc Phương Đại Đế giao điện hàn băng lại cho Tống Thư Hàng. Cô giao nó lại cho ngươi, hãy tế luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày luyện hóa được nó. Điện hàn băng là biểu tượng của hắn, giao điện hàn băng này cho Tống Thư Hàng có nghĩa là hắn đã vĩnh viễn từ bỏ thân phận Bắc Phương Đại Đế của thiên đình viễn cổ. Tiền bối, ta có thể hỏi vì sao ngươi lại muốn cắt đứt quan hệ với thiên đình viễn cổ không? Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Nói sao đây nhỉ, thiên đình viễn cổ là thứ thuộc về đạo của thiên đế. Đạo đó rất đáng sợ. Nếu như thiên đế thật sự thành công thì toàn bộ thiên địa và vũ trụ đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Khi đó, cô và những đạo hữu khác đều là một phần trong đại đạo của thiên đế. Bắc Phương Đại Đế cười lớn nói. Nhưng đạo của thiên đế đã thất bại, nếu đã thế thì cô đương nhiên phải tách ra khỏi đạo của thiên đế rồi. Vậy thôi ư. Tống Thư Hàng tò mò hỏi tiếp, hắn cứ có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Tạm thời cô chỉ có thể nói bấy nhiêu cho ngươi biết. Những điều còn lại là bí mật, cô sẽ không nói cho ngươi biết dễ như thế đâu. Cho dù ngươi là con rể của Trình Lâm, có quan hệ với A còng thăng phần trăm tiên tử cũng không được. Bắc Phương Đại Đế cười nói. Tống Thư Hàng. Giữ điện hàn băng cho kỹ đấy, sau đó chúng ta lại bàn cách chữa bệnh cho con gái của bạn ngươi. Chuyện luyện chế băng phách đan nhất định phải nhanh. Gần nhất cô sẽ bớt thời gian đi kiểm tra những bảo tàng của mình, xem thử có thể gom được bao nhiêu dược liệu. Nếu thiếu thì cô sẽ liên lạc với ngươi, chúng ta cùng nhau đi tìm.
tốt nhất là lấy đủ dược liệu trong vòng 10 ngày, cô sẽ mở lò luyện đan. Bắc Phương Đại Đế nói. Được. Tống Thư Hàng đáp. Ngoài ra, cầm cái này về đưa cho con gái của bạn ngươi đi. Bắc Phương Đại Đế giơ tay cắt một khối huyền băng từ sông băng ở bên dưới. Sau đó, hắn giơ tay điểm nhẹ lên huyền băng, một loại công pháp phụ trợ được đưa vào bên trong huyền băng. Đây là một phần công pháp phụ trợ của cô, mang về cho con gái của bạn ngươi tu luyện ngay đi. Đợi khi băng phách đan luyện thành thì sẽ có thể giải quyết hàn bệnh của con bé. Bắc Phương Đại Đế đưa huyền băng cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cất kỹ huyền băng. Vậy thì tiểu hữu này, sau này gặp lại nhé. Bắc Phương Đại Đế nói, xong xuôi hắn vẫy tay triệu hoán con rùa biển màu xanh ngọc kia tới. Bắc Phương Đại Đế cưỡi lưng rùa, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói. Đúng rồi, tiểu hữu này, ta còn chưa hỏi đạo hiệu của ngươi nữa. Hồi tiền bối, đạo hiệu của ta là Thư Sơn Cư Sĩ. Tống Thư Hàng chắp tay nói. Đệ tử Nho Gia ư, nhưng không phải ngươi luyện công pháp Phật môn à, ánh sáng công đức chói mù mắt kia kìa. Bắc Phương Đại Đế nghi hoặc hỏi. Không, thật ra cái ta tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Đáp lại. Nhìn trời, là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công của thần thú bộ ư. Con rùa biển màu xanh ngọc giật mình hét lên. Đúng vậy. Tống Thư Hàng xác nhận. Thú vị lắm, vậy tạm biệt nhé Thư Sơn cư sĩ tiểu hữu. Bắc Phương Đại Đế nói xong thì chắp tay một cái. Sau đó Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy đất trời quay cuồng. Chờ hắn khôi phục thì lại phát hiện mình đã đứng ở bên ngoài cấm địa. Sau này gặp lại chính là đưa ta ra ngoài ư. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Nhìn bộ dạng khi nãy hắn còn tưởng Bắc Phương Đại Đế định cưỡi rùa bay khỏi cấm địa nữa chứ. Trong lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ thì đột nhiên, bên dưới lòng đất có một đạo kiếm quang chém về phía hắn. Kiếm khí sắc bén khiến Tống Thư Hàng dựng tóc gáy. Chương 963, Bạch Tôn Giả gọi điện tới. Tống Thư Hàng tê cả da đầu, chủ yếu là do vị trí mà kẻ địch công kích quá đáng sợ. Đối với nam nhân mà nói, vị trí này ngang với yếu điểm của Kim Trung Cháo, nếu bị tổn thương thì toi đời trai. Hơn nữa Tống Thư Hàng mới vừa bị Bắc Phương Đại Đế truyền tống từ cấm địa ra, người còn chưa đứng vững, đúng là trạng thái không hề có chút phòng bị nào. Kẻ địch nhắm ngay lúc này phát động công kích, canh thời cơ vừa ác lại vừa chuẩn. Song mặc dù Tống Thư Hàng không hề phòng bị, nhưng mỹ nhân rắn công đức lại luôn ở trạng thái tự động phòng ngự 24/24. Ngay lúc kẻ địch đâm một kiếm từ dưới đất lên, mỹ nhân rắn công đức lập tức hiện thân. Cô dùng đuôi cuốn lấy Tống Thư Hàng rồi ném hắn bay đi, sau đó lại giơ huyết cốt ném về phía lưỡi kiếm sắc bén của kẻ địch. Keng! Một kiếm do kẻ ám sát rót linh lực vào bị huyết cốt của mỹ nhân rắn công đức đập bay, lưỡi kiếm sắc bén cũng bị đánh rạn nứt. Sau khi đập bay lưỡi kiếm, thế công của huyết cốt vẫn không giảm, tiếp tục đập vào đầu tên đánh lén. A! À, tên đánh lén kêu rên thống khổ, cả người bị đập lún lại vào trong đất. Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mỹ nhân rắn công đức ung dung phe phẩy huyết cốt, độ rắn chắc của huyết cốt chẳng kém gì thần binh, hơn nữa lúc nó nằm trong tay mỹ nhân rắn công đức, trên huyết cốt được phủ thêm một tầng kim quang công đức rất dày mà mắt thường cũng có thể thấy được. Kim quang công đức khác với chân khí hay linh lực, nó không thể tăng cường lực công kích cho pháp bảo, cũng không thể hóa thành kiếm khí hay thứ gì tương tự. Nhưng khi nằm trong tay mỹ nhân rắn công đức, kim quang công đức có thể phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Giống như khi dép lê đánh mặt vào trong tay cô lại có thể dùng nó đánh con rối tứ, ngũ phẩm tới nổi không gượng dậy được. Vậy nên huyết cốt trong tay của mỹ nhân rắn công đức chẳng khác gì một món thần binh lợi khí thực sự. Trên không trung, Tống Thư Hàng chân đạp hoa sen đen, mượn hoa sen đen đáp xuống mặt đất. Diệp Thư chui đầu ra từ chỗ bả vai của Tống Thư Hàng. Tên này là ai vậy? Vừa ra đã tập kích ngươi là sao? Chẳng lẽ lại là tên tu sĩ mặc áo bào tím kia? Tống Thư Hàng bỗng nhớ tới tên cuồng con rối nọ, tên kia có rất nhiều con rối dự bị, có chết thế nào cũng chết không hết. Hơn nữa, người có động cơ giết người thì cũng chỉ có tên tu sĩ mặc áo bào tím kia mà thôi, bởi vì con rối thủy tổ quý giá vẫn đang nằm trong tay mình. Trong khi nói chuyện, mỹ nhân rắn công đức bay tới cái hố bên cạnh. Trước tiên cô cắm huyết cốt vào bên hông mình, sau đó thò một tay vào trong hố, kéo tên đánh lén ra ngoài. Xoẹt! Thứ mà mỹ nhân rắn công đức kéo ra lại chỉ là một bộ quần áo và một vật thể hình nón sắt bị hỏng. Tên đánh lén chạy mất rồi. Năng lực ẩn nấp của đối phương quá mạnh, chỉ trong nháy mắt mà đã trốn thoát. Ngay cả Diệp Tư cũng không phát hiện ra.
là một con rối loại hình ám sát giỏi độn thổ. Diệp Tư nói, đây đúng là phong cách điển hình của thích khách, một kích không trúng lập tức chạy trốn thật xa, giờ muốn tìm đối phương e là không dễ. Lúc này mỹ nhân rắn công đức đột nhiên xoay người, đồng thời cô lấy dép lê đánh mặt ra, dùng sức nên về hướng 4 giờ tính theo vị trí của Tống Thư Hàng. Dép lê đánh mặt bay cái vèo, đập trúng một gò đất nhỏ. Gò đất nhỏ vỡ ra, để lộ một con rối thiếu nửa cái đầu. Sau khi bị phát hiện, con rối vọt ra khỏi lòng đất, tức tốc lao ra bên ngoài cấm địa. Mỹ nhân rắn công đức lại lập công. Còn muốn trốn nữa sao? Diệp Tư mở ra bản mệnh kim thư, nhắm vào con rối kia. Kim thư mở ra, bên trong hiện lên một luồng kiếm khí màu xanh lam, kiếm khí dùng tốc độ nhanh như tia chớp bay ra chém về phía con rối. Uy lực của kiếm khí màu xanh lam này đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc ngũ phẩm. Xoẹt, kiếm khí vừa vọt ra đã hóa thành cự kiếm băng lam bổ về phía con rối. Sau đầu con rối chỉ còn nửa cái đầu này có mấy con mắt khép. Khi thấy cự kiếm băng lam chém tới, nó miễn cưỡng tránh né, tránh khỏi kết cục một kiếm chém đôi. Nhưng mà phần thân thể bên trái vẫn bị chém mất gần một nửa. A, à, con rối phát ra tiếng kêu thảm thiết, hình như con rối này có gắn kết cảm giác với chủ nhân, sự đau đớn mà nó nhận phải cũng sẽ truyền đến trên người của chủ nhân nó. Sau khi kêu thảm thiết, con rối bỗng xoay mình chui xuống lòng đất giống như đang bơi dưới nước, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng. Trốn đi đâu? Diệp Tư nói. Đuổi theo, ta đã khóa khí tức của nó rồi, lần này nó tuyệt đối không trốn thoát đâu. Tốc độ của con rối nọ rất nhanh, Tống Thư Hàng đã toàn lực vận chuyển quân tử vạn lý hành cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo đối phương. Gần 30 hơi thở sau. Thư Hàng, cẩn thận chút. Diệp Tư nhíu mày nói. Ta có cảm giác con rối này đang dụ chúng ta đi ra ngoài, trước mặt có thể sẽ có mai phục đấy. Ta cũng có cảm giác như vậy. Tống Thư Hàng đáp lại. Con rối loại hình ám sát này chỉ ra tay một lần khi mới xuất hiện, ngoài ra sau đó nó vẫn liều mạng chạy trốn. Hơn nữa tốc độ chạy trốn của nó cứ không nhanh không chậm, vừa vặn ở ngay trước hắn. Lẽ nào tên tu sĩ mặc áo bào tím kia đã bố trí một quân đoàn con rối mai phục ở bên ngoài, chuẩn bị phục kích mình sao? Hay là để cho A Còng Thăng phần trăm nhân biến thành bộ dạng của ngươi đi dò đường trước? Diệp Tư hỏi. Gần đây cô và A Còng Thăng phần trăm nhân vẫn luôn ở chung với nhau trong thân thể Tống Thư Hàng, vậy nên Diệp Tư cũng không còn sợ A Còng Thăng phần trăm nhân như lúc đầu nữa. Có thể thử xem sao. Tống Thư Hàng đáp. Mỹ nhân rắn công đức có thể hóa thân thành hình dáng của Tống Thư Hàng, hơn nữa sau khi cô hóa thân, ngay cả người khổng lồ nham thạch cũng không nhìn ra được thật giả. Chỉ cần Tống Thư Hàng không chết, cô bất tử bất diệt, rất thích hợp làm mấy công việc như dò đường thế này. Vì vậy Tống Thư Hàng thử hạ lệnh cho Mỹ nhân rắn công đức biến thành hình dáng của mình. Nhưng sau khi nhận được chỉ thị, Mỹ nhân rắn công đức lại nghiêng đầu nhìn Tống Thư Hàng. Có vẻ như cô không hiểu được ý tứ trong chỉ thị của Tống Thư Hàng. Lần trước cô biến thành hình dáng của Tống Thư Hàng khi đối mặt với người khổng lồ nham thạch chỉ là hành động theo bản năng, chứ không phải do Tống Thư Hàng ra lệnh. Tống Thư Hàng áo não thở dài. Nếu muốn sai sử mỹ nhân rắn công đức dễ dàng thì hắn còn phải dành nhiều thời gian để bồi dưỡng sự ăn ý giữa hai bên hơn nữa. Không được, bây giờ không cách nào khiến cho cô ấy biến hình cả. Tống Thư Hàng nói. Vậy còn muốn tiếp tục theo dõi con rối ám sát kia nữa không? Diệp Tư hỏi. Tống Thư Hàng. Cứ đi theo chút nữa đi, khi nào có biến thì chúng ta lập tức vào trong thế giới hạch tâm. Tên tu sĩ mặc áo bào tím kia không phải là kiếm tiên cửu phẩm, hẳn là không cần lo đối phương sẽ quấy nhiễu không gian. Vậy là hai bên cứ người đuổi ta chạy, chẳng mấy chốc đã xuyên qua mấy tầng khu nguy hiểm ở vòng ngoài cấm địa. Những nơi này vốn là khu nguy hiểm ở vòng ngoài cấm địa nhưng do bị những tu sĩ đời đầu bất chấp xông qua, rất nhiều cơ quan và nguy hiểm đều đã bị loại bỏ. Lại thêm một phát diệt thần pháo của Bạch Tiền Bối trước đó, vòng ngoài cấm địa đã bị ép buộc khai phá ra một con đường an toàn. Chỉ lát sau, Thư Hàng đã đi theo con rối ám sát nọ tới khu vực của kiếm cổ vô hình. Ngay lúc tới khu vực của kiếm cổ vô hình, Tống Thư Hàng lập tức dừng chân lại. Lần trước tới đây, có Bạch Tiền Bối ở phía trước mở đường nên kiếm cổ vô hình không dám đến gần Tống Thư Hàng. Nhưng bây giờ vị Bạch Tiền Bối kia đã quẳng gánh chạy mất rồi, nếu giờ Tống Thư Hàng xông vào khu vực của kiếm cổ vô hình, nói không chừng sẽ bị kiếm cổ chém thành mảnh vụn mất. Hắn nhìn về phía con rối ám sát. Tên kia đang dùng địa độn thuật chạy rất thích chí. Trong lúc nó dùng địa độn thuật,
kiếm cổ vô hình vẫn có thể cảm ứng được nó, vẫn tiến hành công kích nó. Mặc dù không nhìn thấy kiếm cổ vô hình, nhưng trên mặt đất lại thỉnh thoảng xuất hiện vết kiếm, điều này chứng minh rằng kiếm cổ vô hình đang tiến hành công kích con rối ám sát. Nhưng dưới sự yểm trợ của địa độn thuật, con rối ám sát vẫn tiến về trước nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi khu vực do kiếm cổ vô hình bảo vệ. Thư Hàng, người định đi qua bằng cách nào? Diệp Tư hỏi. Ta bó tay, ngay cả đám kiếm cổ vô hình kia trông thế nào ta cũng không thấy được nữa là. Tống Thư Hàng nhún vai một cái, cho nên không bằng dừng ở nơi này nghỉ ngơi một chút vậy. Vì vậy hắn lui về phía sau tránh xa khu vực của kiếm cổ vô hình, tìm một khối đất bằng phẳng rồi ngồi xuống. Hắn định ngồi ở đây chờ Bạch Tiền Bối tới. Nếu ngày mai mà Bạch Tiền Bối còn không tới, vậy hắn sẽ tiến vào thế giới Tà Liên, đi tìm Bạch Tiền Bối tu xin giúp đỡ. Diệp Tư, có đói không? Tống Thư Hàng hỏi. Không đói bụng, mà từ khi trở thành linh quỷ, ta có ăn hay không cũng không có cảm giác gì cả. Diệp Tư đáp. Tống Thư Hàng gật đầu một cái. Và lại Diệp Tư vốn là linh hoàng ngũ phẩm, bản thân đã có thể ích cốc rồi. Nhưng dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, ăn chút gì đó cũng được. Diệp Tư nói. Ha ha. Tống Thư Hàng lấy ra một cái bàn nhỏ cùng với các loại quà vặt, ấm trà nhỏ, lá trà, sau đó còn mang thức yêu tiểu thải từ trong thế giới hạch tâm ra, chuẩn bị ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút. Lúc này, điện thoại của Tống Thư Hàng bỗng reo lên. Bây giờ hắn đang ở sát mép vòng ngoài cấm địa cho nên điện thoại di động mới khôi phục tín hiệu. Tín hiệu vừa mới khôi phục đã có người gọi điện tới. Tống Thư Hàng lấy điện thoại ra nhìn thử, là Hằng Hỏa Chân Quân gọi tới. Alo, Hằng Hỏa tiền bối đấy à? Bá Đao tiểu hữu, nghe nói người đang ở khu Giang Nam đúng không? Bây giờ người đang ở đâu vậy? Hằng Hỏa Chân Quân cười hỏi. Xin lỗi tiền bối nhé, ta mới vừa ra ngoài một chuyến, bây giờ không có ở khu Giang Nam. Tống Thư Hàng đáp. Trùng hợp vậy sao? Được rồi, vậy giờ Bá Đao tiểu hữu đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi cũng được. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Ta đã chỉnh lý xong hết 11 động phủ rồi, giờ ta đến gặp ngươi để chuyển giao quyền hạn của tất cả động phủ cho ngươi. Tiền bối, giờ ta cũng không biết ta đang ở đâu nữa. Mà ta đang chuẩn bị trở về khu Giang Nam đấy. Nếu tiền bối không gấp thì ngày mai chúng ta hẹn giờ nào đó gặp mặt được không? Tống Thư Hàng nói. Thế thì quá tốt rồi, vậy hẹn mai gặp tiểu hữu. Hằng Hỏa Chân Quân cười nói. Sau khi trò chuyện với Hằng Hỏa Chân Quân một lát, Tống Thư Hàng cúp điện thoại. Mới vừa cúp máy lại có người gọi tới. Lần này là Thất Sinh Phù phủ chủ gọi điện tới. Alo, Thất Sinh Phù tiền bối, tìm ta có chuyện gì không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Ừ có chút việc, vừa rồi có một vị lão tiền bối liên lạc với lão tổ nhà ta, nghe nói Tống Thư Hàng tiểu hữu đã tặng lá măng trước kia cho vị ân nhân lão tiền bối kia rồi à? Phù chủ Thất Sinh Phù nói. Sao tiền bối biết chuyện này nhanh vậy? Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Lẽ nào vị lão tiền bối mà phù chủ nhắc đến là người của Bắc Phương Đại Đế chăng? Ha ha, vậy khi nào Thư Hàng tiểu hữu rảnh rỗi thì đến tìm ta một chuyến, đến lúc đó ta có thứ tốt muốn giao cho ngươi đấy. Thất Sinh Phù tiền bối cười đáp. Sau khi Thất Sinh Phù tiền bối gác máy, lập tức lại có người gọi vào. Lần này là Bạch Tôn giả gọi điện tới. Chương 964, ma thuật thoát thân trên không trung bản song Tôn giả. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên, nhanh chóng ấn nghe máy. Alo, Thư Hàng giờ ngươi đang ở đâu thế? Ta gọi cho ngươi mấy cuộc mà không có tín hiệu là sao? Bạch Tôn giả tò mò hỏi. Ngoài ra, lúc nãy ta hỏi thăm tin tức của ngươi lại nghe Linh Điệp đạo hữu nói ta với ngươi đến tộc địa Sở Gia, giúp Sở Gia giải quyết vấn đề, sau đó lại đến cấm địa là sao? Lúc đó ta vẫn luôn học lái máy xúc đất mà, đến tộc địa Sở Gia với ngươi khi nào chứ? Cổ nhiên, người trước kia dắt hắn vào phó bản cấm địa không phải Bạch Tôn giả. Việc này kể ra thì dài dòng lắm, ta đoán có thể là mình đã gặp phải một vị Bạch tiền bối khác rồi. Tống Thư Hàng đáp. Ta khác ư, à. Là cái người ở thế giới cửu u đấy hả? Bạch Tôn giả hỏi lại. Đúng vậy, chắc 100% là hắn, nhưng có thể không phải bản thể của hắn. Tống Thư Hàng suy đoán, dù sao thì Diệp Tư đã từng phái phi kiếm vào thế giới Tà Liên, nhìn thấy cái kén lớn kia. Cái kén vẫn còn, Bạch Tiền Bối Tu cũng đang ngủ ngon lành ở trong đó. Hơn nữa, thân là chúa tể của thế giới cửu u, bản thể của Bạch Tiền Bối Tu không thể nào tiến vào hiện thế được.
nên Tống Thư Hàng đoán rằng người cùng hắn vào cấm địa hẳn là hiệu quả thuật pháp hoặc tương tự như phân thân của Bạch Tiền Bối Thu. Bằng không cũng chẳng thể vì hết giờ mà biến mất được. Thú vị lắm, một ta khác đã tiến vào hiện thế rồi ư. Lát nữa ngươi kể kỹ lại cho ta nghe những chuyện đã xảy ra xem sao, nghe có vẻ vui đấy. Đúng rồi, bây giờ ngươi đang ở cấm địa à? Bạch Tôn Giả hỏi. Đúng vậy, ở bên ngoài cấm địa, tạm thời bị một đống kiếm cổ vô hình cản lại, không thể ra được. Tống Thư Hàng lại nói. Chia sẻ vị trí của ngươi cho ta biết đi, ta đến đó dắt ngươi ra. Bạch Tôn Giả nói. Hay quá, ta chỉ chờ câu này của tiền bối ngươi thôi. Tống Thư Hàng cười nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng lại mở phần mềm chat ra, chia sẻ vị trí của mình với Bạch Tiền Bối. Nhận được rồi, hóa ra vị trí của cấm địa nằm ở đây. Các ngươi chờ một lát, ta đưa thêm một người bằng hữu tới chỗ ngươi. Bạch Tôn Giả gửi một icon mỉm cười. Vâng, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng đáp lại. Bằng hữu của Bạch Tiền Bối ư? Không biết là vị tiền bối nào nữa. Cối vào cấm địa. Con rối thích khách kia đứng im du ở ngay lối vào, nhìn chằm chằm vào bên trong cấm địa. Chết tiệt, sao tên Tống Thư Hàng kia chưa đuổi theo nữa? Hắn bị cản lại ở khu vực của kiếm cổ vô hình kia rồi ư? Ở bên chân của con rối thích khách, có một con rối dạng quả bóng cắn răng nói. Lạ thật, lẽ nào hắn không thể đi qua khu vực kiếm cổ vô hình kia ư? Con rối thích khách trầm giọng nói. Làm sao đây, nếu như tên Tống Thư Hàng kia không ra thì mai phục của chúng ta đều thành công cốc cả rồi. Con rối hình tròn lên tiếng. Dường như mỗi phần con rối của tu sĩ áo tím đều có ý thức của riêng mình. Bọn nó đã chôn rất nhiều bom nổ có uy lực lớn ở lối vào cấm địa để đối phó với pháp khí không gian của Tống Thư Hàng. Cái pháp khí không gian có thể trực tiếp truyền tống người ta đi nơi khác đó đúng là gian lận, có sức mạnh không gian, dù tự bạo cũng không thể tạo thành thương tổn gì cho tên Tống Thư Hàng kia. Nhưng cũng không phải là trận tự bạo kia sẽ thành công cốc. Con rối đầu tiên tự bạo, con rối hình tròn sẽ nấp ở gần đó, âm thầm quan sát. Theo như con rối hình tròn quan sát thì pháp khí không gian kia của Tống Thư Hàng cũng có hạn chế. Ví như địa điểm đi vào và đi ra của pháp khí không gian kia không thể di chuyển. Lúc trước Tống Thư Hàng biến mất ở đâu thì sau này sẽ chui ra ở đó, không xê xích chút nào. Cho nên bọn chúng đã mai phục xong xuôi, chôn rất nhiều bom ở một khu vực lớn. Một khi dụ tên Tống Thư Hàng kia tới đây, quyết một trận thắng bại với đối phương ở khu vực chôn bom này. Nếu tên Tống Thư Hàng kia mà trốn vào không gian thì cũng không có gì phải sợ. Tới lúc đó, chỉ cần Tống Thư Hàng kia đi ra khỏi không gian thì đám bom này sẽ lập tức phát nổ. Hơn nữa tất cả bom sẽ nổ từng nhóm, thời gian kéo dài rất lâu. Nếu như không gian của tên Tống Thư Hàng kia bị hạn chế thì càng tuyệt hơn. Hay là nghĩ cách đưa hắn ra khỏi khu vực kiếm cổ vô hình. Con rối thích khách nói. Con rối hình tròn lăn một vòng. Đưa kiểu gì đây? Chẳng lẽ phải qua đó nói với hắn, ta tới đưa ngươi ra khỏi khu vực kiếm cổ vô hình này nhé. Nói vậy thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta. Thực ra hắn đã nghi ngờ chúng ta có mai phục sẵn rồi. Con rối thích khách nói. Chết tiệt, biết vậy ta cứ gài bom ở chỗ kiếm cổ vô hình cho rồi. Con rối hình tròn buồn bực nói. Đừng có ồn ào nữa, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách dụ Tống Thư Hàng đến đây mà thôi. Lúc này dưới lòng đất lại có giọng nói vang lên. Ta nhớ lúc trước có tu sĩ đào một cái hang ở dưới tổ kiếm cổ vô hình, muốn né tránh kiếm cổ vô hình ở dưới lòng đất. Tiếc rằng còn chưa đào thông thì đã bị kiếm cổ vô hình men theo thông đạo đó tìm thấy và giết chết. Giờ chúng ta đi đào thông lối đó, nghĩ cách dụ tên Tống Thư Hàng đó vào trong cũng được. Dưới lòng đất còn nấp một con rối am hiểu độn thổ, cũng chính nó đã lặng lẽ chôn đám bom kia xuống. Ngoài trừ con rối này, xung quanh còn hơn 4 con rối am hiểu phối hợp tấn công đang ẩn nấp. Lại thêm vài con rối ra người, đám này chính là tất cả con rối mà tu sĩ áo tím đã đưa vào cấm địa. Bọn chúng định quyết một trận thắng bại với Tống Thư Hàng ở đây. Dù sao đi nữa thì nhất định cũng phải cướp lại con rối thủy tổ mới được. Con rối thích khách trầm giọng nói. Khi đám con rối của tu sĩ áo tím trao đổi xem nên dụ Tống Thư Hàng vào bẫy kiểu gì. Thì lúc này, bên trên không trung của cấm địa có 2 đạo thân ảnh thông qua không gian chi lực. Trực tiếp xuất hiện ngay trên cửa vào. Một người tóc đen tung bay, một thân bạch, tuấn mỹ vô song, đúng là Bạch Tôn Giả. Một vị khác là một lão học giả đeo mắt kinh, mái tóc bạc được trải gọn, mặc một bộ áo lông dày cộp.
Lão học giả này cũng bước trên hư không, khí thế không hề thua kém Bạch tôn giả. Bạch đạo hữu, thiên phú không gian này của ngươi đúng là khiến kẻ khác thèm thuồng mà. Lão học giả mỉm cười nói. Linh thú tuần dưỡng thuật tinh diệu của Như Hỏa đạo hữu ngươi cũng khiến vô số đạo hữu ghen tị đấy thôi. Bạch tôn giả cười nói. Sau khi ngừng cười thì Bạch tôn giả nói. Nơi này đã là độ cao 6 vạn mét rồi, đối với hai người chúng ta thì hơi thấp một chút, nhưng chơi thử trước cũng được. Lão học giả khẽ gật đầu, sau đó nói. Bạch đạo hữu, nếu là độ cao 6 vạn mét thì ta đề nghị chúng ta bắt đầu với 100 thủ pháp có được không? Được, vậy thì 100. Đến lúc đó, ai mở được giam cầm của đối phương khi rơi xuống trước thì người đó thắng. Bạch tôn giả nói. Nói xong, Bạch tôn giả rút hai thanh phi kiếm dùng một lần ra, điều khiển nó bay xuống dưới chân của hắn và vị lão học giả kia. Lát nữa phong ấn linh lực toàn thân xong thì hai bên đều sẽ mất đi năng lực đạp không và ngự kiếm phi hành. Thủ pháp giam cầm đặt thành sinh ra sau 20 giây đếm ngược, vậy thì Bạch đạo hữu hãy thiết lập phong ấn cho ta trước đi. Lão học giả tháo mắt kính xuống, cẩn thận cất nó đi. Được rồi. Bạch tôn giả đáp. Vậy nên hai vị tôn giả thích tìm kích thích thi triển thần thông, dùng thủ pháp giam cầm mạnh nhất của mình, để lại những 100 đạo giam cầm trong người đối phương. Thủ pháp giam cầm của cả hai đều rất mạnh, dưới tình huống bình thường, sau khi hai vị tôn giả dùng thủ pháp giam cầm thiết lập cấm chế xong thì hơn 10 phút cũng khó mà giải được một cái. Nhưng nay, hai vị tôn giả thích tìm kích thích này lại để lại hơn 100 đạo giam cầm trên người đối phương. Sau khi dùng thủ pháp giam cầm với nhau xong, sắc mặt của hai vị tôn giả đều hơi tái nhợt. Đây là tác dụng phụ khi sức mạnh khổng lồ trong người bắt đầu bị giam cầm. Thủ pháp giam cầm của Bạch đạo hữu đúng là vượt xa tưởng tượng của ta. Hay, đúng là tuyệt diệu. Ta không ngờ giam cầm lại có thể nối liền lại như thế, 100 giam cầm lại biến thành một mối giam cầm. Chỉ cần thể nghiệm 100 thủ pháp giam cầm này thì ta đã thấy chuyến đi này thật đáng giá rồi. Lão học giả khen không ngớt. Thủ pháp giam cầm của Như Hỏa đạo hữu ngươi cũng vô cùng tuyệt diệu, 100 thủ pháp giam cầm nhìn như lẻ tẻ, nhưng cứ 10 cái tạo thành một tổ, 10 tổ biến thành một đoàn, 100 giam cầm giống như một đội quân, không gì phá nổi. Cũng khiến cho ta vô cùng mở rộng tầm mắt. Bạch tôn giả cũng tán thưởng. Nói thật, vốn ta cảm thấy độ cao 6 vạn mét đủ để tháo bỏ 100 giam cầm rồi. Nhưng nay ta lại không nắm chắc chút nào. Lão học giả nói, hắn đã đánh giá thấp 100 giam cầm của Bạch tôn giả, mặc dù là một vị tôn giả trẻ tuổi, nhưng tạo nghệ của đối phương ở thủ pháp giam cầm không hề thua gì hắn. Nói thật là ta cũng có cảm giác này. Bạch tôn giả đáp, thủ pháp giam cầm của đối phương cũng ngang ngửa với chính bản thân Bạch tôn giả. Nhưng như vậy mới kích thích chứ, đúng không? Bạch tôn giả cười nói. Ha ha ha, đúng vậy, cũng chỉ có như thế mới khiến ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Càng nguy hiểm thì càng kích thích thì càng vui. Nếu không kích thích thì hắn sẽ không muốn chơi. Vậy thì bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị xong rồi Bạch đạo hữu. Lão học giả buông hai tay ra sau rồi nói. Ta cũng thế, vậy ta đếm tới ba, khi đó phi kiếm dưới chân chúng ta sẽ hất chúng ta ra. Chừng đó, trò chơi ma thuật chạy thoát giữa không trung sẽ bắt đầu. Bạch tôn giả nói. Được. Lão học giả đáp. 1, 2, 3. Bạch tôn giả đếm. Vừa dứt lời, phi kiếm dùng một lần dưới chân của hai vị tôn giả lập tức bay lên không rồi nổ tung. Sau đó, thân thể của hai vị tôn giả rơi thẳng xuống dưới. Trên người Bạch tôn giả lóe lên 100 đạo hào quang, những hào quang kia là một đội quân thủ pháp giam cầm, trong quá trình rơi xuống. Bạch tôn giả phát hiện trong những thủ pháp giam cầm này còn ấn chứa phù văn có thêm công năng tăng tốc, thuật trọng lực. Không hổ là tôn giả nổi tiếng, đúng là gừng càng già càng cay mà. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Trên người của lão học giả cũng xuất hiện phù văn tăng tốc. Bạch tôn giả thích nhất là tốc độ quả thật đã ăn sâu vào trong máu của hắn. Cho nên, trong lúc thiết lập 100 thủ pháp giam cầm cho lão học giả thì Bạch tôn giả lại theo bản năng cho thêm rất nhiều phù văn loại tăng tốc. Bắt đầu từ tăng tốc gấp đôi, sau đó tăng cường theo mỗi bậc, cao nhất có thể đạt tới tăng nhanh gấp 40 lần, hiệu quả tuyệt vời ông mặt trời. Cứ thế, hai vị tôn giả dùng tốc độ xưa nay chưa từng có, rớt thẳng xuống dưới đất. Chương 965, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Trong quá trình rơi xuống, Bạch tiền bối bắt đầu phá giải thủ pháp giam cầm trên người. 100 thủ pháp giam cầm trên người hắn tập hợp thành một đội quân, bứt dây ắt sẽ động rừng.
dù phá giải từ chỗ nào thì cũng khiến cho 99 thủ pháp giam cầm còn lại phản ứng tập thể. Cố trình bài trừ thủ pháp giam cầm thật sự rất khó nhằn, thủ pháp giam cầm cỡ này, nếu như chia ra cho những tu sĩ thất phẩm khác tự mình tiến hành phá giải thì e là phải hơn 10 phút mới giải được. Chứ nói chi là 100 thủ pháp giam cầm kết hợp thành quân, độ khó cũng tăng lên gấp chục lần. Đồng thời tốc độ rơi xuống của Bạch Tôn giả cũng ngày càng nhanh vì hiệu quả của mấy pháp thuật như tăng tốc, trọng lực. Từ lúc trò chơi bắt đầu, Bạch Tôn giả khó khăn lắm mới giải được giam cầm đầu tiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó mà mở hết được 100 thủ pháp giam cầm trước khi chạm đất. Cho nên phải tăng nhanh tốc độ giải cấm mới được. Bạch Tôn giả nghĩ thầm. Lúc này Bạch Tôn giả và vị lão học giả kia đều ở trong trạng thái đầu chúi xuống đất, điên cuồng rơi xuống. Nếu như cứ rơi theo tư thế này thì sẽ là mặt chạm đất đầu tiên. Vậy nên Bạch Tôn giả vừa nhanh chóng phá giải thủ pháp giam cầm trên người, vừa điều chỉnh tư thế rơi xuống của mình. Đúng lúc này, trên người vị lão học giả ở gần đó xoẹt một phát, nhóm lên một ngọn lửa hừng hực. Bạch Tôn giả không khỏi nhìn lão học giả kia một cái, lúc này lão học giả đã biến thành một quả cầu lửa. Lạ thế, không phải vì ma sát tốc độ cao nên bốc cháy đấy chứ. Nhưng tốc độ của họ còn chưa nhanh tới mức bốc cháy mà. Mà cho dù là ma sát tốc độ cao đi chăng nữa thì tu sĩ thất phẩm cũng không thể dễ bốc cháy như vậy chứ. Bạch đạo hữu chớ lo, ta không sao hết, chẳng qua là trên người ta có một món bảo vật dễ bắt cháy, vì thực lực của ta bị giam cầm nên mất khống chế rồi bùng lên thế thôi. Nhưng ngọn lửa này sẽ không làm tổn thương tới ta đâu, ha 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 ha. Phía xa vang lên tiếng cười của lão học giả. Bạch Tôn giả. Bạch đạo hữu, ta đã mở được một giam cầm rồi, ngươi thì sao? Lão học giả hỏi. Ta cũng thế. Bạch Tôn giả đáp lại. Không chỉ trình độ về thủ pháp giam cầm của hai người ngang nhau mà ngay cả trình độ thủ pháp giải cấm cũng xem. Chậc, xem ra không dễ phân thắng bại rồi. Lão học giả nói. Ha ha. Bạch Tôn giả mỉm cười, chợt nói. Đúng rồi, như hỏa đạo hữu, ta bỗng dưng có một sáng kiến mới. Có lẽ nếu dùng thủ pháp giải cấm mới thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Cứ thế đi vậy, tuyệt lắm, trò chơi trốn thoát giữa không trung này ta thắng chắc rồi. Ừ. Hiện tại Bạch Tôn giả chính là đang nghiêm túc bốc phét thôi, chứ thủ pháp giải cấm nào dễ nghĩ ra như thế chứ. Hắn chỉ mượn cơ hội tán dóc này để tạo áp lực tâm lý cho lão học giả mà thôi. Dù sao thì cũng đã tán dóc rồi, tán thêm một câu nữa cũng được. Có hiệu quả thì tốt, không hiệu quả cũng chẳng sao, chẳng qua cũng chỉ là nói mồm mà thôi. Ha ha ha, Bạch đạo hữu lại có cùng suy nghĩ với ta rồi chăng? Thật ra ta cũng vừa nghĩ ra một loại thủ pháp giải cấm. 100 thủ pháp giam cầm của ngươi nhất định sẽ được ta phá giải trước khi cán mốc 6 vạn mét. Lão học giả cười lớn đáp. Lão học giả cũng đang nghiêm mặt ba sạo mà thôi. Trong lúc nói chuyện, phù văn tăng tốc trên người lão học giả lại biến đổi, tiến vào trạng thái số 2, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. A a a a. Lão học giả không cam lòng kêu thảm vài tiếng, vượt qua Bạch Tôn giả, nhanh chóng rơi thẳng xuống. Bạch Tôn giả nhếch mép. Nhưng không đợi hắn kịp nói thêm câu nào thì phù văn tăng tốc với phù văn trọng lực trên người hắn cũng biến dị. Hai phù văn đều có chức năng chủ động hấp thu linh lực thiên địa, lúc này hấp thu đủ linh lực thì sẽ phát huy uy lực kinh người. Tốc độ rơi xuống của Bạch Tôn giả cũng tăng mạnh. Như hỏa đạo hữu lại có cùng suy nghĩ như ta ư, có điều. Như vậy mới kích thích chứ. Bạch Tôn giả vô cùng vui sướng. Tốc độ của hai vị tôn giả ngày càng nhanh, lao vèo vèo xuống lối vào cấm địa như hai quả thiên thạch. Một bên khác, trước khu vực kiếm cổ vô hình. Tước Yêu Tiểu Thải ghé vào bên cạnh Tống Thư Hàng, thi thoảng vung vẫy vuốt nhỏ, miệng lặng lẽ tụng Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Cô đã nắm giữ cách siêu độ, nhưng hiện tại thiếu đối tượng siêu độ. Đến giờ còn chưa được thực hành. Tiểu Thải là một đệ tử nghiêm túc, bây giờ mà rảnh là cô lại đi học phương pháp siêu độ, tăng cường độ thuần thục kỹ năng của mình, lo trước khỏi họa. Diệp Tư bưng chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ. Thư Hàng này, sao Bạch Tôn giả còn chưa đến nhỉ? Bạch Tôn giả có được sức mạnh không gian, theo lý thuyết hẳn là vèo một phát xuất hiện ngay trước mặt bọn họ mới đúng chứ? À, Bạch Tiền Bối nói là đưa một vị đạo hữu tới. Có thể là không tiện dùng sức mạnh không gian trước mặt vị đạo hữu kia cho nên hai người đang ngự kiếm bay tới chăng?
Tống Thư Hàng đoán thầm. Trong lúc nói chuyện, hắn lại lấy một gốc cỏ đao ý thông huyền ra từ vòng tay pháp khí của mình. Nay hắn đã là cảnh giới tam phẩm thông huyết bốn mạch, cách tam phẩm đại thành chờ độ kiếp chỉ còn một bước mà thôi. Trước khi độ kiếp thì nên nắm giữ thêm một vài thủ đoạn, đến lúc đó coi như lo trước khỏi họa. Đao ý chính là cách tốt nhất để tăng cường thực lực của bản thân. Trong tay Tống Thư Hàng hiện giờ có một thùng cỏ đao ý thông huyền do Bạch Tôn giả gửi cho hắn, bên trong có tận 5 vạn gốc, Bạch Tôn giả dùng hết 5 vạn cỏ đao ý thông huyền này để đổi 5 lấy 1, lấy 1 vạn hạt sen đao ý thông huyền từ chỗ Tống Thư Hàng. Thứ Bạch Tôn giả tu là kiếm ý, cho dù dùng hạt sen đao ý thông huyền nhiều hơn cũng thế. Chẳng qua thứ Bạch Tôn giả quan tâm không phải tác dụng của hạt sen đao ý thông huyền, đối với hắn mà nói, hạt sen ăn ngon là đủ rồi. Tống Thư Hàng cầm cỏ đao ý thông huyền, hít sâu một hơi nuốt nó vào. Gần đây hắn không kịp đi tìm dược sư tiền bối, chế dược vật dùng để nuốt cỏ đao ý thông huyền. Nếu như nuốt sống cỏ đao ý thông huyền thì chẳng khác nào nuốt sống một cây đao cứng vậy, thực là đao con mợ nó phê. Chẳng qua trong lòng Tống Thư Hàng có một suy nghĩ nên muốn thử một lần. Trước kia hắn nuốt cỏ đao ý thông huyền xong, cần phải nuốt nó xuống rồi thôi động dị năng thiệt chán liên hoa, biến nó thành hạt sen. Nhưng nếu như không nuốt nó, chỉ ngậm trong miệng rồi lại thôi phát dị năng thiệt chán liên hoa thì có thể luyện ra được hạt sen đao ý thông huyền hay không? Dị năng của hắn là thiệt chán liên hoa chứ không phải hầu hung chán liên hoa, theo lý thuyết thì chỉ cần đầu lưỡi tiếp xúc với cỏ đao ý thông huyền là đủ rồi chứ nhỉ? Không cần phải nuốt vào đâu ha. Sau khi suy tư, Tống Thư Hàng dè dặt ngậm cỏ đao ý thông huyền vào tỏng miệng nhưng không nuốt nó. Sau đó, Tống Thư Hàng bắt đầu kích hoạt dị năng thiệt chán liên hoa của mình. Có thể thành công hay không thì phải xem lần này. Ngay khi Tống Thư Hàng định dùng dị năng thiệt chán liên hoa thì bên ngoài lại vang đến tiếng va chạm dữ dội. Ầm 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 ầm. Đất rung núi chuyển, Tống Thư Hàng bị dọa sợ hết hồn. Sau đó, cỏ đao ý thông huyền đang ngậm trong miệng bị nuốt trôi tuột xuống. Đậu xanh. Tống Thư Hàng khóc ròng. Cảm giác đau đớn truyền tới từ chỗ cổ, như có một cây đao cứng rắn đâm thẳng vào yết hầu, đau muốn chết quách cho rồi. Tống Thư Hàng giơ hai tay ôm lấy cổ mình, nước mắt lăn dài, đàn ông không phải là không biết khóc, chỉ là chưa tới lúc đau lòng mà thôi. Tống Thư Hàng thật sự không hề đau lòng, nước mắt của hắn chẳng qua là do bản năng sinh lý của cơ thể mà thôi. Cũng như nếu bị người ta thụi cho một đấm vào mũi thì sẽ bất giác rớt nước mắt vậy. Ăn sống cỏ đao ý thông huyền cũng sẽ sinh ra hiệu quả y chang. Diệp Tư đứng dậy đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng, giơ tay đặt nhẹ lên cổ họng của hắn. Hô! Dị năng thiệt chán liên hoa của Tống Thư Hàng được kích hoạt thành công. Bốn đóa hoa sen trắng muốt xuất hiện bên mép của hắn. Hương thơm nồng nàn lan tỏa, đó là mùi thơm của vô số món ngon, chỉ ngửi thấy thôi đã khiến người ta cảm thấy thòm thèm, bất giác rõ rãi. Ngay cả tu sĩ cũng không thể miễn dịch với đòn tấn công của mùi hương này, trừ khi dùng quy tức đại pháp hoặc năng lực như quy tức thuật để ngừng thở. Thơm quá! Hai mắt của Tước Yêu Tiểu Thải đứng bên cạnh sáng rực lên. Sư phụ, ta có thể ăn những hoa sen này được không? Không thể. Tống Thư Hàng cố mở miệng, nghiêm túc nói. Thật ra những đóa hoa sen này toàn là nước bọt của vi sư đấy. Tước Yêu Tiểu Thải. Diệp Tư. Trong ý niệm của Tống Thư Hàng dẫn đường, bốn đóa sen trắng muốt kia rụng hết cánh, để lại bốn hạt sen. Trong nháy mắt khi hạt sen xuất hiện, dường như chúng sinh ra lực hấp dẫn với nhau, vèo 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 nhập lại làm một, biến thành một hạt sen có thể tích khá lớn. Sư phụ, ta có thể ăn hạt sen này được không? Tước Yêu Tiểu Thải kềm lòng không đặt nên hỏi tiếp. Không thể, không đúng, cũng không phải là không thể. Tống Thư Hàng nói được một nửa thì bỗng đổi giọng. Bởi vì hắn nhớ ra đạo hiệu của đại đệ tử nhà mình là Kim Cương Quân Tử Đao. Nếu đã tên là Kim Cương Quân Tử Đao thì đao pháp nhất định phải ngon lành cành đào. Nếu muốn tu đao pháp thì đao ý chính là tiêu chuẩn của một đao pháp cường đại. Vậy nên Tống Thư Hàng mới nói. Tiểu Thải, đợi khi nào đao pháp của ngươi có tiến bộ, cần ngưng tụ đao ý thì hạt sen đao ý thông huyền này sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Đao pháp ư? Tiểu Thải vỗ cánh của mình. Sư phụ ngài đang giễu ta đấy à? Một tiểu yêu chưa tu tới cảnh giới ngũ phẩm, không thể huyễn hóa thành nhân hình như ta thì luyện đao pháp kiểu gì đây? Dùng móng cắp đao bay đi giết người à? Nghĩ xem, cảnh tượng một tước yêu nho nhỏ cắp đại đao bay đi nó vặn vẹo lắm. Muốn hạt sen đao ý thông huyền này thì hãy nghiêm túc tu luyện đao pháp đi, ngươi cứ yên tâm, vi sư nhất định sẽ dốc lòng dạy hết đao pháp cho ngươi,
tuyệt đối sẽ không giấu riêng. Tống Thư Hàng nói xong thì nuốt luôn hạt sen đao ý thông huyền, sau đó lại nhìn về phía bên ngoài cấm địa. Tiết tấu đất rung núi chuyển ầm ầm ban nãy khiến Tống Thư Hàng cảm thấy quen quen. Không phải là Bạch Tôn giả đã tới đấy chứ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm, bởi vì cảm giác từ cú rung chuyển ban nãy cực kỳ giống năng lực ngã sụp đất của Bạch Tiền Bối. Không đúng, một tràng ầm 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 đằng sau lại khá giống tiếng nổ mạnh. Là trò do tên tu sĩ áo tím kia bày ra ư? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì hắn chợt phát hiện bên ngoài cấm địa, ngay chỗ của mình bắt đầu sụp lở. Đậu xanh, động đất ư? Mặt đất sụp lở ra từng phiến, kiếm cổ vô hình ở phía xa bay ra khỏi ổ, bay thẳng về phía cửa chính cấm địa. Nguy to! Tống Thư Hàng hét lớn. Tuy rằng không nhìn thấy kiếm cổ vô hình, nhưng lúc kiếm cổ vô hình di chuyển sẽ liên tục chém nát mọi thứ cản trở, có thể dựa vào đó để đoán ra hướng của chúng đi tới. Hiện tại Tống Thư Hàng đang đứng ngay trước đường đi của chúng. Là thành một vị anh hùng không kiêng sợ điều gì, hay là quay đầu làm một kẻ trốn chạy thì phải xem giờ khắc này. Giờ hơi, lúc này đương nhiên là phải chạy giữ mạng rồi. Nếu lúc này mà làm anh hùng thì sống không quá 3 giây là về chuồng rồi. Lối vào cấm địa. Bạch Tôn giả và lão học giả mình đầy bụi đất chui ra từ trong một cái hố khổng lồ. Cha, không ngờ vẫn thất bại. Bạch Tôn giả buồn bực nói. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Nếu cho ta thêm chút thời gian thì ta sẽ thành công. Lão học giả còn thảm hơn, ngọn lửa trên người hắn vẫn còn cháy bừng bừng. Hơn nữa trên người cũng có rất nhiều dấu vết bị nổ. Như hỏa đạo hữu, người còn bao nhiêu cái cấm chú thế? Bạch Tôn giả hỏi. Chỉ còn 7 cái thôi. Lão học giả nói với vẻ không cam lòng, hơn nữa phút cuối hắn thật sự đã nghiên cứu ra một loại thủ pháp phá cấm mới, tốc độ giải cấm cứ gọi là mướt rượt. Chỉ cần cho hắn chừng 10 hơi thở nữa thôi thì có thể một hơi giải hết 7 cái cấm chế này. Ta còn 6 cái. Bạch Tôn giả đắc ý cười to. Lão học giả. Đó là vì tốc độ rơi của ngươi chậm hơn lão phu. Lão phu không ngờ trận pháp tăng tốc của ngươi lại điên cuồng như thế, tổng cộng 40 nấc, nấc sau nhanh hơn nấc trước. Không nói cái này nữa, ván trốn thoát giữa không trung lần này cả hai người chúng ta đều thất bại. Lần sau tái chiến nhé. Bạch Tôn giả cười lớn. À này Bạch đạo hữu, khi nãy lúc chúng ta rơi xuống có phải đã khiến thứ gì phát nổ không nhỉ? Như Hỏa Tôn giả lắc lắc tay của mình. Vừa rồi hắn có cảm giác mình rơi trúng đống thuốc nổ nào đó nên bị nổ một chập thì phải. Hình như đúng là có cái gì đó nổ, nhưng trước đó ta chỉ để ý phá cấm thôi nên không rõ lắm. Bạch Tôn giả đáp. Lúc này, trong bụi cỏ phía xa, có một con rối hình tròn nát bươm gian nan chui ra khỏi lòng đất. Con rối hình tròn không có lực công kích gì cả, nó chỉ là khôi lỗi trinh sát thôi, bản thân nó khá chắc chắn, lại dành các loại bí pháp bỏ trốn. Xong rồi, tất cả đều toi hết rồi. Con rối hình tròn ngơ ngác nhìn cái hố to khủng bố ở trước mặt, trong lòng nó lúc này cũng như cái hố đó vậy. Hai vị tôn giả rơi xuống từ trên trời đáp thẳng vào khu gài bom mà tu sĩ áo tím chuẩn bị sẵn cho Tống Thư Hàng. Ầm một phát, mặt đất bị nổ thành một cái hố to không thấy đáy. Khiến cho con rối thích khách với đám con rối ra người chuẩn bị mai phục Tống Thư Hàng ở gần đó cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, nổ tanh bành xác pháo. Sau đó, toàn bộ bom mà nó vất vả chôn xuống đã bị nổ tung hết. Sau khi bom nổ lại khiến cho con rối đang đào đường dưới lòng đất bị nổ luôn. Bây giờ chỉ còn sót lại có một mình con rối hình tròn không có chút lực công kích này. Tu sĩ áo tím đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 966, hệ thống nuôi dưỡng thần thú phiên bản 1.5. Con rối chiến đấu đi tong hết rồi, chỉ còn mỗi con rối hình tròn cho hắn, bảo hắn chơi bóng hay gì. Tu sĩ áo tím dầu thối ruột. Đáng chết, Tống Thư Hàng, ngươi nhớ đó cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta tạm để con rối thủy tổ ở chỗ ngươi, đến một ngày nào đó ta sẽ cướp lại tất cả những thứ thuộc về mình. Nghĩ thế, tu sĩ áo tím khống chế con rối hình tròn cẩn thận ẩn mình vào lòng đất. Định bụng dùng bí pháp độn thuật rời khỏi cái nơi nguy hiểm này. Đúng lúc này, Bạch Tôn giả vừa chui trong hang động ra bỗng vấp vào một linh kiện hình tròn nhỏ, sau đó mất thăng bằng té nhào xuống đất. Nhìn thấy hình ảnh này, con rối hình quả bóng cạn lời với tu sĩ tên Bạch ấy luôn. Rõ ràng là một tu sĩ có khả năng đã ở cảnh giới cửu phẩm,
dã man thế mà còn vấp ngã vì một linh kiện con à. Chuyện này phi khoa học, vụ này không tu chân. Khi Bạch Tiền Bối sắp ngã xuống đất thì hắn chống nhẹ tay xuống rồi bật người dậy. Sau đó Bạch Tôn giả lộn mấy vòng giữa không trung và đáp đất như một vận động viên, tư thế đẹp tuyệt cú mèo. Động tác này mà thả vào giới thể thao chuyên nghiệp chắc chắn phải ăn điểm tối đa luôn. Tí nữa thì ngã, may mà không thất thần, nếu không lại lủng ra một cái hố nữa thì khổ. Bạch Tôn giả nói, gần đây hắn đang cố gắng hết sức để tránh thất thần vấp ngã. Xưa đâu bằng nay, bây giờ nhà cao tầng mọc lên như nấm, nếu hắn không khống chế tần suất vấp ngã của mình mà ngã ở chỗ nào đông đúc hay gần nhà cao tầng, thì có khi sẽ biến chỗ đó thành hiện trường phim thảm họa mất thôi. Lúc này, tiếng răng rắc vang lên, âm thanh cái gì đó vỡ vụn truyền tới từ dưới chân Bạch Tiền Bối. Hình như mình dẫm phải cái gì? Bạch Tôn giả cúi đầu xuống nhìn thì thấy mình dẫm vào một con rối hình tròn. Hắn dẫm vào nó một cái làm vỡ nó ra rồi. Quái lạ, sao ở đây lại có con rối nhỉ? Bạch Tôn giả lấy làm lạ, bèn khom lưng nhặt con rối hình cầu lên, kiểm tra cấu tạo của nó một chút. Cấu tạo của con rối này tinh xảo quá, tinh xảo hơn tất cả những con rối mà ta từng tháo dỡ trước kia. Chẳng biết chủ nhân của nó là ai, vì sao lại bỏ nó ở đây, nếu bị ta đạp hỏng rồi thì ta đành mang về nghiên cứu vậy. Bạch Tôn giả nói. Dứt lời, hắn bỏ con rối vào pháp khí không gian của mình, tâm trạng rất là sung sướng. Con rối cuối cùng mà tu sĩ áo tím để lại cấm địa, đi tong. Ở một phía khác, Tống Thư Hàng nhức hết cả gan cả ruột. Hắn đưa Thước Yêu Tiểu Thải chạy điên cuồng, cuối cùng cũng tới vòng tròn hoàng kim ở lối vào cấm địa. Sau đó hắn phát hiện ra vòng tròn đó đóng kín mất rồi. Muốn mở vòng tròn hoàng kim ra lần nữa thì lại phải tháo gỡ vòng bên trong của nó từ đầu, rất là mất thời gian. Mà ở phía sau hắn, kiếm cổ vô hình đuổi theo sát nút. Từng đường vết kiếm xuất hiện trên mặt đất báo hiệu kiếm cổ vô hình đã tới gần. Bây giờ Tống Thư Hàng chỉ còn cách đưa Thước Yêu Tiểu Thải vào trong thế giới hạch tâm. Vấn đề là sau khi hắn vào đó rồi đi ra thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nếu lúc hắn đi ra mà đám kiếm cổ vô hình này còn chưa rút thì sẽ bị chúng xiên chết tươi luôn. Ủa, có người tới. Đúng lúc này, Diệp Tư lên tiếng. Cô vừa nói xong thì có một lão học giả từ phía trước bước nhanh đến gần Tống Thư Hàng. Lão học giả tươi cười đôn hậu, chỉ có điều quần áo trên người rách dưới tơi tả như vừa bị nổ xong. Tống Thư Hàng nhận ra lão học giả đã vào đến khu vực của kiếm cổ vô hình, thế nhưng kiếm cổ vô hình ở bốn phía lại không hề tấn công lão. Lão học giả cũng phát hiện ra Tống Thư Hàng, lão vẫy tay gọi hắn. Này tiểu hữu đằng trước kia ơi, người có phải là bá đạo đạo hữu không? Không, không phải đâu. Tống Thư Hàng lắc đầu quầy quậy, bá đạo đạo hữu tuyệt đối không phải là hắn. Lúc này đây, thân thể của Tống Thư Hàng đã kết nối chặt chẽ với thế giới hạch tâm, chỉ cần hắn động một ý niệm là có thể hóa thành hư ảo rồi đi vào thế giới hạch tâm ngay. Ngươi không phải bá đạo Tống Nhất Hà, chẳng lẽ ta lại nhận lầm người? Lão học giả lẩm bẩm rồi lại vẫy tay với Tống Thư Hàng. Ngại quá đạo hữu, xem ra ta nhận lầm người rồi. Thế thì ngươi cứ chơi với kiếm cổ vô hình đi nha, ta không quấy rầy ngươi nữa. Nói đoạn, lão học giả quay người định đi. Tiền bối xin dừng bước, nếu ngài tìm bá đạo Tống Nhất thì đó chính là tại hạ đây. Tống Thư Hàng hô lên. Lão học giả quay người lại rồi cười mà rằng. Ta đã bảo mà, trông dáng vẻ ngươi giống lời bạch đạo hữu tả y như đúc, làm sao có thể không phải là bá đạo Tống Nhất được chứ? Nói xong, lão học giả phất tay nhẹ một cái, tiếng động vèo vèo trong hư không lập tức lắng xuống. Kiếm cổ vô hình dừng hoạt động, im lặng hẳn đi. Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm túc sửa sai cho lão học giả. Bá đạo, ta là bá đạo nhà tiền bối. Bá đạo, có sai đâu? Lão học giả nghi hoặc. Là đao, đao trong dao ăn ấy. Tống Thư Hàng nói. À không, là đao trong đao kiếm ấy, không phải đạo trong đại đạo đâu. À, bá đạo, biết rồi, thì ta cũng nói là đạo trong đạo ăn mà. Lão học giả nói. Gạch nối. Tống Thư Hàng hiểu rồi. Tiếng phổ thông của vị tiền bối này ngọng líu ngọng lo. Thôi không nói cái này nữa. Không ngờ ở đây lại nhiều kiếm cổ vô hình như vậy. Chúng nó là bảo bối đấy, nếu biết bồi dưỡng rồi cộng thêm kiếm trận nữa thì uy lực vô song. Lão học giả nói. Đáng tiếc đám kiếm cổ vô hình ở đây đều đã thành trùng, định hình cả rồi, không còn giá trị đào tạo gì nữa, chỉ có thể mang một ít về lai giống cho đẻ ra đời tiếp theo thôi.
nếu có sẵn chứng của kiếm cổ vô hình thì có phải đỡ lo bao nhiêu không? Khi lão học giả nói chuyện thì lấy ra một chiếc túi rồi chắp tay thành hai đạo ấn, miệng lẩm bẩm. Trong hư không, vô số kiếm cổ vô hình bay vào trong túi rồi bị lão học giả thu hồi. Tiền bối, ngài quen biết Bạch tiền bối sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn vẫn duy trì kết nối với thế giới hạch tâm chứ không tách ra. Bạch đạo hữu đang ở ngay đằng sau kia kìa. Ban nãy khi bọn ta đang tới đây thì đột nhiên Bạch đạo hữu phát hiện ra một bức tường đá có phù văn rất thú vị, trong đó ẩn chứa quyền pháp cực kỳ tinh diệu, cho nên hắn ở lại đó nghiên cứu phù văn kia rồi. Lão học giả cười ha hả rồi nói. Nghe có vẻ đúng phong cách của Bạch tiền bối thật. Nói đoạn, lão học giả thu lại cái túi kia rồi tiếp lời. À đúng rồi bá đạo đạo hữu, ta tới tìm ngươi có chút việc. Tìm ta? Tống Thư Hàng tò mò. Đúng vậy, ta nghe Bạch đạo hữu nói ngươi có một quyển bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú, trên đó ghi lại rất nhiều phương pháp thuần dưỡng linh thú thời kỳ viễn cổ đã thất truyền, tinh diệu vô cùng. Cho nên ta muốn mượn cuốn sách đó của bá đạo đạo hữu để xem một chút. Lão học giả nói. Đương nhiên là ta không xem bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú của ngươi không công đâu, ta có một thứ có thể tặng ngươi để trao đổi tri thức. Lão học giả nói dứt lời, bèn bắt đầu mò mẫm tìm kiếm trong người. Đúng vậy, đúng là ta có bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú. Tống Thư Hàng gật đầu nói, hắn đã từng nhắc tới bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú với Bạch tôn giả, cho nên Bạch tiền bối cũng biết hắn có cuốn sách này. Lão học giả tìm mải miết một hồi rồi lôi ra một cặp kính. Cặp kính này trông rất ngầu, lúc lão học giả chơi trò chạy trốn giữa thiên không thì đã cất nó đi. Kính à! Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lão học giả với vẻ nghi hoặc. Dùng cặp kính này để đổi lấy bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú của hắn á. Nếu không phải vị tiền bối này đang nói đùa, thì chẳng lẽ là cặp kính kia có công năng đặc biệt nào đó sao? Đừng thấy nó chỉ là một cặp kính mà khinh, thực tế thì nó là một pháp khí đó. Lão học giả giới thiệu. Pháp khí. Nó có tác dụng gì? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Chớ vội, để ta nói từ từ. Lão học giả nói. Kính mắt này là hệ thống nuôi dưỡng thần thú phiên bản 1.5. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Bá đạo đạo hữu, có phải đám thanh niên các ngươi hay đọc tiểu thuyết mạng lắm không? Lão học giả hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn thích sách, sách gì hắn cũng đọc hết. Thế thì nhất định ngươi biết đến bàn tay vàng của nhân vật chính tràn lan các loại tiểu thuyết mạng gần đây chứ? Chính là nó đây, hệ thống tùy thân. Có hệ thống giúp đỡ thì nhân vật chính bết bát như bùn cũng có thể lên như diều gặp gió đến 9 tầng trời, bước tới đỉnh vinh quang nhân sinh, nắm tay gái đẹp chân dài, trở thành kẻ người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Lão học giả nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Tiền bối nè, khí chất học giả thấm đẫm cả người ông được bồi dưỡng từ tiểu thuyết mạng ra đấy à? Ta có được linh cảm từ hệ thống này. Lão học giả nói tiếp. Ta là một đại sư thuần dưỡng linh thú, hơn nữa còn thu nhận rất nhiều đệ tử. Trong quá trình dạy dỗ các đệ tử của mình, ta phát hiện ra bồi dưỡng được một bậc thầy về thuần dưỡng linh thú là một việc cực kỳ phiền toái. Thuần dưỡng sư không chỉ cần thiên phú cực cao mà còn phải có kinh nghiệm phong phú nữa. Khi nuôi dưỡng một con linh thú non mà có sai sót gì thì linh thú sẽ có thể mắc bệnh nặng hoặc chết teo luôn, tạo ra vô số tổn thất không cần thiết. Tống Thư Hàng gật đầu. Cho nên ta đã thử nghiên cứu một pháp bảo tên là hệ thống nuôi dưỡng thần thú. Chỉ cần có nó là ngươi có thể chính thức bước vào thế giới của thuần dưỡng sư. Sau đó, nhờ hệ thống giúp đỡ, ngươi sẽ hoàn thành được vô vàn nhiệm vụ, mở khóa hết các chức năng của hệ thống, từ từ trở thành một đại sư thuần dưỡng linh thú. Lão học giả giơ kính mắt ra rồi nói. Tống Thư Hàng chẳng hiểu gì nhưng nghe thì có vẻ là rất oách. Bây giờ ta đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống nuôi dưỡng thần thú. Ta muốn mượn bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú của ngươi cũng là để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đó. Lão học giả nói. Một ngày nào đó, ta sẽ nghiên cứu xong hệ thống nuôi dưỡng thần thú, sau đó ta sẽ mở rộng hệ thống nuôi dưỡng thần thú bản hoàn chỉnh ra cho mọi người cùng biết. Đến lúc đó, tu sĩ nào muốn trở thành linh thú thuần dưỡng sư thì chỉ cần mang theo hệ thống nuôi dưỡng thần thú, rồi làm từng bước một là sẽ thành công. Nói tới đây, trong mắt lão học giả ánh lên hào quang rực rỡ. Chương 967, từ nay về sau ta cũng có hệ thống trong tay rồi. Tuy bây giờ hệ thống nuôi dưỡng thần thú của Như Hỏa Tôn giả mới chỉ dừng lại ở phiên bản 1.5, vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót, thế nhưng một ngày nào đó hắn sẽ nghiên cứu hoàn chỉnh pháp bảo này.
Trên thực tế thì hệ thống nuôi dưỡng thần thú này đã trở thành trụ cột cho đạo của Như Hỏa Tôn giả. Nếu một ngày kia hắn thực sự hoàn thiện được hệ thống nuôi dưỡng thần thú, thì nói không chừng có thể dựa vào nó để mở đạo của mình và chạm tới cảnh giới trường sinh. Người có ước mơ luôn là người vĩ đại. Sống ở đời mà không có mơ ước thì khác gì con cá khô nào. Tống Thư Hằng cực kỳ khâm phục những tiền bối có mơ ước và mục tiêu cuộc đời rõ ràng như vậy. Thế nhưng, bây giờ có một vấn đề nhỏ như thế này. Nếu chỉ cần cho tiền bối mượn bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú thì không vấn đề gì. Thế nhưng sau khi tiền bối mượn bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú để hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống nuôi dưỡng thần thú, có phải cứ ai có hệ thống ấy thì đều đọc được nội dung của cuốn sách kia không? Tống Thư Hằng hỏi. Trên thực tế thì Tống Thư Hằng không để tâm lắm đến việc nội dung của bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú có bị truyền bá ra ngoài hay không. Thậm chí hắn còn có ý định quảng bá rộng rãi nội dung của cuốn sách này nữa kia. Cách đây không lâu, hắn đã muốn truyền thụ bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú cho con yêu hồ tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nọ rồi. Nhưng vấn đề là Tống Thư Hằng không phải chủ nhân chân chính của bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú. Bản quyền bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú thuộc về trúc quản tử trưởng lão của tam thập tam thú thần tông, cùng với bạn của ông ta, cũng chính là tác giả. Bây giờ trúc quản tử trưởng lão đã chết nhưng đệ tử trực hệ của tam thập tam thú thần tông thì vẫn còn đầy, ví dụ như sư phụ thần bí của Hồ Yêu có thể chính là đệ tử trực hệ của tam thập tam thú thần tông. Tống Thư Hằng dùng xích vàng mạo danh để nhận hàng chuyển phát nhanh của trúc quản tử trưởng lão là đã thấy ngại lắm rồi. Bây giờ mà hắn công bố nội dung của bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú cho toàn thiên hạ biết thì cứ thấy băn khoăn làm sao ấy. Lúc này, lão học giả đáp. Đúng vậy, nếu ta hoàn thiện cơ sở dữ liệu thì các tu sĩ có được hệ thống nuôi dưỡng thần thú sẽ giải khóa từng bước và có được toàn bộ tư liệu trong sách. Thư Hằng tiểu hữu, nếu ngươi thấy thế vẫn còn thiệt, thì ta có thể lấy thứ khác ngoài hệ thống nuôi dưỡng thần thú để đổi lấy tri thức trong bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú của ngươi. Tiền bối. Ngài hiểu lầm rồi. Không phải ta nói tiền bối ra giá chưa tương xứng đâu. Tống Thư Hằng lắc đầu nói. Thực ra là thế này, tuy bản bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú này đang ở trong tay ta, thế nhưng quyền sở hữu nó không thuộc về ta. Có lẽ sắp tới ta phải đi gặp hậu bối truyền nhân của chủ nhân cuốn sách này một lần. Nếu đối phương đồng ý cho tiền bối, thì tiền bối có thể truyền bá tri thức trên bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú theo ý muốn. Tống Thư Hằng vốn định tranh thủ thời gian rảnh để đi gặp sư phụ của con hồ yêu kia, có khả năng đối phương chính là truyền nhân dòng chính của tam thập tam thú thần tông. Lão học giả nghe vậy thì bàn tay đang cầm kính mắt hơi khựng lại. Sau đó hắn bật cười. Lão học giả cười vui vẻ toát ra từ nội tâm. Được, ta đồng ý với ngươi, bá đạo đạo hữu. Lão học giả nói. Vậy có thể phong kín tư liệu trong bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú vào trước. Bao giờ người sở hữu cuốn sách mà ngươi nói đồng ý thì ta sẽ mở khóa nội dung, có được không? Dứt lời, lão học giả tới bên Tống Thư Hằng rồi đưa cho hắn chiếc kính mắt có hệ thống nuôi dưỡng thần thú. Bá đạo tiểu hữu, chúng ta hoàn thành giao dịch trước đi. Tuy rằng đạo hiệu bá đạo của ngươi nghe chẳng ra sao, nhưng suy nghĩ thì lại vô cùng tinh tế. Vấn đề đạo hiệu này, thật sự là khó có thể kể hết bằng lời. Tống Thư Hằng thở dài. Nói đoạn. Hắn lấy bản bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú trong vòng tay không gian ra, đưa cho lão học giả. Lão học giả giao kính mắt cho hắn, rồi nhận lấy bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú, nhẹ tay lật đến chương mở đầu. Chương mở đầu là một bức thư, do tác giả của bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú viết cho trúc quản tử trưởng lão của tam thập tam thú thần tông. Trên đó, tác giả gửi lời cảm ơn trúc quản tử trưởng lão đã ủng hộ hắn từ đầu tới cuối. Sau khi hai người cùng nghiên cứu và tổng kết bách khoa toàn thư của thuật thuần thú, cuối cùng hắn đã biên soạn xong cả cuốn sách rồi. Sau đó, tác giả cố ý chép lại một phần, chỉnh sửa thành quyển và giao lại cho thầy tốt bạn hiền trúc quản tử của mình làm kỷ niệm. Đồng thời, hắn hy vọng lúc nào trúc quản tử trưởng lão rảnh rỗi thì duyệt qua bản bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú này, xem còn chỗ nào cần cải thiện và bổ sung hay không. Lão học giả vuốt ve chương mở đầu ấy rồi thở dài. Sau đó, hắn khép cuốn sách lại rồi nhìn về phía Tống Thư Hằng, mà không hề xem nội dung bên trong nó. Lúc này, Tống Thư Hằng đang đeo chiếc kính kia lên với vẻ mày mò. Diệp Tư và Tước Yêu Tiểu Thải cũng châu đầu vào, muốn xem pháp khí có tên là hệ thống này có chỗ nào đặc biệt hay không. Trước mắt Tống Thư Hằng bỗng xuất hiện một màn hình giao diện. Chào ký chủ, hoan nghênh sử dụng hệ thống nuôi dưỡng thần thú,
hệ thống hiện tại là phiên bản 1.5, xin hãy đảm bảo kết nối Internet khi sử dụng. PS, nếu gặp trường hợp hệ thống thăng cấp, đề cử sử dụng 5 ô triệu F trở lên. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Tống Thư Hàng. Tiền bối à, sử dụng thứ này còn phải nối mạng cơ à? Tuy không nối mạng cũng sử dụng được, thế nhưng nối mạng thì có thể cập nhật cơ sở dữ liệu mới kịp thời hơn. Lão học giả nói. Tống Thư Hàng. Tiền bối vẫn không ngừng tiến hành cải tạo nó, lợi hại thật. À đúng rồi, ta vẫn chưa thỉnh giáo đạo hiệu của tiền bối nhỉ. Đạo hiệu của lão phu là Như Hỏa. Như Hỏa tôn giả cười đáp. Như Hỏa tiền bối, pháp bảo kính mắt này phải làm thế nào để điều khiển được vậy? Tống Thư Hàng hỏi, bởi vì màn hình trước mắt hắn vẫn cứ đứng im. Nếu là hệ thống thì đương nhiên là không điều khiển bằng tay rồi. Dùng tinh thần lực đi, ngươi ngưng tụ tinh thần lực rồi tiếp xúc với kính mắt thử xem nào. Như Hỏa tôn giả nói. Tống Thư Hàng gật đầu. Sau đó hắn dùng tinh thần lực của mình để tiếp xúc với chiếc kính mắt kia. Quả nhiên giao diện đã thay đổi. Hoan nghênh chính thức bước vào hệ thống nuôi dưỡng thần thú, xin hỏi ký chủ có muốn mặc định tinh thần lực của mình không? Một khi đã mặc định thì không được thay đổi đâu. Mặc định. Tống Thư Hàng nói. Tinh thần lực đang cài mặc định, xin ký chủ hãy nhập đạo hiệu của mình, cài đặt bảng thông tin cá nhân. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một lát, hắn có nhiều đạo hiệu quá. Trừ Kim Cương Quân Tử Đao đã cho Tước Yêu Tiểu Thải, hắn còn tận 6 cái đạo hiệu lận. Suy nghĩ một hồi, Tống Thư Hàng chọn một cái. Bá Đao Tống Nhất đi. Có thể hắn sẽ tống tiến hết những đạo hiệu khác, chỉ riêng Bá Đao Tống Nhất đã được Nho Gia quảng bá rộng rãi là không thể đưa cho ai khác được nữa rồi. Xác nhận đạo hiệu Bá Đao Tống Nhất, thành lập tài khoản cá nhân thành công. Từ từ, Bá Đao Tống Nhất chứ? Bá Đao chứ? Tống Thư Hàng vội la lên. Chương 968, Thư Hàng nè, chúng ta cũng làm một hệ thống bàn tay vàng đi. Sao lại là bá đạo nữa chứ? Bá đạo thì hay lắm à? Hệ thống nuôi dưỡng thần thú làm việc cứng nhắc, không cho Tống Thư Hàng đổi tên. Chỉ một loáng sau, thông tin tài khoản của Tống Thư Hàng đã hiện ra trước mắt hắn. Hệ thống nuôi dưỡng thần thú phiên bản 1.5 giao diện ký chủ. Đạo hiệu, bá đạo Tống Nhất. Chủng tộc, con người. Thuộc tính, tinh thần lực tứ phẩm. Đẳng cấp linh thú thuần dưỡng sư cấp 0. Số lượng linh thú hiện có, 0. Đồ ăn linh thú, 0. Đồ chơi linh thú, 0. Chuồng nuôi linh thú, 0. Các tùy chọn khác, chờ mở khóa. Kỹ năng bổ sung của hệ thống. 1. Kỹ thuật ấp trứng cơ bản, kỹ năng tân thủ. Sau khi ký chủ có được quả trứng linh thú đầu tiên, mở khóa chức năng ấp trứng, hệ thống sẽ chỉ dẫn cho ký chủ tiến hành ấp trứng linh thú theo từng bước. Giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ, ký chủ hãy tìm kiếm một quả trứng linh thú và ấp nó. Phần thưởng 1, mở chức năng xem xét tư liệu linh thú nhất phẩm. Phần thưởng 2, cách chế biến thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng X1. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Quê sờ mà chữ đạo trong bá đạo Tống Nhất lại gạch chân in đậm viết hoa thế kia. Mặt khác, hệ thống này làm Tống Thư Hàng có cảm giác quen thuộc như đang chơi game trên web hay game mobile nào đó. Rốt cuộc là Như Hỏa tôn giả đã tham khảo cái gì để tạo ra hệ thống này vậy? Tôn giả không chỉ nghiện tiểu thuyết mạng mà còn chơi nhiều game mobile và game web nữa đúng không? Xem nội dung thì hệ thống nuôi dưỡng thần thú của Như Hỏa tôn giả không phải là hệ thống bàn tay vàng ngang ngược như trong tiểu thuyết, cùng lắm chỉ có thể coi nó là một phần mềm dạy học cầm tay chỉ việc mà thôi. Nó sẽ chỉ dẫn cho các thuần thú viên trẻ tuổi học tập để trở thành đại sư thuần dưỡng linh thú. Học tập mới là trụ cột của hệ thống nuôi dưỡng thần thú này. Thế nào hả bá đạo tiểu hữu, người đã vào giao diện chưa? Như Hỏa tôn giả hỏi. Tống Thư Hàng đáp. Vào rồi. Thấy sao, giao diện hệ thống mà ta chế tạo có được không? Ta đã phải tham khảo rất nhiều tư liệu mới có thể thiết kế ra nó đấy. Đáng tiếc là năng lực của ta còn chưa tới cảnh giới cửu phẩm, chứ nếu nắm giữ được lực lượng không gian thì ta còn có thể thăng cấp hệ thống thêm lần nữa, bổ sung thêm phần thưởng là vật thật. Ví dụ như sau khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thì được thưởng chứng linh thú quý hiếm hoặc pháp khí thuần dưỡng linh thú chẳng hạn. Sau này từ từ điều chỉnh thêm vậy. Như Hỏa tôn giả nói với vẻ tiếc nuối. Như Hỏa tôn giả, tiền bối muốn làm chủ thần trong tiểu thuyết vô hạn lưu thật đấy à? Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một chút rồi nói. Giao diện hệ thống cũng tạm tạm. Hả, nói cách khác là còn nhiều chỗ cần cải thiện đúng không? Ngươi thấy có cần cho thêm NPC chỉ dẫn vào không?
ta đang suy xét điểm này, nhưng không biết mọi người có thích NPC chỉ dẫn hay không. Như Hỏa Tôn giả nói, cá nhân ta nghĩ là không cần thì hơn. Tống Thư Hàng nói, sở thích của mỗi người mỗi khác, người thì thích một ông già, người thì thích bé loli, người thích anh đẹp trai, người thích nàng xinh gái, người ưa mỹ nhân nửa người nửa thú, người chuộng người ngoài hành tinh, thậm chí còn có người ưng những thứ chẳng phải là người nữa kia. Cho nên khó mà thống nhất được hình tượng NPC chỉ dẫn lắm. Nói cũng có lý. Như Hỏa Tôn giả gật đầu rồi nói tiếp. À này, người cũng nhận được nhiệm vụ cho người mới rồi đúng không? Người thấy nhiệm vụ tân thủ đó thế nào? Như Hỏa Tôn giả coi Tống Thư Hàng là người test game của mình luôn rồi, hắn phản đối chỗ nào, Tôn giả sẽ sửa chỗ đó. Tiền bối à, ta muốn hỏi là tìm chứng linh thú có dễ không? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Trong tay hắn có rất nhiều chứng của kiếm cổ vô hình, miễn cưỡng coi là một loại linh thú cũng được, hoàn thành nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ không khó lắm. Thế nhưng kiếm cổ vô hình không phải là linh thú nhất phẩm, kiếm cổ vô hình trưởng thành có thể chém chết tu sĩ tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm luôn đó. Cho nên nếu thực sự ấp nở kiếm cổ vô hình thì hệ thống nuôi dưỡng thần thú này cũng không thể chỉ dẫn cho hắn nuôi kiếm cổ vô hình được. Bình thường thì chứng linh thú nhất phẩm dễ kiếm lắm, tông môn nào thiên về linh thú cũng bán. Chứng linh thú nhị phẩm và tam phẩm thì khó kiếm hơn nhiều. Như Hỏa Tôn giả nói. Ta hỏi tiền bối thêm một câu nhé. Nếu ở nhiệm vụ đầu tiên mà chứng linh thú ta tìm được không phải là nhất phẩm thì xử lý thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Nhiệm vụ tân thủ là ấp chứng linh thú, phần thưởng là tin tức và kỹ năng liên quan tới linh thú nhất phẩm. Thế nhưng nếu ấp ra linh thú nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là phẩm chất cao hơn mà không có phương pháp nuôi dưỡng chúng thì chẳng phải là tiêu rồi sao? Bình thường linh thú nào lúc mới phá vỏ ra ngoài cũng đều là nhất phẩm. Thế nhưng nếu nuôi dưỡng tốt thì linh thú nhị phẩm lớn lên có thể đạt tới cảnh giới nhị phẩm, linh thú tam phẩm lớn lên có thể đạt tới trình độ tam phẩm. Cấp bậc linh thú được phân loại dựa vào cảnh giới mà chúng nó có thể đạt tới khi trưởng thành. Tuy phần lớn linh thú lúc sinh ra đều là nhất phẩm, thế nhưng phương pháp nuôi dưỡng thú non nhị phẩm và tam phẩm hẳn là phải khác với phương pháp nuôi thú non nhất phẩm chứ. Bá đạo tiểu hữu nói có lý lắm. Như Hỏa Tôn giả cau mày suy tư. Đây là sơ hở của ta, phải nghĩ cách sửa chữa mới được. Tống Thư Hàng nhân cơ hội đề nghị luôn. Hay là tiền bối sửa phần thưởng cho tân thủ đi. Ví dụ nếu linh thú đầu tiên mà ký chủ ấp nở có phẩm chất tương đối cao thì được thưởng thêm phương pháp nuôi dưỡng dành riêng cho nó chẳng hạn. Cách này hay đó, bá đạo tiểu hữu, người đưa kính cho ta, để ta điều chỉnh một chút nào. Như Hỏa Tôn giả nói. Tống Thư Hàng nhanh chóng tháo kính đưa cho Như Hỏa Tôn giả. Tôn giả nhận kính rồi điều chỉnh một vài chỗ, sau đó trả lại cho Tống Thư Hàng. Được rồi, bá đạo tiểu hữu, xong rồi đấy, ngươi thử lại xem. Tống Thư Hàng nhận kính rồi đeo lên. Quả nhiên, nhiệm vụ tân thủ của hệ thống nuôi dưỡng thần thú đã được sửa lại phần thưởng. Vậy là nếu hắn ấp được chứng của kiếm cổ vô hình thì sẽ có ngay phương pháp nuôi dạy kiếm cổ vô hình. Bá đạo tiểu hữu. Bây giờ bắt đầu ấp quả trứng linh thú đầu tiên của ngươi đi. Ta nghĩ trên người tiểu hữu có trứng linh thú tam phẩm, thậm chí là còn trên cả tam phẩm đúng không? Như Hỏa Tôn giả nói. Như Hỏa tiền bối mắt sáng như đuốc. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn đưa tay vào lòng, âm thầm điều động lực lượng của thế giới hạch tâm rồi lấy ra ba quả trứng kiếm cổ vô hình. Như Hỏa Tôn giả nhìn thấy trứng kiếm cổ vô hình thì hiểu ngay ra. Thì ra là thế. Ta còn đang lấy làm lạ là vì sao kiếm cổ vô hình ở đây đang vào mùa sinh sản mà lại không thấy trứng đâu. Hóa ra là bá đạo tiểu hữu xông vào ổ của chúng rồi lấy hết trứng đi à. Tiền bối, ta làm gì có bản lĩnh như thế. Thực lực ta thế này mà xông vào ổ của kiếm cổ vô hình thì chỉ có nước thành thức ăn của chúng thôi. Tống Thư Hàng nói. Thực ra có một vị tiền bối cường đại đưa ta vào ổ của kiếm cổ vô hình để tìm bảo vật, sau đó ta may mắn lấy được một ít trứng của kiếm cổ vô hình đó mà. Như Hỏa Tôn giả gật đầu, đúng là với thực lực của Tống Thư Hàng bây giờ thì hắn không thể nào vào được ổ của kiếm cổ vô hình. Thế này đi, bá đạo tiểu hữu, trong tay ngươi còn bao nhiêu trứng của kiếm cổ vô hình? Như Hỏa Tôn giả hỏi, nếu có thể lấy ngay được một ít trứng của kiếm cổ vô hình thì hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Nếu không, hắn đành phải mang kiếm cổ vô hình mẹ về rồi từ từ nuôi đời sau thôi. Tiền bối cần bao nhiêu? Tống Thư Hàng hỏi. Đưa trước cho ta 10 quả, còn sau này thì ta nuôi từ từ lên cũng được. Bá đạo tiểu hữu,
nếu ngươi có 10 quả trứng của kiếm cổ vô hình thì ta có thể dùng một pháp khí để trao đổi với ngươi. Tiểu hữu có bằng lòng không? Như Hỏa Tôn giả nói. Đương nhiên là được. Tống Thư Hàng lấy thêm 7 quả trứng kiếm cổ vô hình nữa rồi đưa cả 10 quả cho Như Hỏa Tôn giả. Như Hỏa Tôn giả nhận lấy 10 quả trứng, xác nhận một chút rồi cất đi cẩn thận. Sau đó hắn lấy một cái ấn ngọc nhỏ, đưa cho Tống Thư Hàng. Vật này tên là Linh Thú Ấn Ký, trong bản bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú mà tiểu hữu đưa cho ta có ghi chép về nó, ta nghĩ hẳn là tiểu hữu có duyên với nó đó. Như Hỏa Tôn giả nói nghiêm trang. Linh Thú Ấn Ký, Tống Thư Hàng nhớ rằng trong bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú có ghi chép về thứ này thật. Chiếc ấn con hình vuông này là pháp khí của đệ tử Tam Thập Tam Thú Thần Tông. Pháp khí này dùng để phối hợp Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công với pháp thuật thuần thú. Khi dùng pháp khí thu nạp một luồng thú hồn của linh thú. Đây là thủ đoạn độc môn để thuần phục linh thú của Tam Thập Tam Thú Thần Tông năm xưa. Nhưng vì sao Như Hỏa Tôn giả lại có pháp khí này? Tống Thư Hàng nhận Linh Thú Ấn Ký rồi ngẩng lên nhìn Như Hỏa Tôn giả. Tiền bối, vì sao ngài lại có ấn ký linh thú này vậy? Chắc là đồ ta siêu tầm hồi còn trẻ ấy mà. Già cả rồi, cũng chẳng nhớ nổi nữa. Như Hỏa Tôn giả vỗ vỗ đầu mình. Chẳng hay tiền bối có biết Tam Thập Tam Thú Thần Tông không? Tống Thư Hàng hỏi thẳng. Không biết. Như Hỏa Tôn giả gạt ngay đi. Trước kia không biết, bây giờ không biết, sau này ta cũng không biết. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Kìa, Bạch Đạo Hữu đến rồi. Thôi chào bá đạo tiểu hữu nhé, ta phải đi đây. Lần sau gặp lại. Như Hỏa Tôn giả tươi cười vẫy tay với Tống Thư Hàng. Sau đó hắn bước một bước đã chạy xa cả 100 mét, đây là pháp thuật thần thông xúc địa thành thốn. Chỉ vài bước sau, Như Hỏa Tôn giả biến mất khỏi tầm mắt của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cầm ấn ngọc trong tay, trong lòng nảy ra một vài suy đoán. Có lẽ vị Như Hỏa Tôn giả này tới gặp hắn không đơn giản chỉ vì mượn bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú để hoàn thành hệ thống nuôi dưỡng thần thú gì đó. Sau khi Như Hỏa Tôn giả tới thì đưa cho hắn hệ thống nuôi dưỡng thần thú và linh thú ấn ký, nhìn thì có vẻ là trao đổi công bằng, thế nhưng chắc chắn không phải chỉ là trao đổi giản đơn, rốt cuộc lão ta muốn gì. Từ từ đã. Chờ đã, Như Hỏa tiền bối. Tiền bối còn chưa trả bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú cho ta mà. Tống Thư Hàng đột nhiên ngộ ra. Lão học giả này bay đi mất, còn mang theo cả bản gốc bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú của hắn. Tuy Tống Thư Hàng đã nhớ hết nội dung trong bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú, thế nhưng bản gốc quý lắm đó có biết không? Hắn còn đang định mang bản gốc đi trả cho truyền nhân của Tam Thập Tam Thú Thần Tông mà. Như Hỏa Tôn giả đã chạy mất dạng rồi còn đâu. Tống Thư Hàng nghệt mặt đứng được ra đấy. Một lúc sau. Một luồng kiếm quang vèo qua chỗ Tống Thư Hàng rồi thu nhỏ lại, hóa thành Bạch Tôn giả. Thư Hàng, người vừa mới gặp Như Hỏa đạo hữu à? Lúc nãy khi ta đang trên đường tới đây thì thấy hắn vội vàng tạm biệt rồi cấp tập chạy đi đâu đó. Bạch Tôn giả thu kiếm quang rồi nói. Phải, ta vừa mới gặp Như Hỏa tiền bối xong. Tống Thư Hàng thở dài nói. Hửm, cái kính ngươi đang đeo chẳng phải là của Như Hỏa đạo hữu đó sao? Hắn tặng ngươi à? Bạch Tôn giả tò mò hỏi. Trên đường đi tìm Tống Thư Hàng, Như Hỏa Tôn giả che chở cái kính này cứ như là bảo bối, sao bây giờ lại nỡ tặng cho Tống Thư Hàng vậy? Như Hỏa tiền bối dùng nó để đổi bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú với ta. Tống Thư Hàng nghiến chặt răng. Hả, cái kính này có gì đặc biệt à? Lúc đi đường ta tò mò về cái kính này lắm mà Như Hỏa đạo hữu chẳng chịu cho ta mượn. Bạch Tôn giả nói. Cái kính này là một pháp khí tên là hệ thống nuôi dưỡng thần thú, trong đó có hệ thống giúp đỡ tu sĩ trở thành đại sư thuần dưỡng linh thú đó. Tống Thư Hàng trả lời nghiêm túc. Ta mượn xem cái được không? Hai mắt Bạch Tôn giả sáng ngời lên. Xem thì xem được, nhưng Bạch Tôn giả đừng có tháo nó ra nha. Tống Thư Hàng tháo kính xuống đưa cho Bạch Tôn giả. Ha ha ha! Bạch Tôn giả cười gượng một tràng. Gần đây ta không tháo bậy cái gì đâu, ta kiềm chế lắm đó. Sau khi nhận kính, Bạch Tôn giả đeo nó lên. Sau đó một khung hình xuất hiện trước mặt hắn. Chào ký chủ, hoan nghênh sử dụng hệ thống nuôi dưỡng thần thú, hệ thống hiện tại là phiên bản 1.5, xin hãy đảm bảo kết nối Internet khi sử dụng. PS, nếu gặp trường hợp hệ thống thăng cấp, đề cử sử dụng 5 ô triệu F trở lên. Nhắc nhở, bổn hệ thống đã mặc định chủ nhân là bá đạo tu sĩ, trừ bá đạo tu sĩ ra, những người khác không thể sử dụng bổn hệ thống.
hoan nghênh lần sau lại đến, tạm biệt. Sau đó trên kính mắt hiện trạng thái tắt máy. Gạch nối. Bạch Tôn Giả ngẩng lên nhìn Tống Thư Hàng. Cái này mặc định rồi, ta không dùng được. À, ta nhớ ra rồi. Như Hỏa Tôn Giả nói hệ thống này ghép đôi mặc định với tinh thần lực của tu sĩ, sau khi mặc định rồi là không sửa đổi được đâu. Tống Thư Hàng nói. Ghép đôi mặc định với tinh thần lực à? Ồ, thì ra là thế. Bạch Tôn Giả hiểu ra rồi. Bạch Tôn Giả vẫy tay với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nghi hoặc chạy đến bên cạnh Bạch Tôn Giả. Gần thêm tí nữa. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng sáp lại gần hơn. Đột nhiên, Bạch Tôn Giả nện trán vào trán Tống Thư Hàng một phát như trời giáng. Thực lực của Tống Thư Hàng làm sao mà tránh nổi một phát giã đầu của Bạch Tiền Bối cơ chứ? Hắn tối sầm mặt mũi, ngất lịm. Chẳng biết qua bao lâu sau. Tống Thư Hàng tỉnh lại. Ban nãy xảy ra chuyện gì ấy nhỉ? Hình như hắn bị Bạch Tiền Bối giã đầu ngất đi à? Hắn nghiêng đầu suy tư một chút rồi quay sang, thấy Bạch Tôn Giả đang đeo kính và thao tác gì đó trên nó. Thấy Tống Thư Hàng tỉnh lại, Bạch Tôn Giả nói với vẻ vui mừng. Thư Hàng, ta nghĩ ra cái này hay lắm. Chúng ta cũng tạo ra một hệ thống để chơi đi. Tống Thư Hàng, chương 969, ta muốn một hệ thống mà chỉ nằm thôi cũng học tập được. Sao tự nhiên Bạch Tiền Bối lại sử dụng được hệ thống nuôi dưỡng thần thú này vậy? Chẳng phải hệ thống này đã ghép đôi mặc định với tinh thần lực của ta rồi sao? Chẳng lẽ nguyên nhân nằm ở cú giã đầu kia à? Được rồi, bỏ vấn đề này qua một bên vậy. Trả lời Bạch Tiền Bối trước cái đã. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi rồi nói. Bạch Tiền Bối, ngài định tạo ra một hệ thống như thế nào? Nếu Bạch Tiền Bối định tạo ra hệ thống thì chắc là đã có ý tưởng sơ lược rồi nhỉ? Thư Hàng này. Người thấy chúng ta tạo ra một hệ thống đào tạo kỹ thuật đua xe có được không? Hệ thống đó sẽ giúp ký chủ nắm được kỹ thuật đua xe một cách nhanh chóng, sau đó là gia tốc gấp 3 lần, gấp 6 lần, gấp 10 lần. Bạch Tôn Giả vừa nói mà hai mắt vừa sáng ngời lên. Vừa nhắc tới hệ thống là hắn nghĩ ngay ra hệ thống loại này. Bạch Tôn Giả vừa dứt lời thì điện thoại của Tống Thư Hàng đổ chuông. Hắn lấy điện thoại ra xem thì thấy Cao Mỗ Mỗ gọi tới. Bạch Tiền Bối. Ta nghe điện thoại trước nhé. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tôn Giả gật đầu. Tống Thư Hàng mở máy. Lão Cao, phụ gì đấy? Điệu má, cuối cùng cũng gọi được mày rồi. Thư Hàng, mày vẫn bình an vô sự đó chứ? Sao tao gọi mày mãi không được thế hả? Trong giọng nói của Cao Mỗ Mỗ đượm vẻ nôn nóng. Tao vào hầm ngầm, mất tín hiệu, không nhận được cuộc gọi của mày. Tống Thư Hàng nói. Chỗ mày xảy ra chuyện gì à? Đúng vậy, chuyện to đùng. Thư Hàng, mày có nhớ gần Đại học Giang Nam tụi mình có một trường dạy lái máy xúc và lái xe không? Cao Mỗ Mỗ nói. Tống Thư Hàng nghe thế thì giật nảy một cái trong lòng, dự cảm không lành trào lên. Cái trường đó xảy ra chuyện à? Đúng thế, chiều nay lúc sắp tan học thì có một học viên nữ đến trường bên đó học lái xe. Nhưng mà cô ấy không học kỹ thuật lái xe để đi thi đâu, cô ấy học kỹ thuật lái lụa bão xe trên đường kia. Có lẽ tại cô học viên đó đóng nhiều tiền lại xinh đẹp, cho nên dù đã tan học rồi nhưng trường đó vẫn sắp xếp một giáo viên đến dạy thêm cho cô ấy. Sau đó, cô gái kia vừa lên xe được một tí thì bi kịch xảy ra liền. Hiện trường phải nói là thảm không nỡ nhìn, thảm không tả xiết. Bao nhiêu xe dùng để luyện tập của cái trường đó đều đi tong, chỉ riêng xe dùng để huấn luyện thôi đã tan xác 30 cái, khung cảnh cứ như bị tắm máu, còn kinh hoàng hơn cả phim trường quay cảnh tai nạn giao thông liên hoàn của Hollywood. Đáng sợ hơn là cô học viên nữ kia còn phá sập cả tường vây của trường dạy lái xe rồi xông vào sân tập của bên máy xúc, cảnh tượng tắm máu lập tức tái diễn luôn. Nghiền xong sân tập máy xúc còn chưa kết thúc đâu, cô nàng kia tiếp tục nghiền đến bãi đỗ xe gần đó, tao nghi là bà cô đó cố ý, chứ xe mất lái gì mà ghê gớm vậy. Nghe nói người ta ước tính học viện kia tổn thất mấy triệu lận. Cao Mỗ Mỗ dừng một chút rồi nói tiếp. May mà trong vụ tai nạn này không ai chết cả. Chỉ có mấy người ngã xiên ngã sẹo bị chặt chân chặt tay hoặc là sợ hãi quá độ thôi. Đúng là trong cái rủi có cái may, ông trời thương xót, tai nạn kinh thế mà không ai bị thương nặng, nói ra người khác cũng chẳng tin. Để xem mai kênh tin tức đưa tin thế nào. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Không sai được, chỉ có vị tiên tử đạo hiệu Đông Phương Vị Liễu, tên thân mật Đông Phương Lục, nickname hung thần xa lộ trong nhóm Cửu Châu số 1 mới có thể tạo ra hiện trường tai nạn giao thông khủng khiếp như vậy mà thôi.
Cuối cùng thì Đông Phương Lục tiên tử vẫn chạy tới ngôi trường kia để học lái xe. Và không phụ kỳ vọng của Tống Thư Hàng, quả nhiên cô đã san bằng trường dạy lái xe có slogan trình độ hàng đầu, giúp học viên gà mờ đi vào, lái lụa đi ra kia thành bình địa. May mà có vẻ Đông Phương Lục tiên tử đã chuẩn bị đầy đủ công tác an toàn, cho nên mới không làm chết ai. Tao vừa nghe tin thầy giáo dạy học viên nữ kia cũng bị đưa vào bệnh viện rồi. Thần kỳ là anh ta không bị thương ở đâu, thế nhưng hình như mắc chứng sợ ô tô rồi hay sao ấy, cứ nghe đến chữ xe một cái là run lẩy bẩy lên. Không biết sau này có hồi phục được hay không nữa. Cao Mỗ Mỗ nói tiếp. Tống Thư Hàng. Gạch nối. To chuyện thế này, không biết Đông Phương Lục tiên tử định giải quyết thế nào đây. Cơ mà vụ này thì có liên quan gì đến tao? Tống Thư Hàng nghi hoặc. Là thế này, lúc trước đùng một cái mày đi mất đúng không? Sau đó Tống thì ngồi xem tivi với bọn tao thì nhìn thấy tin tức này, tự nhiên nó nói có khi mày đang ở cái trường dạy lái xe kia. Thế là tao với thổ ba gọi ngay cho mày mà gọi mãi chẳng được. Bọn tao còn tưởng mày ở trong trường bên đó rồi bị cô nàng lái xe kia tông bẹp ruột rồi cơ. Cao Mỗ Mỗ giải thích. Cảm ơn tụi mày lo lắng cho tao. Yên tâm đi, tao không ở bên đó, Bảo Thi cũng đừng lo. Tống Thư Hàng nói. Thi Loli lại chơi cùng với đám Cao Mỗ Mỗ cơ à? Bạn tao à, chúng mày hãy yên tâm đi, thực ra tao đã bị bà cô sát thủ xa lộ kia nghiền mấy lần rồi, cứ nghĩ tới là muốn rơi nước mắt. Mày không sao là được rồi, mà mày chạy đi đâu đấy? Cao Mỗ Mỗ lại hỏi. Có một người bạn đưa tao ra ngoài cắm trại dã ngoại, tao cũng chẳng biết là mình đang ở đâu nữa. Thôi, bao giờ về tao mang đồ ăn ngon về cho. Tống Thư Hàng cười nói. Ờ ngon, nhớ đấy nhé. Cao Mỗ Mỗ cũng cười đáp. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Cao Mỗ Mỗ, Tống Thư Hàng nghiêm trang nói với Bạch Tôn Giả. Bạch tiền bối, sau khi suy nghĩ nghiêm túc thì ta nghĩ, hay là mình bỏ cái hệ thống đào tạo kỹ thuật đua xe kia đi. Bởi vì lái xe quá tốc độ là vi phạm pháp luật đó. Bạch Tôn Giả. Gạch nối. Một lát sau, Bạch Tôn Giả cũng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nói không chừng trên thế gian này có rất nhiều sát thủ xa lộ như Đông Phương Lục tiên tử, nếu các cô mà có được hệ thống đua xe kia thì đúng là hậu quả khôn lường. Thế là Bạch Tôn Giả hiếm lắm mới thỏa hiệp một lần. Được rồi, thôi mình đổi cái khác. Thế này đi Thư Hàng, chúng ta chế tạo một hệ thống với tiêu chuẩn hướng tới người sử dụng là người bình thường đi. Tống Thư Hàng nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không thành vấn đề, Bạch tiền bối. Nói xong. Hắn lên nhóm Cửu Châu số 1 nhắn một tin. A còng Đông Phương Lục tiên tử ổn không? Không sao chứ. Đông Phương Lục tiên tử. Không ổn lắm, ta bị tước bằng lái, bồi thường đâu tầm vài triệu, còn phải đi xóa ký ức của mấy người nữa. Ví dụ như cái người dạy ta lái xe kia kìa, anh ta là người tốt, đoạn ký ức này sẽ làm anh ta có bóng ma tâm lý mất, phải xóa đi để cho anh ta tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc mới được. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Đông Phương Lục tiên tử. À đúng rồi, A còng Hoàng Sơn chân quân, Hoàng Sơn tiền bối à, lần này vụ tai nạn giao thông của ta gây ảnh hưởng khá lớn, ta sẽ phối hợp thu dọn hậu quả với ngài. Tiền bối ơi, thế bồi thường và xóa ký ức của mấy người bị hại xong thì làm gì nữa? Hoàng Sơn chân quân mệt tim quá muốn về hưu. Lục tử à, không phải cô phối hợp với ta để thu dọn hậu quả, mà là ta phối hợp với cô. Ôi, tiếp đó thì cô tự chạy tới đây hoặc là cử con rối phân thân tới, đi thu dọn hậu quả với cấp dưới của ta đi. Hoàng Sơn chân quân mệt tim quá, rõ ràng hắn sắp sửa bế quan tiến cấp rồi mà trong nhóm Cửu Châu số 1 lại có cả đống việc tùm lum bày ra cho hắn dọn. Cứ thế này, không biết lúc thăng cấp hắn có gặp tâm ma không đây? Xin lỗi ngài nhé Hoàng Sơn tiền bối, ta nghe ngài hết mà. Đông Phương Lục tiên tử nhanh chóng trả lời. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Đông Phương Lục tiên tử cảm thấy kỹ thuật lái xe mà trường kia dạy đúng là không tồi nha. Sau khi được thầy giáo lành nghề chỉ dẫn thì kỹ thuật lái xe của cô tăng lên rõ rệt. Nếu cô còn lái với kỹ thuật trước đây thì trong vụ tai nạn này, dù có pháp thuật bảo vệ cũng vẫn sẽ có người bị thương. Thế mà lần này không ai bị thương nặng cả nha. Rõ ràng là, không có một ai bị thương nặng hết. Đây là tiến bộ vượt bậc luôn đó. Cho nên... Hay là đổi cái tên khác rồi lén đến ngôi trường kia thêm một lần nữa nhỉ? Đông Phương Lục tiên tử cảm thấy mình cứ học ở đó vài buổi là có thể rũ bỏ cái ô danh hung thần xa lộ được rồi. Đương nhiên, lần sau cô sẽ lái chiếc xe đã được cải tạo của mình tới,
tuyệt đối không thể gây ra tai nạn giao thông tương tự để làm phiền Hoàng Sơn Chân Quân tiền bối nữa. Nghĩ thế, Đông Phương Lục tiên tử lại nói. Tuyết Lang động chủ à, Tuyết Lang đạo hữu ơi, bằng lái của ta bị hủy mất rồi, bao giờ ngươi rảnh? Ta muốn làm thêm cái nữa. Tuyết Lang động chủ đang ở chỗ Vân Tước Tử tiền bối của Huyền Nữ Môn, đọc được tin nhắn xong thì móng vuốt run một cái, tí nữa rơi vỡ toang cả di động. Đông Phương Lục tiên tử đã bắt hắn làm cho bao nhiêu cái bằng lái rồi. Nhiều quá rồi không thể đếm được nữa. Vấn đề bây giờ là, hắn có nên làm cho Đông Phương Lục tiên tử thêm một cái bằng lái nữa không? Vì hòa bình nhân loại, hắn nên từ chối Đông Phương Lục tiên tử mới đúng nhỉ? Nhưng mà nếu hắn từ chối Đông Phương Lục tiên tử, có khi nào ngay ngày mai Đông Phương Lục tiên tử sẽ lái xe đến nghiền nát động Tuyết Lang của hắn luôn không? Vấn đề này thật là xoắn quẩy quá đi mà. Thư Hàng này, thế bây giờ chúng ta làm hệ thống gì đây? Bạch Tôn Giả lại hỏi. Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tiền bối, hệ thống kia của ngài là để người thường sử dụng đúng không ạ? Ừ, dù sao nó cũng là hệ thống đầu tiên do ta làm ra mà, chúng ta làm dần từ cơ bản thôi. Cứ làm một hệ thống cho người thường dùng để luyện tập cái đã, bao giờ có kinh nghiệm rồi mình làm hệ thống cho tu sĩ dùng sau. Bạch Tôn Giả nói. Dù làm gì thì cũng phải bắt đầu từ cơ bản. Phải xây từ viên gạch đầu tiên mới được. Bạch tiền bối nói rất có lý. Thư Hàng à, người mới tu hành có mấy tháng thôi. Người cảm thấy người bình thường thích kiểu hệ thống thế nào? Bạch Tôn Giả hỏi. Tống Thư Hàng. Thích hệ thống thế nào à? Xét từ góc độ của một sinh viên thì ai cũng muốn mình có một hệ thống thánh học để mang theo. Có hệ thống ấy thì nằm không cũng học được. Khi người khác học thì ta chơi, khi người khác chơi ta cũng chơi. Nhưng lúc dự thi thì thành tích của ta sẽ cao hơn bất cứ kẻ nào. Chương 970, chẳng phải cứ ra ngoài là nhặt được cả đống tiền à. Hệ thống thánh học, sinh viên nào cũng đáng được giúp đỡ. Tống Thư Hàng đáp. Thực tế thì mấy tháng trước Tống Thư Hàng còn hy vọng mình có khả năng tự động học tập kia. Treo máy mà vẫn học được, hỏi coi ngươi có sợ không? Nếu có cái hệ thống ấy thật thì sợ gì thi trung học, thi đại học, thi cuối kỳ. Thì tiếng nước ngoài cấp 6, 7, 8, 9, thì ứng dụng tin học trung cấp cao cấp nữa, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Nghĩ thôi cũng thấy đẹp rồi. Sáng kiến này tuyệt vời đến thế, Bạch tiền bối nhớ cân nhắc xem nha. Bạch tiền bối nghiêm túc suy xét trong chốc lát. Hệ thống thánh học à, ta cảm thấy làm cái hệ thống này không khó lắm đâu. Giai đoạn đầu chỉ cần thành lập kho dữ liệu, sau đó bố trí hệ thống nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng là pháp thuật gia tăng trí nhớ tức thời, pháp thuật tập trung tinh thần lực, hoặc là pháp thuật giúp đầu óc sáng sủa ra chẳng hạn. Những pháp thuật đó đều giúp tăng cao hiệu quả học tập đó. Phần thưởng ở giai đoạn sau có thể là tăng cường trí nhớ vĩnh cửu hoặc đan dịch tăng tinh thần lực, biến một người bình thường thành thánh học chẳng khó khăn gì. Bao giờ kho số liệu được thành lập xong, cho ta 2 ngày là ta có thể tạo ra hình thái ban đầu của hệ thống này rồi. Độ khó của việc thành lập hệ thống cùng lắm cũng chỉ là 1 sao, ghi nhớ vào trước đã. Nói xong, Bạch tiền bối lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi, 1. Hệ thống thánh học. Theo Bạch tiền bối nói thì hệ thống thánh học mà các sinh viên ước mơ tha thiết chỉ ở mức độ khó 1 sao. Nếu lúc mình đang học trung học mà gặp Bạch tiền bối thì tốt biết bao nhiêu. Trong lòng Tống Thư Hàng gào thét. Còn đề cử nào khác không? Bạch Tôn Giả lại hỏi. Xem ra độ khó 1 sao không làm cho Bạch Tôn Giả hài lòng được rồi. Bạch tiền bối để ta nghĩ chút, à đúng rồi, người thường lúc còn đi học cần hệ thống thánh học, lúc ra trường rồi lại cần hệ thống kiếm tiền cơ. Con người sống trên đời không rời khỏi đồng tiền, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì không được. Cho nên, hệ thống tụ bảo bồn kiếm tiền chắc là cũng sẽ được nhiều người ưa thích lắm. Tống Thư Hàng suy nghĩ rồi nói. Hệ thống kiếm tiền à? Sao phải cần cái hệ thống đó? Bạch tiền bối chẳng hiểu ra làm sao. Thiếu tiền thì đi ra ngoài một chuyến là nhặt được cả đống mà. Nếu nhặt không đủ thì tùy tiện tìm đỉnh núi nào đào ra cũng được cả đống đồ đáng giá, đổi được thành rất nhiều tiền luôn. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi không biết mình và Bạch Tôn Giả có đang sống ở cùng một thế giới hay không. Cái thế giới mà đi ra ngoài nhặt bừa cũng được tiền không phải là thế giới của hắn đâu. Cầu cứu, tự nhiên Bạch tiền bối nhắc đến đề tài kiếm tiền, phải làm sao để Bạch tiền bối thấu hiểu sự gian khổ của việc kiếm tiền đây? Online chờ, gấp. Khụ, Bạch tiền bối à, ngài là trường hợp đặc biệt. Thực ra phần lớn mọi người trên thế gian này không thể nhặt tiền mà đủ sống được.
Rất nhiều người lên núi đào báu vật nhưng có mấy ai đào được gì đâu. Chung quy, không phải ai cũng may mắn như ngài đâu Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng giải thích. À ừ nhỉ, việc này có liên quan đến vận số, mà vận số thì khó nói lắm. Bạch tiền bối nhanh chóng nghĩ ra. Thế thì suy nghĩ về việc lập ra hệ thống tụ bảo bồn chút đi, ta thấy nó cũng chỉ khó hơn hệ thống thánh học kia một tí thôi. Phương pháp đơn giản nhất là ta phát tiền ra cho họ luôn này. Bạch tôn giả nói. Không được, bạch tiền bối. Làm thế thì còn đâu ý nghĩa của hệ thống nữa chứ. Hệ thống tồn tại chủ yếu là để con người không phải sống như cá khô, phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thu hoạch, phải trả giá rồi mới có phần thưởng, thế thì họ mới quý trọng nó được. Tống Thư Hàng nói. Có lý, thế thì hệ thống tụ bảo bồn có thể thiết lập như bản update của hệ thống thánh học. Khi ký chủ vượt qua hệ thống thánh học, nắm vững được một ngón nghề, thì sẽ kiếm tiền thông qua hệ thống tụ bảo bồn. Dù là nhặt mót, bổ đá tìm ngọc, phát minh khoa học kỹ thuật hắc ám, gieo trồng cây mà người thường không trồng được hay nuôi được con mà người thường không nuôi ra thì đều có thể kiếm được số tiền lớn. Tốt lắm, chú ý này rất hay, mình thiết lập hệ thống tụ bảo bồn sau hệ thống thánh học đi. Thậm chí còn có thể kết hợp hai hệ thống thành một nữa chứ, hay tuyệt. Bạch tiền bối vừa dứt lời thì viết ngay sáng kiến về hệ thống tụ bảo bồn vào sổ nhỏ, độ khó là 1 sao rưỡi. Không hổ là bạch tiền bối, tư duy nhanh nhạy thật. Tống Thư Hàng trầm tư. Hai hệ thống kết hợp làm một á, nhìn trời, cứ thế này thì hệ thống sẽ biến thành bàn tay vàng của nhân vật chính theo khuôn mẫu hệ thống sinh hoạt mất thôi. Bàn tay vàng của nhân vật chính trong thể loại chuyện hệ thống sinh hoạt chính là như thế. Họ có năng lực học tập mạnh mẽ, thi triển đủ loại thần thuật dễ như trở bàn tay, nấu ăn, chữa bệnh, nhìn ngọc, nuôi cá nuôi heo, làm ruộng trồng hoa, cái gì cũng giỏi. Những kỹ thuật này vừa có thể khoe khoang lại vừa kiếm ra tiền. Kiếm đủ tiền rồi thì có thể mua nhà mua ao ở một nơi núi non cảnh đẹp thoáng đãng, rời xa cuộc sống phố thị, trải qua những ngày an nhàn. Nhìn trời tôi cũng muốn có một cái hệ thống như thế quá. Nhìn trời bao giờ bạch tiền bối hợp hai hệ thống này làm một, Tống Thư Hàng tình nguyện làm chuột bạch test game cho ngài ấy. Nhìn trời nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi, nước miếng sắp rớt luôn rồi. Nhìn trời câu cửa miệng này ở đâu chui ra thế nhỉ? Lần trước vô tình nghe thấy con rùa biển lớn màu xanh ngọc trong cấm địa kêu nên học theo à? Nhìn trời sao lại có thể như vậy nhỉ? Còn sáng kiến gì khác không? Bạch tôn giả lại hỏi. Bạch tiền bối vẫn chưa thỏa mãn à? Hệ thống tụ bảo bồn chỉ có độ khó 1 sao rưỡi, cộng thêm hệ thống học bá thì cùng lắm cũng chỉ lên đến 2 sao. Bạch tiền bối thấy thế vẫn còn dễ lắm, dễ quá thì không đủ kích thích, không đủ kích thích thì lấy đâu ra cảm giác thỏa mãn cơ chứ? Tống Thư Hàng xoa cằm suy nghĩ. Có khả năng học tập rồi, có khả năng kiếm tiền rồi, thế thì còn cái gì nữa nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc, hắn bỗng nhớ tới đệ tử trên danh nghĩa của mình là Joseph, tên đầy đủ là Joseph Zewi Mobosan. Sau khi Tống Thư Hàng hạ quyết tâm nhận Joseph làm đệ tử thì đã dạy hắn cả thời đại vẫy gọi và thánh quang kiếm thuật thức thứ nhất cho hắn. Thế nhưng chính Tống Thư Hàng cũng biết dù Joseph có khổ luyện thánh quang kiếm thuật mỗi ngày cũng khó mà có nổi thành tựu gì. Chung quy hắn thiếu trụ cột tu chân, khiếu trong cơ thể không mở, thời quang thành không thể phát huy uy lực của nó được. Thực ra Joseph chỉ nuôi giấc mộng học được võ công Trung Quốc, để trở thành cao thủ võ nghệ cao cường, lấy 1 địch 10, đấm 1 quyền ra vang vang tiếng gió mà thôi. Thế nhưng Tống Thư Hàng khó mà giúp hắn hoàn thành nguyện vọng được. Tống Thư Hàng chỉ nắm giữ công pháp tu chân, mà quyền sở hữu công pháp trụ cột lại không thuộc về hắn, hắn không thể chỉ bảo cho Joseph. Hơn nữa Joseph đã bỏ lỡ thời điểm hoàng kim để luyện công từ lâu, bây giờ bắt đầu luyện công pháp trúc cơ cũng không có kết quả gì. Nếu, bạch tôn giả có thể nghĩ ra biện pháp khiến người bình thường trở thành cao thủ võ lâm như trong TV, thì có hy vọng gì không nhỉ? Không cần trúc cơ, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, võ nghệ cao cường, 1 đánh 20 là được. Bạch tiền bối, hay là mình làm cái hệ thống đào tạo cao thủ võ lâm đi? Tống Thư Hàng nói nghiêm túc. Hệ thống đào tạo cao thủ võ lâm mà, để chỉ dẫn người ta tu hành ấy hả? Bạch tôn giả nghi hoặc hỏi lại. Không. Cao thủ võ lâm mà ta nói không phải là cao thủ trong giới tu chân chúng ta. Gần đây bạch tiền bối cũng hay xem TV đúng không? Phim võ hiệp đặc sản của Hoa Hạ chúng ta nói về những cao thủ võ lâm ấy đấy. Họ không cần trường sinh bất tử, chỉ cần có võ nghệ cao cường, tinh thông quyền pháp, lấy 1 địch 20 là đủ rồi. Tống Thư Hàng nói. Ô, có cả loại cao thủ đó nữa cơ à? Nhưng kiểu đó thì không trường sinh được đâu, có ích lợi gì cơ chứ?
Bạch Tôn giả hỏi. Không cần trường sinh, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh đã là tốt lắm rồi. Tống Thư Hàng đáp. Bởi vì có nhiều người đã bỏ lỡ độ tuổi tu luyện hoàng kim, không thể đi được xa trên con đường tu luyện. Không có thối thể dịch và khí huyết đan, dù có công pháp trúc cơ trong tay thì họ có luyện mấy chục năm cũng chẳng có thành tựu gì. Cho nên nếu có hệ thống đào tạo cao thủ võ lâm giúp họ trở thành cao thủ cũng là lựa chọn không tồi. Vì sao tự nhiên lại nghĩ ra hệ thống này? Bạch Tôn giả hỏi. Thực tế là vì trước đó không lâu ta bị người ta quấn lấy, rồi nhận một đệ tử trên danh nghĩa. Tống Thư Hàng ngại ngùng nói. Sau đó hắn kể chuyện về Joseph cho Bạch Tôn giả nghe. Trong lòng Tống Thư Hàng còn một suy nghĩ khác. Nếu hệ thống đào tạo cao thủ võ lâm được nghiên cứu ra thì không chỉ có Joseph, mà ba Tống và mẹ Tống đều là người được lợi. Thú vị lắm. Thế thì ta sẽ bỏ phần công pháp tu chân đi, thêm công pháp cường hóa nhục thân vào, vậy là có thể chế ra một bộ thần công hiệu quả nhanh chóng rồi. Thế nhưng còn phải thí nghiệm chút đã. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Độ khó của hệ thống này có thể lên tới 3 sao, hệ thống đào tạo cao thủ võ lâm này hợp khẩu vị ta hơn hệ thống thánh học và hệ thống tụ bảo bồn kia nhiều. Thư Hàng à, chốt thế nhé. Bạch Tôn giả dựng thẳng ngòi bút, khóe miệng khẽ nhếch. Bạch tiền bối định làm hệ thống nào? Tống Thư Hàng hỏi. Quyết định, ta muốn làm linh thú của ta ấp xong rồi kìa. Tống Thư Hàng. Vừa rồi ta dùng hệ thống nuôi dưỡng thần thú của ngươi đăng ký một tài khoản nhỏ. Sau đó ta ngồi nghiên cứu nhiệm vụ dành cho tân thủ của nó. Vừa hay ta có một quả trứng linh thú kiếm được từ lâu, bèn lấy ra ấp thử xem sao. Bạch Tôn giả cười mỹ mãn. Chương 971, chuyên gia đánh giáp lá cà trong giới linh thú. Bạch Tôn giả quay người mở một hộp gỗ. Hộp gỗ có kích thước khoảng 15 tấc, trên đó có phù văn lơ lửng, tỏa sáng lấp lánh, đó là phù văn pháp thuật ấp trứng linh thú. Tống Thư Hàng xoa xoa trán mình, quả nhiên cú giã đầu của Bạch Tôn giả có vấn đề mà. Bạch tiền bối, ngài ấp trứng của linh thú gì đó? Tống Thư Hàng hỏi. Ta cũng không biết, ta nhặt được quả trứng linh thú này trong một lần mạo hiểm cách đây lâu lắm rồi, nhưng mà ta cũng quên ta nhặt được nó ở đâu luôn. Bạch Tôn giả đáp. Đời này hắn đã nhặt quá nhiều thứ rồi, không tài nào mà nhớ thứ nào nhặt ở đâu được. Linh thú được bạch tiền bối tìm thấy rồi cất đi sẽ không phải là thần thú đó chứ? Là rồng, là phượng, là kỳ lân, huyền vũ hay là thần thú nào khác đây? Với thiên phú của bạch tiền bối thì dù có con thần thú nào bò ra khỏi quả trứng kia, Tống Thư Hàng cũng không kinh ngạc đâu. Bạch tiền bối nhặt được thần thú không phải chuyện lạ gì, bạch tiền bối không nhặt được thần thú mới là chuyện lạ đời trong thiên hạ. Linh thú phá vỏ ra rồi, chúng ta mau nhìn xem nó là con gì đi. Bạch tiền bối mở chiếc hộp kia ra, phù văn trên hộp tiêu tan, để lộ vật thể màu nâu trong hộp. Đó là một vật thể hình cầu có lông mềm bao quanh, trông chả liên quan gì đến trứng linh thú cả. Chẳng lẽ quả cầu lông này chính là thần thú nở ra từ quả trứng linh thú mà bạch tiền bối ấp đó à? Sắp phá vỏ rồi. Bạch tiền bối nói với vẻ chờ mong. Nhìn trời, quả cầu lông này không phải là linh thú mà là trứng linh thú à? Trứng nhà ai mà lại mọc lông hả? Không hổ là giới tu chân, tuy vụ này chẳng khoa học chút nào, nhưng ngẫm ra thì đầy tính tu chân đấy chứ. Rốt cuộc hôm nay quả trứng linh thú này cũng được thay đổi vận mệnh rồi. Bạch tiền bối nhìn thấy hệ thống nuôi dưỡng thần thú mới nhớ ra nó rồi lấy nó ra đây. Chứ nếu không, bạch tiền bối dầu nứt đố đổ vách như thế, quả trứng này phải ngủ yên trong góc khuất trí nhớ của ngài bao lâu nữa mới được nhớ ra và thấy ánh mặt trời đây. Crack crack. Quả trứng linh thú hình quả cầu lông nứt ra một khe nhỏ, một cái móng vuốt nhỏ xíu vươn từ trong trứng ra. Móng vuốt cũng là màu nâu, có 5 ngón chân bé tí. Móng vuốt của linh thú mới sinh còn lờ mờ như thể chưa định hình xong. Phần lớn thân thể linh thú là do linh lực tạo thành, cho nên mắt người bình thường không thể nhìn thấy linh thú tồn tại. Trừ khi linh thú cố ý hiện ra thì người thường mới nhìn thấy chúng. Tu sĩ cũng phải mở nhãn khiếu rồi thì mới có thể nhìn thấy linh thú trong điều kiện bình thường. Đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng nhìn thấy linh thú mới sinh. Sau khi vươn một móng vuốt ra thì linh thú nhỏ mới sinh dừng lại. Động tác tách vỏ trứng đã làm hao hết sức lực của nó rồi. Tiếp đó nó phải tích tụ sức lực thêm một lần nữa để chui hẳn người ra. Còn không chui ra à? Hay là mình phải gõ vỡ vỏ trứng ra nhỉ? Bạch Tôn giả xoa cằm nói. Ta thấy mình cứ đợi nó tự phá vỏ ra thì tốt hơn. Tống Thư Hàng nói. Trước kia hắn từng nuôi tằm,
khi ngài tầm phá kén phải dựa vào chính sức mình mới được. Nếu cắt kén ra cho ngài tầm thì nó vừa ra khỏi kén một lát đã chết rồi. Thế thì cứ kệ nó vậy. Để ta xem tư liệu của nó xem nào. Bạch Tiền Bối cặp kính hệ thống nuôi dưỡng thần thú kia lên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuân thủ, hệ thống sẽ mở kỹ năng giám định linh thú nhất phẩm. Thế nhưng linh thú đầu tiên là trường hợp đặc biệt, cấp bậc nào cũng có thể xem được hết. Bạch Tôn Giả đeo kính nhìn chằm chằm vào quả trứng hình cầu lông, một lát sau, hắn buồn bực nói. Ta không có quyền vào giai đoạn nhiệm vụ tiếp theo. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Thất sách, lúc nãy ta nối liền tinh thần lực của mình với tinh thần lực của ngươi, rồi lập một tài khoản nhỏ tên Bạch dưới tài khoản chính bá đạo Tống Nhất. Như vậy thì tài khoản con nhỏ Bạch cũng có thể sử dụng được các chức năng của hệ thống nuôi dưỡng thần thú và tiến hành nhiệm vụ. Nhưng không ngờ là quyền hạn chức năng của tài khoản nhỏ này lại bị giới hạn bởi tài khoản chính có chức năng gì thì tài khoản nhỏ mới có chức năng đó. Nếu ta muốn mở chức năng giám định linh thú thì buộc phải chờ tài khoản chính bá đạo Tống Nhất hoàn thành nhiệm vụ tuân thủ, có được quyền hạn giám định linh thú cái đã. Hệ thống của Như Hỏa đạo hữu làm tỉ mỉ thật, đúng là đại thất sách. Bạch Tôn Giả tháo kính xuống rồi đưa cho Tống Thư Hàng. Thế buộc phải chờ ta hoàn thành nhiệm vụ tuân thủ đã à? Tống Thư Hàng hỏi. Người phải ấp một quả trứng linh thú, mở chức năng rồi nói sau. Thư Hàng, người ấp thử một quả trứng linh thú đi. Bạch Tiền Bối nói đoạn ngồi xổm một bên xem con linh thú trong quả cầu lông cố gắng phá vỏ. Nhìn mỗi cái móng vuốt, chẳng nhận ra nó là con gì nữa. Được rồi, vậy để ta ấp một quả trứng linh thú thử xem. Tống Thư Hàng lấy một quả trứng kiếm cổ vô hình từ trong thế giới hạch tâm và lấy luôn cả linh thú ấn ký ra. Bao giờ kiếm cổ vô hình phá vỏ mà ra, hắn có thể phối hợp pháp môn thuần thú của Tam Thập Tam Thú Thần Tông với linh thú ấn ký để thu phục nó luôn. Chuẩn bị xong, Tống Thư Hàng đeo kính hệ thống nuôi dưỡng thần thú lên. Sau đó, một thông báo hệ thống xuất hiện trên giao diện của Tống Thư Hàng. Nhiệm vụ tuân thủ, tìm một quả trứng linh thú rồi ấp nở nó đã hoàn thành. Mở chức năng giám định tư liệu linh thú, nhận phần thưởng phương pháp chế biến thức ăn thông dụng cho linh thú nhất phẩm. Phương pháp chế biến đã được gửi trực tiếp đến không gian cá nhân của ký chủ, xin chú ý kiểm tra và nhận lấy. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối ấp nở quả cầu lông kia là hoàn thành nhiệm vụ tuân thủ cho hắn luôn à. Hắn quay người lại nhìn vào quả trứng linh thú như quả cầu lông kia. Đúng lúc này thì hệ thống lại thông báo. Phần thưởng tuân thủ sửa đổi, số lần giám định tư liệu linh thú bỏ qua đẳng cấp X1, số lần giám định tư liệu linh thú bỏ qua đẳng cấp X1. Crack. Đúng lúc này, quả trứng linh thú hình cầu lông bên cạnh Bạch Thu Tuyết bị phá vỡ hoàn toàn. Một luồng sáng màu nâu hóa thành từng tia sáng chui ra khỏi trứng linh thú. Sau đó, những tia sáng đó ngưng tụ trước mặt Bạch Tiền Bối, biến thành một con linh thú nhỏ mới sinh. Ủa, đây chẳng phải là chuột túi sao? Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào con linh thú mới sinh nọ. Tấm lưng cường tráng, cái đuôi to thô, trông y hệt như chuột túi vậy. Chuột túi, động vật có túi, là loài động vật nhảy được cao và xa nhất trong các loài có vú. Con linh thú trước mặt họ chỉ khác chuột túi ở đỉnh đầu và lưng. Trên đầu nó có một chiếc sừng nhọn hoắt, lưng thì có phiến xương gồ lên như khủng long phiến sừng. Ta cũng chưa nhìn thấy linh thú có hình dáng như thế này bao giờ. Quả nhiên không phải là linh thú trong giới tu chân hoa hạ à. Bạch Tiền Bối vươn tay ra sờ đầu chuột túi rồi véo nhẹ cái sừng nhỏ của nó. Chuột túi nhỏ tỏ vẻ hưởng thụ, miệng phát ra tiếng kêu trong veo. Lúc này, trên kính mắt của Tống Thư Hàng hiện lên kết quả giám định, linh thú biến dị cách đấu thú, linh thú biến dị do con người nuôi cấy ra, cấp bậc, không. Đây là một loại linh thú biến dị có khả năng đánh giáp lá cà cực kỳ xuất sắc. Linh thú được nuôi dưỡng bằng công pháp khác nhau sẽ bồi dưỡng ra các cảnh giới khác nhau. Nó có trí tuệ cực cao trong chiến đấu, khi làm nũng với chủ nhân thì thích dùng đuôi và chân sau để tiếp xúc thân mật cùng chủ nhân. Thời kỳ đầu có thể nuôi bằng thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng. Bạch Tiền Bối. Con linh thú mà ngài ấp ra là linh thú biến dị tên là cách đấu thú, có năng lực cận chiến cực cao. Thời kỳ đầu chỉ cần dùng thức ăn linh thú nhất phẩm để nuôi là được. Mặt khác, cho nó luyện công pháp khác nhau có thể bồi dưỡng ra phẩm cấp cảnh giới khác nhau. Tống Thư Hàng thuật lại thông tin giám định cho Bạch Tôn Giả nghe. Dùng công pháp khác nhau à, nói cách khác, con cách đấu thú này tu luyện được công pháp sao? Bạch Tôn Giả có điều suy nghĩ. Tống Thư Hàng đánh giá con chuột túi nhỏ này một chút.
Khi làm nũng thì thích dùng đuôi và chân sau để tiếp xúc thân mật với chủ nhân à? Nó sẽ cọ như chó con ấy hả? Hắn đã tưởng tượng ra chuột túi dùng đuôi cọ chủ nhân thế nào rồi, nhưng còn chân sau thì cọ kiểu gì được? Chỉ một thoáng sau, Tống Thư Hàng đã biết con cách đấu thú kia dùng chân sau để làm nũng với chủ nhân như thế nào. Khi Tống Thư Hàng đánh giá con linh thú chuột túi thì nó cũng ngẩng lên quan sát hắn. Đôi mắt của cách đấu thú đẹp như ngọc bích, nhìn thấy Tống Thư Hàng, nó hưng phấn lắm. Nó vui vẻ nhảy từ chỗ Bạch Tôn giả ra bên cạnh Tống Thư Hàng. Nó hít hít Tống Thư Hàng một cái rồi kêu lên mừng rỡ. Tống Thư Hàng chẳng hiểu ra làm sao. À, có thể là khi ta ấp nó thì tinh thần lực luôn đồng nhất với ngươi, cho nên con cách đấu thú này cũng nhận ngươi là một trong hai chủ nhân luôn đấy. Bạch Tôn giả nghĩ ngợi rồi nói. Tống Thư Hàng. Nhìn trời. Cách đấu thú vui vẻ nhảy một vòng quanh Tống Thư Hàng, sau đó nó xoay người lại, ra sức vung cái đuôi thô to. Chát. Tống Thư Hàng cảm thấy đầu gối mình trúng đòn. Với chiều cao của cách đấu thú, khi nó vung đuôi thì cái đuôi quật ngay vào đầu gối hắn. Sức thằng danh này còn mạnh hơn cả thông nương. Đây chính là dùng đuôi tiếp xúc thân mật với chủ nhân ấy à? Đây mà là cách làm nũng ấy hả? Con thú nhỏ kêu lên từng tiếng trong trẻo vui tươi rồi nhìn Tống Thư Hàng với vẻ mặt lấy lòng. Đúng là làm nũng thật rồi. Chát chát chát. Thú con không ngừng vung đuôi quất chan chát vào đầu gối của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Ta nói nè nhóc, ngươi có thể đổi cách làm nũng khác được không? Tống Thư Hàng cũng chỉ nghĩ trong lòng thế thôi. Vậy mà con cách đấu thú chuột túi có cảm ứng tâm hồn với chủ nhân kia lại đổi cách làm nũng khác thật. Nó lùi lại một bước, dùng cái đuôi tráng kiện chống xuống đất. Thế rồi nó nhấc hai chân sau cũng cường tráng không kém lên. Hai chân nhanh chóng vung ra, đạp thẳng vào cẳng chân của Tống Thư Hàng. Đau vãi! Đây chính là cách làm nũng thứ hai của cách đấu thú chuột túi. Chương 972, kiếm cổ vô hình dậy thì thất bại. Tống Thư Hàng. Lực độ cỡ này là khá lớn, với thể chất của Tống Thư Hàng bây giờ mà còn thấy đau. Không hổ là chuyên gia đánh sáp lá cả trong linh thú ư. Quan trọng hơn nữa là nó còn là trẻ con đó, mới chui ra khỏi trứng chẳng bao lâu mà đã khỏe như vâm thế này. Nếu như nó lớn thêm chút nữa thì khi làm nũng sẽ đáng sợ cỡ nào đây? Nghe nói chuột túi trưởng thành thì cao hơn 1m6, thể trọng hơn 100kg, cái đuôi quất một phát là có thể đánh chết một người trưởng thành. Nếu con nào to to thì có khi sẽ cao hơn 2m, cơ bắp cuồn cuộn luôn. Có được cái bản mạnh dễ cưng, lại có cơ thể cường tráng là sinh vật gì nào? Là na cha ư? Không, không phải đâu, là chuột túi. Đây mới chỉ là chuột túi bình thường bên Úc thôi mà đã có thể tạo thành sát khí cỡ này rồi. Con linh thú của Bạch Tiền Bối còn phát triển kinh hồn hơn nữa cơ. Đừng nói là 2 mét, cho dù nó cao tới 10 mét thì Tống Thư Hàng cũng không bất ngờ đâu. Hơn nữa, nếu nó đã được gọi là chuyên gia đánh giáp lá cả trong giới linh thú, dù hôm nay trông cưng cưng ngu ngu thế thôi, tương lai nó có một cơ thể khoa trương thì cũng là chuyện thường. Đến lúc đó, một con chuột túi có thể cao hơn 10 mét, nhìn thấy chủ nhân thì vui vẻ kêu to, sau đó làm nũng với chủ nhân của nó. Cách làm nũng số 1, quất ngang một đuôi tới đánh thẳng lên người chủ nhân. Chủ nhân hét thảm, bị đánh bay mất xác. Cách làm nũng số 2, sau khi chuột túi thấy chủ nhân, vui vẻ nhảy tới, sau đó nó dùng cái đuôi to tổ chẳng chống người dậy, hai chân đạp cho chủ nhân một phát. Chủ nhân bẹp ruột tèo luôn. Đây là thú cưng đáng sợ cỡ nào chứ? May mà nó là thú cưng của Bạch Tiền Bối, với thực lực của Bạch Tiền Bối, cho dù bị nó quất cho một đuôi thì nhất định vẫn sẽ khỏe ri thôi. Mà lúc này, sau khi con cách đấu thú kia tung hơn 10 cú vô ảnh cước với Tống Thư Hàng xong thì mới thấy mỹ mãn. Nó kêu vài tiếng với Tống Thư Hàng để bày tỏ lòng thân thiết. Sau đó nó lại hí hửng nhảy tới bên cạnh Bạch Tiền Bối, đưa đầu của mình ra với Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối giơ tay sờ đầu nó, lại xoa nhẹ cái sừng nhỏ của nó. Con cách đấu thú chuột túi phát ra tiếng kêu vui sướng. Tống Thư Hàng. Tại sao kiểu làm nũng của mày với Bạch Tiền Bối bình thường là thế mà lại dùng đuôi với chân để làm nũng với tao hả? Mày nhìn mặt mà chơi à? Tuyệt vọng, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với cái thế giới chỉ nhìn mặt này rồi. Lạ thật, sao nó lại đánh ngươi thế nhỉ? Bạch Tôn giả nghi hoặc hỏi, nhưng hình như con cách đấu thú này không hề có ác ý gì với Tống Thư Hàng mà. Lúc đạp Tống Thư Hàng, nó còn liên tục nịnh nọt Tống Thư Hàng nữa kìa. Trong tài liệu của hệ thống nuôi dưỡng thần thú có nói,
đây là một kiểu làm nũng của cách đấu thú đối với chủ nhân. Thấy chủ nhân thì nó có thể sẽ dùng đuôi với chân để tiếp xúc thân mật với chủ nhân để làm nũng. Khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật, đáp lại. Lại nói, Như Hỏa tiền bối à, tài liệu ngài nhận được thật sự không có vấn đề đấy chứ. Đây là cách làm nũng chứ không phải chỉ số bạo lực dư thừa trong người của cách đấu thú gây ra ư. Cách làm nũng ư, kiểu làm nũng này đúng là lạ thật. Bạch tiền bối lại véo nhẹ cái sừng nhỏ trên đầu cách đấu thú. Cách đấu thú hạnh phúc lắc lư đầu, phát ra tiếng kêu ư ử vô cùng đáng yêu. Tống Thư Hàng. Chết tiệt, nếu đã có kiểu làm nũng bình thường này rồi thì lần sau hãy dùng nó với ta đi. Lại nói, nên cho nó ăn cái gì nhỉ? Bạch tiền bối lại hỏi. Trong giám định thuật có nói, cứ dùng đồ ăn cho thú cưng nhất phẩm bình thường là được. Tống Thư Hàng đáp. Ta không có thức ăn thú cưng. Bạch tôn giả nói. Ta cũng không có. Nhưng hệ thống vừa mới đưa một phối phương thức ăn cho thú cưng nhất phẩm này, hay là chúng ta tự làm thử xem. Tống Thư Hàng đề nghị. Làm thức ăn cho thú cưng ư, thế thì phiền lắm, đi mua cho rồi. Để ta tìm dược sư đạo hữu hỏi thử xem, hắn có thu thập đủ loại dược liệu kỳ quái, nói không chừng sẽ có thức ăn cho thú cưng đấy. Bạch tôn giả nói. Thế là bạch tôn giả lại gọi điện thoại cho dược sư. Alo, bạch tiền bối à, có chuyện gì thế? Giọng của dược sư nghe như đang thở dốc. Dược sư đạo hữu, người đang tu luyện đấy à? Bạch tôn giả hỏi. Ừ, đang vận động, tốn không ít thể lực. Dược sư thở gấp. Được rồi, thế ta nói thẳng luôn, người có bán thức ăn cho thú cưng không? Bạch tôn giả hỏi thẳng. Gì cơ, thức ăn cho thú cưng á? Ngại quá bạch tiền bối, hộc hộc, ta không có bán thứ này. Hay là ngài hỏi Hoàng Sơn tiền bối xem, hắn có nuôi đậu đậu đấy thôi. Nói không chừng Hoàng Sơn tiền bối sẽ có thức ăn cho thú cưng đấy. Dược sư nói. Dù sao thì hắn chỉ là dược sư thôi chứ có phải bác sĩ thú y đâu. Được rồi, ta hiểu rồi. Cảm ơn dược sư đạo hữu nhé. Bạch tôn giả trả lời. Không cần khách khí, tạm biệt bạch tiền bối nhé. Dược sư nói xong thì vội cúp máy cái rụp. Bạch tiền bối xoa cằm suy tư. Bạch tiền bối sao thế? Tống Thư Hàng thấy vậy bèn hỏi. À. Ta đang nghĩ sang năm phải chuẩn bị một bao lì xì lớn cho dược sư đạo hữu rồi. Bạch tôn giả nói. Tống Thư Hàng. Không có gì, đừng nói cái này nữa. Chúng ta xem phối phương thức ăn cho thú cưng này đi. Bạch tôn giả nói. Ơ, không hỏi Hoàng Sơn tiền bối ư. Tống Thư Hàng hỏi lại. Không cần hỏi nữa, ngươi có thấy đậu đậu ăn thức ăn cho thú cưng bao giờ chưa? Hoàng Sơn chân quân cưng chịu đậu đậu lắm, toàn cho nó ăn đồ ngon. Thậm chí còn mời cả tiên chủ riêng lo ăn uống cho nó. Nên chỗ Hoàng Sơn chân quân không thể nào có thức ăn cho thú cưng được. Bạch tôn giả cười nói. Cũng đúng nhỉ. Tống Thư Hàng gật đầu. Lúc trước gặp đậu đậu nó còn tố cáo Hoàng Sơn chân quân không cho nó ăn thức ăn cho chó. Cuối cùng nó còn lên mạng ở nhà Tống Thư Hàng, đặt mua một đống thức ăn cho chó đủ vị về. Hoàng Sơn đúng là đồ ngốm, nào có con chó nào lại không ăn thức ăn cho chó chứ. Đậu đậu. Tống Thư Hàng lấy giấy bút ra khỏi vòng tay không gian, kể từ sau khi có pháp khí không gian xong thì đồ dùng học tập với sách vở của hắn đều được nhét vào bên trong. Sau đó, Tống Thư Hàng viết phối phương thức ăn cho thú cưng trong hệ thống nuôi dưỡng thần thú ra, đưa cho Bạch tôn giả. Bạch tiền bối cầm lấy phối phương xem sơ qua. Tốt lắm, đều là những tài liệu bình thường, thu thập cũng không khó. À, đúng rồi, có lẽ trong bảo khố của ta có những thứ này đấy. Gigi, ngươi chờ một chút. Ta vào trong bảo khố tìm thử xem. Không đợi Tống Thư Hàng trả lời thì Bạch Tôn Giả đã vèo một cái biến mất tiêu, để lại Tống Thư Hàng đứng bơ vơ trong gió với cách đấu thú. Tống Thư Hàng nhìn con cách đấu thú chuột túi cách đó không xa. Một người một thú thâm tình nhìn nhau. Đôi mắt trong veo như bảo thạch của cách đấu thú lộ ra vẻ lấy lòng, sau đó nó lại nhảy tương tương tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Cong đuôi quất bốp bốp bốp. Lại đùng đuôi chống người dậy. Hai chân liên tục đạp vào đùi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thầm thở dài. Bi kịch mà. Hắn tuyệt đối không thừa nhận cái này là làm nũng, đây rõ ràng là tấn công mà. Lúc này không phải mỹ nhân rắn công đức lẽ ra nên xuất hiện bảo vệ hắn ư. Tống Thư Hàng ý niệm chợt động, mỹ nhân rắn công đức lập tức chui ra từ trên người hắn. Sau đó, mỹ nhân rắn công đức ngồi xổm xuống nhìn cách đấu thú chuột túi kia. Chuột túi cũng nhìn mỹ nhân rắn công đức. Hai người nhìn nhau một lúc.
Sau đó, mỹ nhân rắn công đức vươn tay ra sờ đầu chuột túi. Chuột túi kêu ư ử làm núng, cọ đầu nhỏ trong lòng bàn tay của mỹ nhân rắn công đức đầy hạnh phúc. Tống Thư Hàng. Cái thứ này chắc chắn là nhìn mặt làm núng. Mấy phút sau, Bạch Tôn giả vẫn chưa về, bảo khố của hắn quá lớn, muốn tìm một vài món đồ cũng phải đào tung cả bảo khố lên, đây cũng là một dạng đau đầu hạnh phúc. Mỹ nhân rắn công đức ngồi một bên chơi với cách đấu thú chuột túi. Tống Thư Hàng ngồi không chán quá nên lại đeo cặp kính mắt kia lên. Bắt đầu dựa theo nhắc nhở của hệ thống, dùng kỹ xảo ấp trứng căn bản, bắt đầu ấp trứng của kiếm cổ vô hình. Trong sự chỉ dẫn của hệ thống nuôi dưỡng thần thú, Tống Thư Hàng cẩn thận đặt trứng của kiếm cổ vào trong một cái hộp nhỏ, cũng chính là cái hộp mà trước kia Bạch Tiền Bối dùng để ấp trứng của cách đấu thú, Tống Thư Hàng thuận tay lấy ra dùng luôn. Cuối cùng, Tống Thư Hàng thành công ngưng tụ ra được ấn ký ấp trứng trên cái hộp nhỏ đó. Quá trình ấp trứng linh thú rất nhanh, linh thú có phẩm cấp càng thấp thì tốc độ càng nhanh. Kiếm cổ vô hình là linh thú loại cổ trừng tứ phẩm hoặc ngũ phẩm, chắc là thời gian ấp sẽ hơi lâu đấy nhỉ. Đúng lúc này, bên trong hộp lại vang lên động tĩnh. Ấp ra nhanh thế ư. Bên trong hộp phát ra tiếng trứng nứt răng rắc. Tống Thư Hàng giơ tay mở hộp ra, quả nhiên vỏ trứng đã vỡ ra, trong đó có một lưỡi dao sắc bén dạng năng lượng đâm rách vỏ trứng. Đúng rồi, kiếm cổ vô hình vô cùng sắc bén, chuyện phá vỏ trứng này nó cũng có ưu thế hơn hẳn linh thú khác. Chẳng trách nó lại ra nhanh thế. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Tiếp theo, một tay cầm ấn ký linh thú, Tống Thư Hàng thông qua mắt kính giám định con kiếm cổ vô hình này. Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, phát phần thưởng nhiệm vụ tân thủ. Phần thưởng tân thủ, có thể giám định số liệu của linh thú X một lần không đếm xỉa đến trình độ, có thể cung cấp phương án bồi dưỡng linh thú X một không đếm xỉa đến trình độ. Tốt lắm, phần thưởng tân thủ kia vẫn còn. Linh thú biến dị. Vô hình đao cổ, cổ trùng có được huyết mạch linh thú. Phẩm cấp, không, đây vốn là thể biến dị của kiếm cổ vô hình ngũ phẩm, phẩm giai cụ thể không cách nào xác định được, trong quá trình nuôi dưỡng của chủ Nahan có thể quyết định sự phát triển của đao cổ vô hình, cuối cùng bồi dưỡng được đao cổ vô hình khác cảnh giới. Vô cùng sắc bén, còn cứng rắn hơn cả bảo binh bình thường, ký chủ giữ nó thì có thể dùng như đao. Ban đầu dùng thức ăn cho thú cưng cấp một bình thường để nuôi là được. Nếu như phối hợp với đao khí và đao ý dễ nuôi thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tống Thư Hàng. Đao cổ vô hình ư. Đao cổ là cái gì đây, là kiếm cổ vô hình dậy thì thất bại ư. Đúng lúc này, con đao cổ vô hình mới sinh ra kia lắc mình, bay ra khỏi vỏ trứng. Đồng thời thân thể của nó cũng dần biến thành trong suốt, bắt đầu tiến vào hình thức vô hình mà cả tu sĩ cũng không thấy được. Nhắc nhở, cách nuôi dưỡng đao cổ vô hình, xin cầm ấn ký linh thú trong tay. Vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công đánh mạnh lên người đao cổ vô hình trước khi nó trở nên trong suốt hoàn toàn, sẽ nhận được kinh hỉ bất ngờ. Tống Thư Hàng. Cách nuôi dưỡng này, không lẫn đi đâu được, như hỏa tôn nghĩa chắc chắn có quan hệ với tam thập tam thú thần tông. Chương 973, không đủ, không đủ, xin hãy đánh ta mạnh hơn nữa đi. Nếu như không phải người của tam thập tam thú thần tông thì sao lại biết rõ cách dùng ấn ký linh thú như thế chứ? Trên hư không, đao cổ vô hình lẳng lặng lơ lửng, thoạt nhìn nó giống như một cây đao dựng thẳng, đứng ở góc độ của Tống Thư Hàng thì thậm chí còn không thể thấy được mắt của nó. Đao cổ vô hình vẫn đang dần trong suốt, nếu đợi nó hoàn toàn trở nên trong suốt thì ngay cả chủ nhân đã ấp nó ra như Tống Thư Hàng cũng đừng hòng thấy được. Vậy nên Tống Thư Hàng cầm ấn ký linh thú, vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, rót vào bên trong ấn ký linh thú này. Trong nháy mắt khi chân khí của Tống Thư Hàng tiến vào trong ấn ký linh thú thì ấn ký linh thú và chân khí của Tống Thư Hàng lại sinh ra cộng minh, nháy mắt đã hoàn thành hai bước kích hoạt và nhận chủ. Khối ấn ký linh thú mà Như Hỏa Tôn giả đưa cho Tống Thư Hàng là một khối mới cáu, chưa từng có ai dùng. Thân là pháp khí đặc chế của Tam Thập Tam Thú Thần Tông năm đó, độ phổ cập của nó trong Tam Thập Tam Thú Thần Tông cũng giống như điện thoại của bây giờ vậy, ai cũng có một khối. Chỉ cần tìm được một khối ấn ký linh thú mới. Sau đó đưa chân khí của mình vào thì ấn ký linh thú có thể được kích hoạt và nhận chủ. Cũng giống như người hiện đại bây giờ đi mua điện thoại, khởi động xong là có thể kích hoạt và đăng ký vậy. Sau khi nhận chủ xong, chân khí của Tống Thư Hàng vận chuyển ở bên trong ấn ký linh thú, bên trong ấn ký có một lộ tuyến tuần hoàn đặc thù, chân khí vận chuyển một vòng ở trong đó thì có thể khởi động chức năng thu một tia thú hồn của linh thú.
Sau đó, Tống Thư Hàng cầm ấn ký linh thú, đánh về phía đao cổ vô hình ở trên trời. Đao cổ vô hình vừa mới ra đời, không hiểu mô tê gì. Nó lơ lửng giữa không trung, bị ấn ký linh thú đánh vào mặt. Tống Thư Hàng cảm ứng được một tia thú hồn của đao cổ vô hình bị ấn ký linh thú thu vào, lại thông qua vận chuyển của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công mà hắn để lại trong ấn ký linh thú, tia thú hồn này đã được in ấn ký của Tống Thư Hàng lên. Sau khi thu phục đao cổ vô hình xong, thông qua ấn ký linh thú, nó sẽ có một tia liên hệ tâm linh với Tống Thư Hàng. Không hổ là tàn dư của thần thú bộ trên thiên đình viễn cổ, thủ đoạn thu phục linh thú mới đỉnh làm sao. Trong hư không, đao cổ vô hình bắt đầu di chuyển, thân thể của nó vô cùng sắc bén, lại cứng rắn như bảo đao, nhưng thân thể của nó vẫn có thể uốn éo di chuyển như một con rắn vậy. Đao cổ vô hình phát ra tiếng kêu nho nhỏ, đồng thời nó lại truyền một ý niệm như sướng, thoải mái lại cho Tống Thư Hàng. Sướng, thoải mái ư, chẳng lẽ khi nãy ta dùng ấn ký linh thú đánh một cú khiến nó sướng à? Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, nhân lúc đao cổ vô hình còn chưa biến mất hẳn, hắn vùng ấn ký linh thú lên, rót tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vào, thử đập đao cổ vô hình một cái. Bốp! Trên người đao cổ vô hình lóe ánh lửa, sau đó nó lại phát ra thanh âm đầy hưởng thụ, ý bảo Tống Thư Hàng tiếp tục đánh nó. Không phải con đao cổ này là em mờ đấy chứ? Tống Thư Hàng không khỏi lặng lẽ quay đầu lại nhìn cách đấu thú. Nếu như đao cổ là M thì con cách đấu thú này rõ ràng là S. Cách làm nũng lại là lấy đuôi đánh chủ nhân ứ hự, hoặc dùng chân đạp chủ nhân, kiểu làm nũng này đúng là xưa nay chưa từng có. Lúc này, đao cổ vô hình trên không trung liên tục kêu lên. Tống Thư Hàng cắn răng, giơ tay vùng ấn ký linh thú, rót tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vào, tiếp tục điên cuồng nện đao cổ vô hình. Bốp 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 bốp. Đao cổ vô hình kêu đến là sướng. Trên người nó liên tục lóe ánh lửa lên, trong quá trình Tống Thư Hàng điên cuồng đập. Hình như thân thể nó đã lớn lên một chút thì phải. Hơn nữa, sau khi Tống Thư Hàng đánh một cái thì quá trình trở nên trong suốt của đao cổ vô hình sẽ bị kéo chậm một chút. Tốc độ nện của Tống Thư Hàng ngày càng nhanh, bàn tay cầm ấn ký linh thú của hắn đập điên cuồng, còn tạo thành vô số tàn ảnh nữa. Đao cổ vô hình kêu ngày càng sướng. Nó lại dục Tống Thư Hàng đánh nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Tống Thư Hàng đánh đến mỏi tay thì lại đổi tay khác, điên cuồng nện. Lúc này Tống Thư Hàng đã dốc hết sức ra rồi, căn bản không hề lưu tình. Thậm chí còn dùng cả sức mạnh của tam phẩm bốn mạch trong người hắn luôn. Sức mạnh bốn mạch bộc phát, lại thêm Tống Thư Hàng đã có thể chất ngang với tứ phẩm, uy lực khi tấn công toàn lực đã không hề thua kém tu sĩ tứ phẩm là bảo. Nhưng công kích cỡ này mà lại khiến đao cổ vô hình ngày càng hưởng thụ hơn. Diệp Tư tò mò chui đầu ra trên lưng Tống Thư Hàng, nhìn con đao cổ vô hình ngày càng lớn hơn, màu cũng ngày càng đẹp hơn kia. Lợi hại thật đấy, chỉ là cảnh giới mới sinh thôi, bị Tống Thư Hàng ngươi đập khí thế như vậy mà không hề bị thương, thậm chí nó giống như đao kiếm đang được thợ rèn ra sức gõ, thân thể ngày càng cứng hơn kia. Diệp Tư nói, không hổ là loại biến dị trong kiếm cổ vô hình mà. Một lúc lâu sau, nhìn trời, không ngờ đánh người lại là chuyện vất vả như thế. Tống Thư Hàng nói, bây giờ hắn cầm ấn ký linh thú, mỗi lần nện xuống đều dốc hết toàn lực, mỗi kích đều ngưng tụ tinh, khí, thần của mình lại, đánh lâu thì đương nhiên sẽ mệt bở hơi tai rồi. Trong lúc đánh Tống Thư Hàng mỏi tay nên đã đổi qua đổi lại hết mấy lượt. Ta đã đánh bao nhiêu cái thế? Tống Thư Hàng hỏi, ta không đếm. Diệp Tư đáp lại, lúc này, trên mắt kính của Tống Thư Hàng lại xuất hiện một bảng đếm 966, 967, 968, 969. Sắp 1000 rồi á, rốt cuộc phải đập bao lâu đây? Tống Thư Hàng hỏi, thiên truy bách luyện, nói không chừng phải đánh tròn 1000 cái đấy. Diệp Tư trả lời, 1000 à, để ta cố thêm chút nữa. Tống Thư Hàng cắn răng nói, lúc này kinh mạch trên tay hắn đều căng cứng rồi. Tu sĩ tam phẩm bình thường chỉ bộc phát sức mạnh của bốn mạch trong lúc sinh tử nguy cấp, với thể chất của tu sĩ tam phẩm, sau khi triển khai hết bốn mạch mà gánh được 30-40 chiêu là khá lắm rồi. Nếu nhiều hơn nữa thì thể chất của tu sĩ tam phẩm căn bản không thể chịu nổi. Còn thể chất của Tống Thư Hàng đã đến cảnh giới tứ phẩm, cho nên mới có thể một hơi gồng được đến gần 1000 thế này. Tống Thư Hàng cắn răng,
lại đổi ấn ký linh thú về tay phải, đánh về phía đao cổ vô hình tiếp. Cũng giống như tới cực hạn khi chạy nước rút vậy, cánh tay của Tống Thư Hàng lại kéo ra một chuỗi tàn ảnh. 998, 999, 1000. Tống Thư Hàng hét lớn, bốp, ấn ký linh thú đột nhiên đánh lên người đao cổ vô hình. U. CD kêu ré lên, nó lượn qua lượn lại bên cạnh Tống Thư Hàng như đang vô cùng hưởng thụ. Nhưng nó còn chưa thấy đủ, vẫn dùng liên lạc tinh thần của hai bên dục Tống Thư Hàng tiếp tục đánh lên thân đao cua nó. Tống Thư Hàng, mẹ ơi, con sai rồi, sau này con không đánh người ta bậy bạ nữa đâu. Lẽ nào 1000 còn chưa đủ, phải đủ 10000 ư? Tống Thư Hàng đổi sang tay khác, cắn răng đánh đao cổ vô hình tiếp. Cố được 1000 rồi, lẽ nào lại bỏ dở giữa chừng chứ? Nói không chừng điều này có liên quan tới chuyện ngày sau đao cổ vô hình có thể tiến hóa tới cảnh giới mấy phẩm thì sao? Cố lên, vì tương lai của đao cổ vô hình nhà mình, liều mạng. Kiên trì là thắng lợi. Tống Thư Hàng cắn răng, đánh đến khi nào đánh không nổi mới thôi. Bốp bốp bốp. Bốp bốp bốp. Diệp Tư xoa cắm, nhìn biến hóa giữa Tống Thư Hàng và đao cổ vô hình. Tam thập tam thú tiên thiên chân khí trong người Tống Thư Hàng rót vào trong ấn ký linh thú, sau khi đánh lên người của đao cổ vô hình thì thân thể của đao cổ sẽ được cường hóa. Hơn nữa có một phần tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiến vào cơ thể của đao cổ vô hình, vận chuyển một vòng. Đúng là phần tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công này khiến cho hình thể của đao cổ vô hình phình lên. Sau đó lại có thêm một phần tam thập tam thú tiên thiên chân khí tinh thuần hơn truyền về từ cơ thể đao cổ vô hình, thông qua ấn ký linh thú trong tay Tống Thư Hàng, quay lại trong cơ thể hắn. Chức năng này đúng là rất giống với công năng của linh quỷ. Diệp Tư lẩm bẩm. Ngoại trừ việc giúp chủ nhân tu luyện mọi lúc ra thì nó cũng có thể rèn luyện chất lượng chân tức của chủ nhân. Mà bây giờ, đao cổ vô hình đang tiến hành rèn luyện chân khí của Tống Thư Hàng. Trong quá trình Tống Thư Hàng đánh đao cổ vô hình thì chính là đang tu luyện không ngừng. Không chỉ chân khí, trong cơ thể đao cổ vô hình còn mang về một tia năng lượng rất khó tả, sau khi năng lượng đó truyền vào trong cơ thể Tống Thư Hàng thì sẽ bắt đầu cường hóa thân thể của hắn từng chút một. Nhưng thể chất của Tống Thư Hàng đã đề cao tới cảnh giới tứ phẩm rồi cho nên hiệu quả cường hóa cũng không rõ ràng lắm. Việc này cũng là điều huyền bí lớn nhất của Tam Thập Tam Thú Thần Tông. Mỗi một thiên công pháp của Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công đều có được một pháp môn cùng loại với kình thôn thuật, có thể dùng các cách khác nhau để thôn phệ và hấp thu năng lượng bên trong linh thú tinh. Điều đó dẫn đến việc đệ tử của Tam Thập Tam Thú Thần Tông thường xuyên gặp phải tình trạng chân khí tràn đầy có nguy cơ nổ đan điền. Tống Thư Hàng cũng ăn nhiều đau khổ vì cái này, để tránh cho mình bị nổ banh xác, hắn vừa tìm công pháp luyện thể, vừa phải uống long ma dược tề, khiến thể chất của mình đề cao tới cảnh giới tứ phẩm. Tất cả đều do bị ép mà ra. Mà đệ tử chính thống của Tam Thập Tam Thú Thần Tông cũng không có long ma dược tề mà uống. Cách giải quyết nguy cơ chân khí bạo thể của bọn họ chính là thông qua thủ pháp đặc thù, truyền chân khí dư thừa trong cơ thể vào người linh thú, nuôi dưỡng và gia tăng tốc độ phát triển của linh thú. Trong quá trình này, sẽ có chân khí tinh thuần phản hồi lại từ trên người linh thú, số lượng chân khí này nhỏ đi, nhưng chất lượng trở nên tinh thuần hơn. Không chỉ như thế, nó còn có thể gia tăng thể chất của đệ tử Tam Thập Tam Thú Thần Tông. Có thể nói Tam Thập Tam Thú Thần Tông chính là một môn phái mở tuôn hách. Chương 974, trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ. Thời gian dần trôi qua. Bạch Tiền Bối vẫn chưa quay về. Mỹ nhân rắn công đức và cách đấu thú im lặng ngồi một bên. Đao cổ vô hình vẫn đang rên rỉ, không hề có vẻ gì như đã thỏa mãn. 1111 cái. Tống Thư Hàng dốc hết toàn lực, đánh ra cái thứ 1111. Không được rồi, thật sự là không nổi nữa rồi, cảm giác đau đớn từ kinh mạch ngày càng dữ dội hơn, lực độ bộc phát ra cũng ngày càng yếu hơn, hắn đã kiệt sức rồi. Đúng lúc này, đao cổ vô hình rốt cuộc cũng xảy ra biến hóa. Thân thể của nó thẳng tắp, bên trên xuất hiện 1111 đạo đao văn vô cùng xinh đẹp, mỗi đạo đao văn đều là do Tống Thư Hàng dốc sức đánh ra. Những đao văn này nối liền lại giống như trời sinh đã thế. Nếu như nói đao cổ vô hình mới sinh ra là một thanh bảo đao sắc bén thì đao cổ vô hình bây giờ chính là một thanh đao bách luyện truyền đời. Đao cổ vô hình phát ra tiếng kêu vui sướng, nó rốt cuộc cũng không xin Tống Thư Hàng đánh lên người nó nữa. Không còn bị đánh, thân thể đao cổ vô hình dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
ngay cả chủ nhân như Tống Thư Hàng cũng không thể nhìn thấy thân thể của đao cổ vô hình. Trừ khi là tu luyện đồng thuật đặc biệt hoặc tu sĩ có thực lực cực cao thì mới có thể nhìn thấy đao cổ vô hình ở trạng thái ẩn hình. Nhưng tuy mắt thường của Tống Thư Hàng không thể nhìn thấy đao cổ vô hình, nhưng sau một phen thiên truy bách luyện này, liên lạc giữa hắn và đao cổ vô hình lại chặt chẽ hơn. Tuy không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được đao cổ vô hình đang ở bên cạnh, thậm chí còn cảm ứng được vị trí cụ thể của đao cổ vô hình. Tống Thư Hàng thử vươn tay phải ra chảo một cái trong hư không. Đao cổ vô hình nhận được ý niệm của hắn nên nhẹ nhàng đáp xuống lòng tay hắn. Cảm xúc này không khác gì đang cầm một thanh đao thật. Hơn nữa kích thước và sức nặng của đao cổ vô hình đều giống như được tạo riêng ra cho Tống Thư Hàng vậy. Tống Thư Hàng thử múa một bộ đao pháp căn bản, hắn vốn định dùng hỏa diễm đao hoặc tật phong đao, nhưng giờ hai tay sưng đau, không thể thôi động chân khí, chỉ có thể dùng một bộ đao pháp căn bản để thử đao mà thôi. Một đường đao chém xuống, đao khí tung hoành. Đao khí này không phải Tống Thư Hàng chém ra, mà là kèm theo đao cổ vô hình. Đây là một thanh bảo đao tặng kèm đao khí. Hơn nữa, bởi vì nó là linh thú mà mình đã thuần dưỡng, nên chỉ cần Tống Thư Hàng cầm đao cổ vô hình là lại có cảm giác đao nhân hợp nhất, đao cảm siêu tốt. Hơn nữa lúc này đao cổ vô hình vẫn còn đang ở cảnh giới vừa sinh ra. Nếu như nuôi dưỡng ổn thỏa thì cảnh giới của nó sẽ liên tục tăng lên. Nếu vậy thì Tống Thư Hàng cũng không cần đau đầu vì vấn đề bảo đao nữa. Đối với một vị đao khách mà nói, có được một món bảo đao là chuyện cực kỳ quan trọng. Bảo đao bá toái trong tay Tống Thư Hàng cũng là một thanh bảo đao, có thể cắt đứt thân thể của tu sĩ tứ phẩm. Nhưng tu vi của Tống Thư Hàng cũng sẽ có ngày tăng lên. Đợi một thời gian nữa, khi Tống Thư Hàng lên đến cảnh giới ngũ phẩm thì bảo đao bá toái sẽ không đủ dùng. Nhưng đao cổ vô hình thì lại khác, đây là một thanh thần binh có thể tiến hóa. Sau khi thử đao xong, Tống Thư Hàng bắt trước cảnh Kim Mao Sư Vương lấy được đồ long đao. Đao nằm trong tay, thiên hạ về ta. Diệp Tư phối hợp vỗ tay, bốp bốp bốp. Nhưng mà Thư Hàng này, ta nhớ không phải ngươi vẫn ôm mộng kiếm khách à? Rốt cuộc ngươi cũng chịu chấp nhận sự thật rằng mình là đao khách rồi ư? Diệp Tư hỏi dò. Tống Thư Hàng, quỳ. Nhìn trời có thể ta đã giác ngộ ra rồi. Tống Thư Hàng hơ đao cổ vô hình rồi nói. Mỗi người đều có thiên phú riêng của mình, cũng có thứ mà mình không dành. Thiên phú kiếm thuật của ta bị điểm âm, ta đã không còn cầu mong gì ở kiếm thuật nữa rồi. Cho nên nghĩ thông suốt, chấp nhận chuyện mình chỉ có thể chơi đao rồi à. Diệp Tư chớp mắt. Lý tưởng có thịt, nhưng hiện thực chỉ có xương thôi, thật ra nghĩ kỹ thì đao cũng khá lắm chứ. Ví dụ như loại đao thẳng như đao cổ vô hình này cũng là một vũ khí ngầu lòi đấy. Tống Thư Hàng nói. Xét từ một góc độ nào đó thì đao thẳng còn oách hơn cả kiếm. Đây tuyệt đối không phải tư tưởng A Quy nhé. Diệp Tư che miệng cười khẽ. Đúng rồi Diệp Tư này, cô nói trọng lực mà đao cổ vô hình này có thể thừa nhận là bao nhiêu nhỉ? Tống Thư Hàng hỏi. Ta cũng không rõ nữa, đây là lần đầu tiên ta thấy linh thú như đao cổ vô hình này đấy. Diệp Tư nói. Ngươi hỏi làm gì thế? Ta muốn ngự kiếm phi hành đấy, à không, là ngự đao phi hành. Tống Thư Hàng vỗ nhẹ lên đao cổ vô hình. Đao cổ vô hình trời sinh đã có thiên phú bay rồi. Bây giờ ta lại thu phục được nó, nếu như ta cưỡi đao cổ vô hình thì liệu có bay lên được không? Diệp Tư cười nói. Thư Hàng, ngự kiếm phi hành và cưỡi trên thân kiếm để bay là hai khái niệm khác nhau. Có phải là ngươi chưa từng được ngự kiếm ké các vị đạo hữu và tiền bối đâu? Ngự phi hành và cưỡi trên thân kiếm để bay là hai khái niệm khác nhau. Ngự kiếm phi hành không phải cưỡi phi kiếm mà là độn quang, đây là một cách ngự kiếm phi hành khá phổ biến của tu chân giới. Đầu tiên là ngưng tụ ra một phần kiếm quang trên phi kiếm hoặc kiếm hoàn, sau đó tu sĩ đặt chân lên độn quang, chớp mắt một cái bay ra ngàn dặm. Bình thường lúc tu sĩ tứ phẩm vừa học được cách ngự kiếm đều dùng kiểu này để phi hành. Cách này khá an toàn, ít tốn sức, quan trọng hơn là có thể vừa bay vừa ngắm cảnh, chở người làm mầu hoặc chở người bay lên cũng dễ hơn. Bình thường những phi kiếm bay trên trời đều dùng kiểu đạp độn quang và ngự kiếm này. Kiểu phi hành cao minh hơn chính là nhân kiếm hợp nhất. Biến thành một đạo kiếm quang, chớp mắt bay vạn dặm. Loại này thì tốc độ nhanh hơn, nhưng tốn sức. Bình thường nếu như không phải đi vội thì tu sĩ đẳng cấp cao cũng rất ít dùng cách này. Nhanh hơn kiếm quang thì còn đủ loại độn pháp, ví như cái thiên bằng độn pháp trong thần thú cửu diệt độn pháp mà Bạch Tiền Bối từng dùng, đó là một loại độn pháp cực kỳ cao minh. Ừ, nhưng đối với ta mà nói thì cưỡi phi kiếm bay cũng ngầu lắm.
Tống Thư Hàng nói, đây toàn là lỗi của mấy bộ phim truyền hình. Tu sĩ phải cưỡi phi kiếm, hoặc đan tay sau lưng ra vẻ cao nhân, hoặc hăng hái làm tư thế lướt sóng, sau đó gió nhẹ bay tới, mái tóc dài của tu sĩ bay phất phơ, quần áo trên người cũng bay bay. Đây là khái niệm ngầu lòi của Tống Thư Hàng. Vậy ngươi thử xem. Diệp Tư cười nói. Để ta thử xem, Diệp Tư cô xem kỹ nhé, nếu có sự cố thì nhất định phải đỡ ta đấy. Tống Thư Hàng dặn dò, dù sao thì chứng sợ độ cao của hắn còn chưa giảm bớt. Nói xong thì hắn vỗ nhẹ lên đao cổ vô hình. Đao cổ vô hình nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, đầu tiên là im lặng lơ lửng bên chân của Tống Thư Hàng. Sau đó là Tống Thư Hàng dè dặt đặt chân lên người của đao cổ vô hình. Có thể bay được không? Tống Thư Hàng hỏi. U. Đao cổ vô hình phát ra tiếng kêu vui sướng, nó tỏ vẻ nhẹ lắm, căn bản không hề có cảm giác. Lực lượng và tốc độ của đao cổ vô hình đều rất mạnh, bằng không chỉ dựa vào sắc bén thì không thể chém rách nổi pháp thuật hộ thể của tu sĩ tứ phẩm. Chúng ta bay lên thử xem. Tống Thư Hàng nói. Tuy rằng hắn cũng sắp lên cảnh giới tứ phẩm rồi, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì tới việc hắn thử trải nghiệm sớm cảm giác cưỡi phi kiếm, ngự kiếm bay lên. Đao cổ vô hình chở Tống Thư Hàng bay lên trời. Nhưng cũng không bay lên quá cao, bởi vì hiện nay họ còn đang ở trong một không gian hao hao như dưới lòng đất ở bên ngoài cấm địa, bay lên cao dễ đụng phải nóc của cấm địa. Đao cổ vô hình chở Tống Thư Hàng bay hai vòng. Sao hả Diệp Tư? Tống Thư Hàng hỏi. Hửm. Diệp Tư nhìn Tống Thư Hàng ở trên trời. Phải miêu tả thế nào đây nhỉ? Bởi vì đao cổ vô hình là vô hình, cho nên bây giờ Tống Thư Hàng thoạt nhìn giống như đang lướt đi trên không trung vậy. Tuy rằng cũng rất ngầu, nhưng nếu như Tống Thư Hàng mong rằng trông giống cảnh chân đạp phi kiếm, ngự kiếm phi hành thì hắn nhất định sẽ thất vọng. Được lắm. Diệp Tư nói. Vậy ta bay ra ngoài lượn một vòng nhé. Tống Thư Hàng nói luôn. Dù sao thì Bạch Tiền Bối cũng chưa về. Lượn một vòng rồi tính sau. Vậy nên Tống Thư Hàng hạ chỉ lệnh, đao cổ vô hình chở hắn bay đi xa hơn. Sau khi bay ra một khoảng cách, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Đợi đã, ta nhớ lúc trước ta và Diệp Tư bị một đám kiếm cổ vô hình đuổi giết nên mới chạy tới chỗ vòng tròn của cấm địa. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới việc này. Sau này tuy rằng Như Hỏa Tôn giả xuất hiện kịp thời, xua đám kiếm cổ vô hình kia bay đi cứu hắn. Nhưng giờ đám kiếm cổ vô hình bị Như Hỏa Tôn giả xua đi đã bay đến đâu rồi? Là bay về ổ của kiếm cổ vô hình ở chỗ cũ à? Hay là vẫn đang lượn lờ ở xung quanh đây? Đao cổ, người có thể cảm ứng được chỗ của đám kiếm cổ vô hình kia không? Tống Thư Hàng chợt hỏi. U. Đao cổ vô hình phát ra tiếng kêu vui sướng, dùng ý niệm trả lời vấn đề của Tống Thư Hàng. Đao cổ vô hình nói cho Tống Thư Hàng biết, bây giờ xung quanh nó có rất nhiều đồng loại. Chuẩn không cần chỉnh, đồng loại mà đao cổ vô hình nói chính là đám NK lúc trước đã bị Như Hỏa Tôn giả xua đi. Quả nhiên đám kiếm cổ vô hình này không bay đi xa, vẫn đang lượn lờ ở xung quanh. Chúng ta quay về đi. Tống Thư Hàng nói. Lúc này hắn cảm giác mình đừng nên tiếp cận đám đao cổ vô hình này. Ít nhất là không được vọng động trước khi Bạch Tiền Bối quay lại. Một khi động đến đám kiếm cổ vô hình kia, chúng nó mà tấn công hắn thì phiền lắm. Đao cổ vô hình nghe thấy Tống Thư Hàng ra lệnh xong thì quay đầu bay về phía Diệp Tư. Lúc này, mấy trăm con kiếm cổ vô hình mà Tống Thư Hàng không thể nhìn thấy bằng mắt thường đã tập hợp lại, đứng phía xa tập trung vào đao cổ vô hình dưới chân Tống Thư Hàng. Đao cổ vô hình là thể biến dị của kiếm cổ vô hình. Theo lý thuyết thì nó cùng giống cùng nòi với kiếm cổ vô hình. Nhưng lúc này trong mắt của mấy trăm con kiếm cổ vô hình kia lại phát ra khí tức hung tàn. Trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ. Kiếm cổ ngầu lòi không làm, đi biến dị thành đao cổ làm chi hả? Sau khi đám kiếm cổ vô hình này ngưng tụ lại, chậm rãi tới gần và bao vây Tống Thư Hàng với đao cổ vô hình. Đối với kiếm cổ vô hình mà nói, đao cổ vô hình là thể biến dị, đồng thời cũng là đồ đại bổ. Một khi trong đàn kiếm cổ vô hình sinh ra đao cổ vô hình thì hoặc là nó sẽ bị kiếm cổ vô hình vứt bỏ, hoặc là nó sẽ bị cả đàn kiếm cổ vô hình xé xác và thôn phệ. Bây giờ, đám kiếm cổ vô hình kia chọn cái sau. Chương 975, một con Thư Hàng bị một bầy kiếm cổ bao vây, hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn. Mấy trăm con kiếm cổ vô hình lặng lẽ tới gần Tống Thư Hàng, âm mưu gây rối. Lúc này, đao cổ vô hình của Tống Thư Hàng cơ trí phát hiện ra đám đồng loại của mình.
Đao cổ kêu liên hồi để nhắc nhở Tống Thư Hàng. Hả, kiếm cổ đến gần ư? Tống Thư Hàng lập tức thấy ê răng. Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới mà. Một giây trước hắn còn đang sợ mình bất cẩn chọc đá kiếm cổ vô hình, kết quả một giây sau kiếm cổ vô hình đã tới rồi. Đen thế chứ? Tống Thư Hàng thở dài, biết thế thì mình không cần chơi trò ngự đao phi kiếm sớm làm gì, ít nhất cũng phải chờ Bạch Tiền Bối về rồi lại tính. Chúng ta đẩy nhanh tốc độ, quay lại bên cạnh Diệp Tư. Tống Thư Hàng nói, để xem mình và Diệp Tư liên thủ có ngăn nổi đám kiếm cổ vô hình này không. Nếu không được thì liều mạng đưa Diệp Tư bỏ trốn, chỉ cần trốn vào Di Di thì đám kiếm cổ vô hình sẽ không làm gì được họ. Đao cổ vô hình tăng tốc, chở theo Tống Thư Hàng vèo một cá, chạy về phía Diệp Tư. Đồng thời, Diệp Tư cũng xuất bản mệnh kim thư ra, kéo mỹ nhân rắn công đức và cách đấu thú lên kim thư, bay nhanh về phía Tống Thư Hàng. Cô là linh quỷ của Tống Thư Hàng, tâm linh tương thông, sau khi Tống Thư Hàng cảm ứng được nguy cơ thì cô cũng lập tức phản ứng. Diệp Tư tới gần Tống Thư Hàng, đưa hắn lên kim thư, sau đó quay đầu bay về phía cấm địa. Số lượng kiếm cổ vô hình đuổi theo chúng ta có bao nhiêu? Diệp Tư hỏi. Nếu như ít thì cô và Tống Thư Hàng có thể thử liên thủ chống cự. Tống Thư Hàng vỗ nhẹ lên đao cổ vô hình. Số lượng kiếm cổ vô hình có bao nhiêu? Bây giờ chúng Enso đang ở đâu thế? Đối phó với đám kẻ địch vô hình nay mới đau đầu làm sao? Cũng may đao cổ vô hình có thể nhìn thấy đám kiếm cổ, bọn họ cũng không quá mức bị động. Đao cổ vô hình, Lần này trong tiếng kêu của nó đầy vẻ nghi hoặc, bởi vì nó không hiểu vấn đề Tống Thư Hàng hỏi. Dù sao thì nó cũng chỉ vừa mới sinh ra, không hiểu mấy vấn đề quá mức phức tạp. Giờ đám đồng loại của mày đang ở chỗ nào? Tống Thư Hàng lại hỏi tiếp. Lần này đao cổ vô hình trả lời chính xác vấn đề Tống Thư Hàng hỏi. Đã bị bao vây rồi ư? Tống Thư Hàng thấy gan mình quặn đau, tốc độ của kiếm cổ vô hình nhanh thật, còn nhanh hơn cả tốc độ phi hành của Kim Thư nữa. Chúng ta đã bị bao vây rồi. Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng nói thêm. Ta đã tạo ra phòng ngự trong phạm vi ba thước của Kim Thư, lát nữa ngươi dùng hỏa diễm đao tấn công xung quanh một lần, thử giảm bớt số lượng kiếm cổ vô hình. Nếu nhiều thì chúng ta bỏ chạy. Ta sẽ cố gắng. Tống Thư Hàng nuốt một viên đan dược khôi phục chân khí, trước đó đánh đao cổ vô hình khiến hắn mất sức rất lớn, kinh mạch hai tay chướng đau, bây giờ hắn cũng không biết mình có thể đánh ra bao nhiêu cú HD nữa. Đúng rồi, bây giờ điện thoại của ngươi có tín hiệu không? Lên nhóm Cửu Châu số 1 hỏi các tiền bối xem có ai biết cách đối phó với kiếm cổ vô hình không? Diệp Tư nói. Đúng nhỉ? Tống Thư Hàng vội mở túi thu nhỏ một tấc ra định lấy điện thoại của mình. Không cần. Ta đã lên nhóm hỏi rồi, giờ đang chờ các tiền bối trong nhóm trả lời. Lúc này giọng của Thông Nương lại vang ra từ trong túi thu nhỏ một tấc. Tống Thư Hàng khựng lại, khẽ gật đầu. Các tiền bối bảo thế nào? Thông Nương hình như càng lúc càng chi kỷ, luôn giúp đỡ trong những lúc cần kíp. Nhưng, sao Thông Nương lại biết mật mã điện thoại của hắn nhỉ? Vừa mới gửi lên, chỉ có Bắc Hà tiền bối đáp lại là sẽ tìm tài liệu giúp, những tiền bối khác không có tin tức gì. Thông Nương đáp, thân là một cộng hành yêu, cả ngày chui trong túi thu nhỏ một tấc nên cô rất chán. Cũng may mà có điện thoại, tiện lên mạng, xem phim, bên cạnh lại có đủ loại đan dược tu luyện, vừa xem phim vừa tu luyện, cuộc sống của cô cũng không nhàm chán lắm. Còn mật mã điện thoại ư? Tống Thư Hàng ngu si, thân là cộng hành yêu bên cạnh hắn, mọi hành động của hắn đều không thoát khỏi mắt cô. Đừng nói là mật mã điện thoại, ngay cả mật mã ví online của Tống Thư Hàng là gì cô cũng biết. Thông Nương định chờ Tống Thư Hàng khai giảng xong, ổn định một chỗ không chạy lung tung nữa thì sẽ thử mua đồ online, lấy tài khoản của Tống Thư Hàng ra mà trả. Lúc này, trên nhóm Cửu Châu số 1, Thông Nương mượn tài khoản của Tống Thư Hàng, thỉnh giáo các tiền bối cách đối phó với kiếm cổ vô hình. Bá đao Tống Nhất, cầu giúp đỡ, một con Thư Hàng bị một đám kiếm cổ vô hình bao vây, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Các vị tiền bối có cách gì kéo dài tính mạng hay không? Miêu tả. Kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ. Kiếm cổ kiếm cổ Thư Hàng kiếm cổ kiếm cổ. Kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ. Hiện trường chính là như thế, online chờ gấp. Trước đó không lâu, Tống Thư Hàng đã đổi nickname trong nhóm thành Bá Đao Tống Nhất, đến nay vẫn chưa đổi lại, gần đây đạo hiệu của hắn trong nhóm vẫn luôn Đê Bá Đao Tống Nhất.
Người đầu tiên trả lời đương nhiên chính là Bắc Hà Tán Nhân Vĩnh Viễn Online của nhóm Cửu Châu số 1. À, hiện tại Bắc Hà Tán Nhân đã đổi đạo hiệu rồi. Bây giờ đạo hiệu của hắn ở trong nhóm là Bắc Hà Chân Quân, nghe ngon lành hơn Bắc Hà Tán Nhân nhiều. Nhưng dù là Bắc Hà Tán Nhân hay Bắc Hà Chân Quân cũng thế, hắn vẫn luôn là thánh đấu sĩ online của nhóm Cửu Châu số 1. Bắc Hà Chân Quân. Một con thư hàng ư. Bá Đao Tống Nhất. Hồi Bắc Hà tiền bối, ta là Thông Nương, đang dùng tài khoản của Tống Thư Hàng để online. Con Tống Thư Hàng kia bây giờ đang bị kiếm cổ vô hình bao vây, không thể online được. Hóa ra là vậy. Bắc Hà Chân Quân nói. Nhưng ta cũng chưa từng tiếp xúc với kiếm cổ vô hình bao giờ, đúng rồi, ta nhớ từng nhìn thấy trong một quyển du ký của tu sĩ nào đó, hình như cũng có ghi cách đối phó với kiếm cổ vô hình. Để ta tìm lại xem. Bá Đao Tống Nhất. Cố gắng lên, Bắc Hà tiền bối. Tống Thư Hàng có thể bị kiếm cổ vô hình xé xác hay không thì phải xem tốc độ tìm đáp án của tiền bối ngài đấy. Bắc Hà Chân Quân. Đông Phương Lục Tiên Tử. Thông Nương, bảo Tống Thư Hàng mở đồng thuật đi. Đông Phương Lục Tiên Tử am hiểu thiên ma cửu vũ, bộ công pháp này kết hợp với thiên ma nhãn thì hiệu quả phá huyễn đặc tuyệt đỉnh. Đông Phương Tiên Tử, con Tống Thư Hàng kia không có đồng thuật. Hơn nữa thiên phú nhãn khiếu của hắn là viên đạn thời gian cũng không thể nhìn thấy kiếm cổ vô hình được. Cuồng Đao Tam Lãng. Nói đến kiếm cổ vô hình thì ta vẫn luôn có một tưởng tượng thế này. Tuy rằng các tu sĩ không thể nhìn thấy kiếm cổ vô hình, thậm chí cũng không thể dùng tinh thần lực để cảm ứng được chúng nó. Nhưng chúng nó có đúng là tồn tại thật sự không? Nếu như là tồn tại thật sự thì cứ tạt một thùng sơn qua, hoặc ném phấn gì đó là chẳng phải có thể khiến chúng hiện hình ư. Năng lực ẩn hình của kiếm cổ vô hình có trâu bò đến đâu đi nữa thì cũng không thể khiến mấy thứ như sơn, phấn trên người tàng hình theo chứ. Giao Bá muốn sinh một đội bóng nam. Cách mà Tam Lãng đạo hữu nói rất khả thi. Phá Dương Kích Quách Đại. Ai cần đầu chó đáng yêu? Phá Dương Kích Quách Đại. Tức giận xoa đầu, đợi đã. Phá Dương Kích Quách Đại. Không đúng, chắc chắn ngươi không phải Tam Lãng. Ngươi là ai hả? Có phải ngươi dùng thủ đoạn gì để hack nick của Tam Lãng không? Linh Điệp tiền bối đấy à? Linh Điệp tiền bối ngươi đang dùng tài khoản của Tam Lãng huynh chat với bọn ta đúng không? Tam Lãng nhà này sao có thể thông minh thế được chứ? Lại còn nói một phát chúng ngay vấn đề nữa. Đây nhất định không phải Cuồng Đao Tam Lãng. Nếu như là Cuồng Đao Tam Lãng thật sự thì nhất định sẽ nói kiểu a, chỗ đó có một đàn kiếm cổ vô hình à, đợi hôm nào ta sẽ độc thân tới đó lượn một vòng, trải nghiệm cảm giác bị kiếm cổ vô hình đuổi giết mới được, cảm giác đó chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời. Đúng vậy, ngươi là Linh Điệp tiền bối đúng không? Đông Phương Lục Tiên Tử cũng nói ngay. Diệt Phượng Công Tử. Chuẩn bài luôn, Linh Điệp tiền bối có sở thích dùng tài khoản của người khác để chat với chúng ta mà. Cuồng Đao Tam Lãng. Tim ta đau quá, Tam Lãng đột nhiên cảm thấy tim mình mệt dữ dội. Mặc dù Lãng Mỗ hay tìm chết thật, nhưng, như thế không có nghĩa là IQ của ta thấp nhé. Ở trong mắt của các ngươi ta là một kẻ đần ư. Không, Diệt Phượng đạo hữu, Lão Phu không có sở thích dùng tài khoản của người khác để chat nhé. Linh Điệp tôn giả hàng xịn online. Phá Kiếp Tiên Tử, Vũ Nhu Tử. Ta có thể làm chứng cho A Cha, vừa rồi thật sự là chính bản thân Tam Lãng tiền bối gửi tin. Khi nãy ta ngồi kế bên Tam Lãng tiền bối nhìn hắn gửi tin nhắn đấy. Lúc này Bắc Hà Chân Quân đã quay lại. Mọi người chớ lo, đây thật sự là Tam Lãng đấy. Thật ra Tam Lãng rất thông minh, mọi người đừng quên, xung điện thuật được chia sẻ trên thư mục nhóm Cửu Châu số 1 là do Tam Lãng đạo hữu phát minh ra đấy nhé. Cuồng Đao Tam Lãng thật sự là một nhân vật thiên tài rất có sáng kiến. Ngoài ra, đề nghị của Tam Lãng đạo hữu thật sự rất khả thi. Thông Nương. Chỉ bằng người bảo Thư Hàng tiểu hữu làm theo cách của Tam Lãng đạo hữu xem sao. Bắc Hà Chân Quân nói. Nhưng phải cẩn thận, trên người kiếm cổ vô hình có một tầng kiếm khí bảo vệ, lúc dùng cách Tam Lãng đạo hữu đề nghị thì phải nghĩ cách phá vỡ kiếm khí nhé. Ta hiểu rồi, vậy ta sẽ nói cách này cho Tống Thư Hàng nghe. Thông Nương đáp. Sau đó Thông Nương ngẩng đầu lên, kể lại đề nghị của Tam Lãng tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 cho Tống Thư Hàng nghe. Còn chuyện Tống Thư Hàng có tìm được thứ thay thế sơn hay bột phấn hay không thì không phải chuyện nằm trong diện quan tâm của Thông Nương. Sau khi thuật lại xong, Thông Nương định tắt nhóm Cửu Châu số 1 đi để xem tiếp bộ phim giang dở ban nãy. Đúng lúc này, Phá Kiếp Tiên Tử, Vũ Nhu Tử trong nhóm lại nói. Tống tiền bối, bây giờ các ngươi đang chơi ở đâu thế?
không phải ngươi đang ở cùng với Bạch tiền bối à? Tại sao lại bị kiếm cổ vô hình bao vây một mình thế này? Đúng thế, không phải Thư Hàng tiểu hữu ở chung với Bạch tôn giả à? Bắc Hà chân quân cũng nhớ tới việc này ngay. Khi nãy Bạch tiền bối vừa đi, nói là muốn vào bảo khố của hắn tìm tài liệu chế thức ăn cho thú cưng nhất phẩm. Nhưng đến giờ còn chưa về. Thông nương lại dùng tài khoản của Tống Thư Hàng để trả lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.